chương 2166 thất vọng thì thất vọng, có một số việc chạm tới điểm mấu chốt, vì thế mà Mạc Phàm sẽ xử lý cho xong việc này. Bất luận chuyện này có liên lụy gì sau lưng, công đoàn Ngạt Lang có bao nhiêu cấp trên, việc này nhất định sẽ có một kết quả. Không phải thịt độc đã bám chặt vào thân thể, mà cứ mặc cho nó tiếp tục phát triển hù hóa, muốn cắt đi, dù có máu me đầm đìa thỏ cũng phải cắt, không phải vậy sẽ để cả người mục nát đến mức thuốc cũng không cứu được. Trường quân đội trên đảo Crete, đây là cái nôi quan quân kiệt xuất của Hy Lạp, lúc mạc phàm nhìn thấy ba tê tê trốn tới đây kỳ thực có chút lạnh cả người làm sao không phải là một ổ trộm cướp xa xỉ vì sao lại ở một nơi thần thánh nghiêm túc như vậy phần lớn người bao gồm cả những thánh tài pháp sư khi bọn họ lần theo manh mối tới trước cửa trường quân đội thì căn bản đều quay đầu cửa này không thể nhảy nhảy thì chẳng khác nào đối địch với bản thân nhưng không khéo là mạc phàm không theo bất kỳ tổ chức nào không phải là tòa án quân sự quốc tế không phải chính phủ không phải ba thơ nan thần miếu lại càng không phải thánh tài viện, Mạc Phàm chỉ đại diện cho chính bản thân. Trường quân đội này chỉ có tòa án quân sự quốc tế mới có tư cách, nhưng không phải là tổ chức nào, Mạc Phàm đại diện bước vào là có thể bước vào, không cần bận tâm vấn đề lập trường. Đứng lại. Binh sĩ thủ vệ lập tức gọi Mạc Phàm đang đi vào trong. Mạc Phàm không dừng bước, chỉ vào ba BTT mới đi vào trường quân đội cách đây không lâu nói, anh binh sĩ này, tại sao lại mời người kia vào, nhưng tại sao lại ngăn tôi? Người kia là tiên sinh BBTT, là hội trưởng thương hội đảo Crete, có một ít hợp tác quan trọng với quân tá của chúng tôi, nhanh chóng báo cáo thân phận, nếu không thì nhanh chóng rời khỏi nơi này. Binh sĩ thủ vệ là quan quân, phần lớn là tiểu binh sĩ ở đây, nhưng sẽ có lãnh đạo tới đây kiểm tra. Hóa ra là như vậy, hắn là người của hắc sức hội trong công đoàn Ngạt Lang, được gọi là hắc đồng hồ, đây là bản ghi âm. Trinh hắn đã tự thừa nhận, đây là một ít tư liệu mà tôi vừa thu thập được, đều có thể xác nhận là hắn mặc phàm đưa điện thoại di động ra, trực tiếp đưa chứng cứ cho quan quân thủ vệ quan quân thủ vệ sửng sốt một chút quan quân thủ vệ ban đầu không hoài nghi thân phận của ba mà là người trước mặt này có phải là bị bệnh rồi không tôi chỉ là quan an toàn trường quân đội anh đưa cho tôi những thứ này thì có ích gì sao không giao cho tòa án quân sự quan quân thủ vệ nói tôi đến để truy sát hắn liệu thủ vệ này có cho tôi vào được không mạc phàm hỏi đầu óc anh có vấn đề sao mặc kệ ba sau lưng có thân phận gì hiện tại ba tiên sinh với quân tá chúng tôi có thỏa thuận vậy nên có tư cách ra vào trường quân đội thân phận ma pháp sư như anh không có thể bước vào trường quân đội hiểu rõ chưa quan quân thủ vệ có chút tức giận vì thế mà mấy người thừa nhận quân tá có thỏa thuận cùng thành viên hắc sức hội chỉ là vị quan quân đây không đủ quyền hạn để quyết định với nhân vật lớn này nhưng có quyền hạn để tôi đi vào tôi sẽ bỏ qua chuyện này mặc phàm nói nghiêm túc quan quân thủ vệ nghe được mà choáng rốt cuộc là người này trốn từ trong bệnh viện tâm thần nào ra anh lại nói xấu tới quân tá của chúng tôi, mau đi nhanh lên, không phải vậy tôi sẽ gọi người bắt anh. Nói xấu quân tá, ít nhất bắt anh ngồi tù 5 năm quan quân thủ vệ đã hoàn toàn nổi giận. Hai, nếu mấy người không để trường quân đội, tôi còn chả cần phí lời làm gì mặc phàm thở dài một hơi. Trong nước có rất nhiều người nói mình bị điên, là một ma đầu, là sao trổi, ngôi sao gây sự, ôn thần. Xin người, bản thân mình giảng đạo lý được rồi. Lại là đưa chứng chứ, khuyên bảo ngon ngọt để tên quan quân này cho mình đi vào. Lễ phép khiêm tốn sắp bằng một chính khách ưu tú rồi, nhưng mà người ta hoàn toàn không nghe, nơi này là trường quân sự, không phải căn cứ quân sự bí mật, để một ma pháp sư như mình đi vào cũng không làm sai trách nhiệm, ghi âm đều có, bản thân Babitte cũng đã thừa nhận là thành viên của Hắc Sức Hội Công Đoàn Ngạt Lang, cho nên không phải Mạc Phàm không muốn thay đổi tật xấu thô bạo, thực sự cái xã hội này có quá nhiều chuyện rõ mười mươi trực tiếp nhấn lên trên là xong việc rồi. Ầm, um, không chờ quan quân thủ vệ ra tay, mạc phàm hóa ý niệm của mình thành sắt thép bọc vào chân phải của mình nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha đạp một phát phối hợp với hiệu quả của không gian hệ trực tiếp phá tan cửa sắt lớn của quan quân thủ vệ bay về phía sân huấn luyện cát của trường quân đội ô ô cảnh báo trường quân đội vang lên trường quân đội vẫn là trường quân đội khác hoàn toàn với một ít tổ chức tầm thường một đoàn người mặc đồ khác nhau tụ lại đây thời điểm bọn họ tới sân huấn luyện có thủ vệ ngày hôm nay trực, còn có cả quan quân thủ vệ cấp bậc không thấp. Mạc Phàm các hạ. Jessica cũng nghe thấy tiếng động mà tới, một chút là đã nhận ra Mạc Phàm. Jessica, cô cũng ở đây sao? Thật sự là tình cờ, Mạc Phàm cười, chào hỏi với Jessica. Khốn nạn, tên này muốn dùng vũ lực để vào trường quân đội, xúc phạm luật pháp quốc gia, hiện tại ra lệnh tất cả đánh gục hắn ngay tại chỗ, đánh gục ngay tại chỗ. Quan quân thủ vệ đứng lên, gào thét phẫn nộ. Xung quanh sân huấn luyện đã có 70 80 quân pháp sư, xem như bọn họ là nhóm tuần tra đầu tiên, chính là để ứng phó với tình huống bất ngờ xảy ra như này. Mệnh lệnh của quan quân thủ vệ đưa ra, bọn họ mặc kệ Jessica có biết mặc phàm hay không, trực tiếp vận dụng ma pháp. Phần lớn tuần tra viên đều là pháp sư trung giai, bọn họ cũng dùng ma pháp trung giai, 70-80 ma pháp trung giai cũng đủ hình thành một bão cát ma pháp đáng sợ. Truy cập halezy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dừng tay dừng tay jessica hét lớn lên jessica đi ra từ trường quân đội nhưng chức quyền là ở tiền tuyến tất cả trường quân đội này đều do quân tá quản mệnh lệnh của jessica ở đây không có tác dụng gì cả thì trệ mạc phàm đứng ở trung tâm ma pháp ngập trời nhưng theo mạc phàm khoát tay nhẹ nhàng ma pháp gầm thét kia bất động nhìn qua như một bức tranh chỉ qua một lúc lâu mới thấy những ma pháp này di chuyển nhẹ nhàng nhưng thời gian kéo dài ma pháp có hạn để ở trong không khí trong thời gian nhất định thì chẳng mấy chốc mà tiêu tan vì thế phô gia ma pháp mãnh liệt như sóng lớn dưới thì thì trệ của mạc phàm thì chẳng mấy chốc mà biển yên sóng lặng làm sao không đi trực đi không phải đầu tiên nên bắt tao sao đánh gục tại chỗ là có ý gì muốn tao chết như vậy là sợ ghi âm cùng chứng cứ trên tay tao bị người khác nhìn thấy sao mày cũng có cấu kết với thành viên công đoàn ngạt lang mạc phàm không bị thương đi tới quan quân thủ vệ trước mặt này để chất vấn nói vậy làm sao tôi lại cấu kết cùng người công đoàn ngạt lang anh lại động thủ với quân nhân trực phiên chính là có ý đồ làm hại trường quân đội chính là tội chết quân quan thủ vệ xoa máu trên mặt nói mạc phàm các hạ xin đừng dùng ma pháp nưa trung quy nơi này là trường quân đội bất luận có lý do gì thì cũng đừng dùng ma pháp nữa nếu không dựa theo pháp luật của quốc gia chúng tôi xác thực sẽ bị xử quyết uy nghiêm quân đội không thể xâm phạm jessica rất sốt ruột nói chỉ cần mạc phàm không dùng ma pháp nữa vậy chuyện cần làm là xử lý ân oán cá nhân với quan quân thủ vệ chuyện như vậy thì jessica có thể đè xuống được nhưng nếu mạc phàm tiếp tục ở trong trường quân đội phá hoại thậm chí uy hiếp tới tính mạng của quan quân thủ vệ đang trong phiên trực kia chuyện này tới tai quân tướng thì khó mà bình ổn trở lại dù sao trường quân đội này cũng do quân tá đích quản nếu đổi là bình thường thì tôi sẽ không mạo phạm tới quân nhân như mấy người nhưng lý do ngày hôm nay đáng để tôi phải mạo phạm mạc phàm nói với jessica ngài sẽ để bản thân rơi vào tuyệt cảnh jessica nói không sao lần này tôi vì chính nghĩa đại ngôn mạc phàm nói chính nghĩa đại ngôn ư trong mắt Jessica thì mặc phàm như hỗn thế ma vương không sợ trời không sợ đất nào có tự ý xông vào trường quân đội đánh quan quân thủ vệ no đòn xong phát ngôn chính nghĩa như vậy cứ cho là quan quân thủ vệ kia xác thực là ngứa đòn haha ha, chính nghĩa đại ngôn vậy là lại ở trong trường quân đội nghe được một tên vô lại phát ngôn thực sự là quá thú vị một tiếng cười từ trong tòa nhà quân sự một tên mặc quân phục lam sắc hải quân bước ra ngoài một mặt tròm dâu cảm giác như con mắt bị lông mày che mất mạc phàm thật sự không hiểu sao lại có người thích loại tạo hình này quân tá quân tá quân tá quan quân thủ vệ bị đánh cho sừng mày sưng mũi khập khiễng tới chỗ quân tá đích mà đứng bên cạnh đích là ba bt trước đó hồn bay phách tán như gã xăm đen mặt nhưng mà đứng bên cạnh đích thì tinh thần lại khác như được phục sinh lộ ra một loại tự kiêu cao quý ba Tê Tê, đây là chỗ dựa mày tìm tới hay sao nghiệp vụ thành viên công đoàn ngạt lang chúng mày rất rộng ngay cả trường quân đội cũng trở thành cảng tránh gió của mày mạc phàm nhìn ba tt không khỏi cười nói cái tên điên này ác ma thổ phỉ giết nhiều thành viên thương hội của ta như vậy lại còn xông tới trường quân đội quân tá đích nhất định sẽ thay ta biểu dương chính nghĩa ba tt nói khách sáo tao có ghi âm đây đừng nói nhiều như thế jessica phiền cô mở ghi âm này của tôi lên để xem mấy người này có nói gì được không mặc phàm nói với jessica được, được Jessica cầm lấy chứng cứ từ trong tay Mạc Phàm. Lúc này quân tá đích mở miệng nói với Jessica, Jessica, cô biết người này. Thưa quân tá, đây chính là cao thủ mà tướng quân đại nhân đặc biệt mời Mạc Phàm các hạ. Mạc Phàm các hạ đã cùng bằng hữu của mình vì tiền tuyến của chúng ta, mà ra tay giết cương sơn cự nhân cùng kiệt hải xà long, là người có công Jessica lập tức trả lời. Hóa ra là tiểu ảnh hùng, vậy thì xem ra mọi chuyện là hiểu lầm. Hai tê quan quân cùng Mạc Phàm các hạ luận bàn ma pháp, không cẩn thận bị thương, các nhân viên trực phiên khác tưởng kẻ địch tới, cho nên mới đẩy mọi chuyện nháo nhào lên như thế này, đúng không? Quân tá đích cười hỏi. Hai tê sửng sốt, cố ý quay đầu nhìn Mạc Phàm hùng hồ dọa người. Cái tên này vậy mà lại là người giết cương sơn cự nhân Titan, chẳng trách mà thực lực khủng bố như vậy. Đúng, đúng, chúng tôi đang luận bàn ma pháp quan quân hai tê bưng răng cửa bị đánh gãy, vẻ mặt đau khổ nói. Quả nhiên là hiểu lầm, tại sao lại có người xông vào trường quân đội Chris chúng ta chứ, hắc giáo đình làm gì có gan như này mọi người đều về nghỉ ngơi đi mạc phàm các hạ cũng về nghỉ sớm đi về chuyện của thương hội thì tôi cũng sẽ đưa ra câu trả lời thỏa đáng quân tá đích nói tôi tới nơi này chính là cần một câu trả lời thỏa đáng ồ không đúng thứ tôi muốn không phải là câu trả lời mà là kết quả quân tá đích tôi muốn hỏi ông ông là thành viên công đoàn ngạt lang đúng không mạc phàm hỏi gan to anh đang ủ ế quan quân của quốc gia chúng tôi hai tê tức giận nói tôi không phải, thân phận của tôi không nặng bao nhiêu, chỉ là hiệu trưởng trường quân đội đảo Crete mà thôi, là quân tá của chiến khu Crete quân tá đích thành khẩn hồi đáp. Ba BTT, hình như mày tìm nhầm người rồi, quân tá đích không phải cấp trên của mày, tôi có chứng cứ ba BTT là thành viên hắc sức hội của công đoàn Ngạt Lang, cấp bậc khá cao, hiện tại tôi muốn lấy mạng chó của hắn, ông không có ý kiến gì chứ? Mạc Phàm hỏi, quân tá đích nhíu mày, người trẻ tuổi này làm sao vậy, mình đã cho hắn một bậc thang để leo xuống, bình yên vô sự mà cút đi, coi như hắn không thức thời mà hỏi câu thiểu năng như vậy. Tôi không phải tòa án, không cách nào phán được Babit là thành viên của công đoàn ngạt lang hay không, vì thế mà trước khi chưa định được tội, Babit vẫn là thương nhân mà chúng tôi hợp tác, tiến hành xử lý thi thể cự nhân Titan mà chúng tôi giết, cũng cung cấp ma cụ phòng ngự tinh xảo cho quân nhân tiền tuyến quân tá đích nói. Ông nghe qua cố sự chiến tranh chưa, quân tá?" Mạc Phạm nói mời nói quân tá đích có vẻ rất kiên nhẫn một người lính bị cấp trên sai đi trực ở một bức tường phàm gặp người lướt qua tường thì nhất định phải nổ súng bất luận là dân thường hay là kẻ địch trên thực tế bọn họ mới là quân xâm lược bức tường ban đầu là của người dân bản xứ nơi này bây giờ bọn họ sắp bại trận và phải trả lại đất đai cho người dân hắn thủ vệ ở bức tường này biết rõ không có kẻ địch nhưng vẫn nổ súng bắn những dân thường có ý định qua bức tường sau chiến tranh hắn bị tố cáo với tội danh tàn sát dân thường trên tòa án quân sự hắn trả lời rằng tôi chỉ phục tùng mệnh lệnh của cấp trên phụ tùng chức trách quân nhân mạc phàm nói tất cả người ở trường quân sự đều nghe mạc phàm kể cố sự bao gồm cả jessica cùng quan quân thủ vệ cố sự này có tính đại diện rất mạnh mệnh lệnh là giết dân thường mà không nghe theo lệnh thì quân nhân cũng bị phán tội chết vậy thì rốt cuộc là nên phán là có tội hay vô tội tôi chưa nghe qua cố sự này nhưng tôi muốn biết cao kiến của cậu là gì quân tá đích nói tòa án phán hắn có tội, bởi vì hắn không cách nào chọn không nổ súng, nhưng hắn lại để nòng súng cao lên 10cm mặc phàm. Tất cả người trong trường quân đội nghe xong câu này đều sừng sốt, bao gồm cả Jessica, vừa nãy đều nghĩ là nên nổ súng hay là không. Đúng đấy, hắn có chức trách là nổ súng, nhưng có bắn trúng mục tiêu hay không thì đó là lựa chọn của binh sĩ kia. Cố sự rất đặc sắc, nhưng tất cả mọi người ở đây vào lúc đó lại không có cách làm thông minh, như cậu quân tá đích nói vì thế mà tôi đã nói với ông, ông có thể làm như vậy. Xin hỏi bây giờ quân tá có nguyện ý dâng lên nòng súng của mình hay không, mà ông biết rõ đó là người nào Mạc Phàm nói với quân tá đích. Trước khi đàm luận chức trách thì đàm luận về nhân cách. Đây chính là điều mà Mạc Phàm muốn nói với quân tá đích. Chứng cứ xác thực thì có gì để mà chống chế. Chính mồm Babitt thừa nhận là thành viên hắc sức hội công đoàn Ngạt Lang, cũng uy hiếp tới người bên cạnh Mạc Phàm. Mạc Phàm các hạ, tôi mới là quân tá, tôi phải như nào cũng không cần cậu phải dạy tôi hơn nữa ở trong trường quân đội mà uy hiếp tính mạng của một quan quân đó là trọng tội vốn không cần tôi phải tới hỏi hiệp hội ma pháp mà trực tiếp giết cậu hiện tại cậu vẫn đứng đây nói chuyện với tôi thì đó là sự khoan dung độ lượng lớn hiện tại tôi cho cậu hai lựa chọn một là rời khỏi đây hai là chết ở chỗ này quân tá đích cười gần nói quân tá đích jessica muốn khuyên can cầm miệng âm thanh của quân tá đích tăng lên tê, tê nghe được lời này của quân tá đích thì cười Đôi mắt nhỏ nhăn nheo nhìn Mạc Phàm, dù cho không nói một câu thì Mạc Phàm vẫn biết rõ Babitete đang nói những lời đắc ý. Đây là ngươi tự tìm tới cuối cùng Babitete vẫn nói một câu. Như vậy với Mạc Phàm, ở thương hội Creed, kẻ nào rõ ràng có cơ hội giết được mình nhưng lại thả cho mình chạy, khả năng hắn không nghĩ tới người che chở cho mình là một người từ trường quân đội, hơn nữa lại còn là quân tá. Đối phó với quân đội còn thê thảm hơn so với đối phó với công đoàn Ngạt Lang, sẽ là một người căn bản không thể nào đặt chân ở trong xã hội này được nữa. Trước đó ba có nói với Mạc Phàm, công đoàn ngạt lang bọn họ không phải là một đám liều mạng thuần túy, thế lực của bọn họ thẩm thấu cực sâu, không có cái gì mà bọn họ không thu mua được. Làm sao, còn chưa cút à, hay để tôi phải mời ra nữ quân tá đích hùng hổ dọa người làm tròm dâu dung lên. Có lúc con người ta không giảng đạo lý Mạc Phàm cảm khái một tiếng. Mệt mỏi, mệt mỏi. Nếu như mình lại chơi trò giảng đạo lý cùng loại bại hoại này thì đúng là, thiểu năng mà. Tôi nói rồi, hắn không thể sống quá 24 tiếng thì chính là không sống quá 24 tiếng, nhất định là được. Quân tá đích, khả năng ông không hiểu rõ tôi, nếu như biết tôi nhiều hơn chút nữa, thì biết thứ mà bị tôi coi thường xưa nay không có kết quả gì tốt cả mạc phàm. Nói với quân tá đích, dương cung bạt kiếm, liệt diễm bao phủ sân huấn luyện, ánh lửa hừng hực để xung quanh biến thành màu đỏ, cảm giác như chui vào lò lửa to lớn. Một trường quân đội nho nhỏ mà dám ra oai trước mặt mình, quả thật là mình quá khách khí với đám người này rồi cậu dám to gan dùng ma pháp tôi sẽ xử quyết cậu tại chỗ quân tá đích phẫn nộ hét lên lại có người trẻ tuổi coi trời bằng vung vậy thì uy nghiêm trường quân đội frid này vứt đi đâu lão rác rưởi trước tiên tao san bằng trường quân đội của mày rồi làm thịt ba tê mạc phàm triệt để tỏa ra lĩnh vực hỏa hệ hỏa hệ siêu dai để lĩnh vực của mạc phàm được tăng cường lớn vô số hỏa xà dài mấy chục mét bốc lên trước mặt tạo thành khí tức cực kỳ khủng bố ép những pháp sư có tu vi thấp lùi lại mấy trăm mét đuổi hết những quân pháp sư đi mạc phàm cũng không phí lời nữa sau lưng hiện ra hỏa diễm vũ để tạo thành hỏa diễm hừng hực trợ khí rồi như một viên đạn pháo gào thét nhằm vào quân tá đích cặp mắt của quân tá đích chừng tới cực hạn tuyệt đối không nghĩ mạc phàm lại động thủ ở trường quân đội gan to bằng trời thực sự là gan to bằng trời ba bi tê tê cũng choáng váng tên này đúng là hỗn thế ma vương lẽ nào không cân nhắc tới hậu quả sao ba bi tê tê biết mình không tồn tại các bậc tranh tài này vội vàng chạy ra sau quân tá đích Quân tá đích vung áo khoác trên người, thấy xiêm bay về phía sân huấn luyện rực lửa này. Áo khoác bình thường, thì chưa tới một giây sẽ biến thành cho bụi dưới hỏa diễm của mạc phàm. Nhưng theo con ngươi quân tá đích trừng lên, áo khoác tự nhiên nổi băng lên. Cấp độ kết băng cực kỳ nhanh, áo khoác còn chưa chạm đất, thì quân y dạng bình phong băng xuất hiện bên trong hỏa diễm hừng hực. Mạc phàm bị quân y băng trướng dày chắc cản trở, khi chỉ một chút nữa là đụng vào, những lông vũ hỏa diễm sau lưng mạc phàm lại nổ kịch liệt hơn để tốc độ cùng sức mạnh của Mạc Phàm tăng lên thêm mấy lần. Bạo Vũ Liệt Quyền phi quyền oanh kích, quân y bình phong cực kỳ chắc chắn này đã vỡ tan dưới một đòn của Mạc Phàm, bay ra xung quanh. Mà uy quyền cũng không vì thế mà tiêu tan, có thể thấy Hỏa Diễm Quyền Vũ dày đặc tạo thành hòa đàm cự giao, đánh về phía quân tá đích. Quân tá đích nào có nghĩ người trẻ tuổi này, bằng một tinh đồ đã tạo ta được kỹ năng hỏa hệ đáng sợ như vậy, vốn vã trốn sang bên cạnh, ngay cả quân y cũng không kịp thu lại. Oanh, một đống phòng học quân sự trong khoảnh khắc đã hóa thành một cái hố đất khô cằn quân tá đích trốn sau bia tập ma pháp sắc mặt cực kỳ âm trầm nhìn mạc phàm hy vọng cậu biết mình đang làm cái gì cũng gánh chịu hậu quả này cho tốt ngữ khi quân tá đích càng lúc càng lạnh lẽo tao cũng hy vọng rằng mày biết rõ hậu quả khi che chở cho ba BTT, luận cho có chức vị gì thì đều phải có nhân tính quân tá đích à mạc phàm nói với quân tá đích một ma pháp sư như cậu thì biết cái gì đích tức giận nói ít nhất tao biết đảo chùi xanh chìm không đơn thuần chỉ là do cự nhân ti tan tập kích mạc phàm nói ha ha xem ra không còn gì để nói nữa rồi dù như nào thì cũng không để cậu ngày hôm nay sống sót rời đi cũng để cho thằng nhãi danh như cậu không biết trời cao đất rộng mở mang thực lực quân tá đích tôi đây vẻ mặt của đích bắt đầu dữ tợn không cần thiết phải ngụy trang nữa rồi đích biết ba Bitté là thành viên công đoàn ngạt lang thì đã sao một tên ba Bitté còn sống thì giá trị hơn một cái đảo Nói như vậy mới đúng thoại, đừng nói chuyện lập trường, nói tà chính, mệt thật. Ngày hôm nay ai sống sót thì có quyền nói cả sự kiện đúng sai Mạc Phàm, nở nụ cười. Làm gì có chính nghĩa đại ngôn? Ngày hôm nay Mạc Phàm, chết nơi này thì quân tá đã thành công trong việc đánh chết một tên vô lại nguy hiểm, bảo hộ được thương nhân tinh thần không ổn định. Quân tá chết nơi này, như vậy Mạc Phàm chính là anh hùng một thân một mình giết lũ quân phỉ cấu kết. Vì thế phải xem nắm đấm của ai cứng hơn rồi. Sau này gặp chuyện tương tự, cách thứ xử lý chỉ đơn giản là thô bạo một chút như vậy, còn ghi âm, chứng cứ, nói nâng nòng súng lên với mạc phàm, thì tước tiên xem nắm đấm lão phu có to hay không, có cứng hay không, có nóng hay không. Điếc không sợ súng, lại dám dùng ma pháp hỏa hệ trước mặt ta quân tá đích chỉ vào mặt mạc phàm nói. Quân tá đích bước tới gần chỗ mạc phàm, cách mạc phàm gần 200 mét thì đột nhiên nhấc chân phải cao bằng đầu gối, nhưng đang xúc tích sức mạnh trong khoảng vài giây. Con mắt quân tá đích nhìn chằm chằm vào mạc phàm, giống như là mạc phàm dưới chân quân tá đích dẫm xuống mạc phàm còn tưởng quân tá đích dùng ma pháp thổ hệ nào đó dùng kỹ năng tương tự với địa chấn đại địa thế nhưng mặt đất không rung lên không xuất hiện vết nứt nào cả trái lại trên đỉnh đầu truyền tới giá lạnh tâm ý không tên vãi mạc phàm ngừng đầu lên phát hiện một cái ủng chiến dày nặng đắp nạn băng thiết đập xuống từ góc độ mạc phàm nhìn qua chẳng khác nào đưa thân vào một khối núi băng còn may là mạc phàm đã khoách tán ám mạch ra xung quanh nơi ám mạch xâm nhiễm có thể thành đường nối để mạc phàm di chuyển nhanh hơn bằng độn ảnh thân thể chìm xuống hóa thành một con ảnh nhạn áp vào mặt đất mạc phàm nhanh chóng tới một sân huấn luyện khác ẩm giữa sân huấn luyện băng thiết quân ủng còn lớn một nhà lầu dẫm xuống có thể so với chân của một cự nhân titan mạc phàm không hề chuẩn bị tâm lý căn bản không biết quân tá đích có bản lĩnh đặc thù gì cũng còn may ám ảnh hệ hiện tại là một trong những vương bài của mạc phàm nếu là trước đây thì không thể nào né tránh trong thời gian ngắn được Tốc độ mà băng thiết quân ủng xuất hiện rất nhanh, tốc độ rơi xuống càng nhanh, không giống như là ma pháp băng hệ cao dài băng phong linh cữu, tốt xấu cũng rơi xuống từ chỗ cao, để cho người ta có thời gian nhất định để phản ứng, còn băng thiết quân ủng lại đột nhiên xuất hiện ở trên đầu, quái lạ mà còn đáng sợ. Ngươi cho rằng có thể đối phó được với cương sơn cự nhân, thì có thể xưng bá Hy Lạp sao, đồ ếch ngồi đáy giếng quân tá đích khinh thường mặc phàm tránh né. Nói xong thì cánh tay vung ra sau, năm ngón tay nắm chặt vào, tụ lực khoảng một giây, lại có một trận lạnh giá ngưng tụ thành hình dạng xoắn ốc. Hoắc, quân tá đích vung quyền phải về phía Mạc Phàm, cách xa nhau hay 300m, trên tay quân tá đích lại không có năng lượng nguyên tố nào, chỉ có duy nhất một trận lãnh lưu kỳ dị đang xoay tròn, đáng kinh ngạc là sau khi đánh quyền này vào trong không khí, trước mặt Mạc Phàm lại xuất hiện băng thiết trọng quyền, lớn bằng nhà lầu. Một nắm đấm lớn bằng một nhà lầu, vẫn là từ hàn tuyết bông tuyết tạo thành, Mạc Phàm không thấy quỹ tích ma pháp của đối phương, thế mà làm sao lại đến trước mặt mình? ẩm um. thời gian kinh ngạc mạc phàm dùng ý niệm ngưng tụ thành cương thiết chi bích muốn chống đỡ hàn thiết cự quyền bất thình lình này ý niệm hóa thành tường là thủ đoạn phòng ngự nhanh nhất của mạc phàm toái thạch khuyên đánh cắp chưa đủ nhiều thì không có tác dụng phòng ngự quá to lớn thời gian quyết đấu với tổ hướng thiên lúc trước ý niệm của mạc phàm thành cương hơi đạt tiểu thành nhưng mà uy lực một đòn tùy ý của quân tá đích lại lớn kinh người không chỉ đánh nát ý niệm phòng ngự của mạc phàm mà còn đánh lùi lại vì để bản thân không bị đánh bay mạc phàm dùng thổ hệ để cố định hai chân lại đưa tới hiệu quả bất động như núi nhưng đòn đánh này vẫn để mạc phàm như đeo giày trượt patin ngã xuống mặt đất trượt đi dài mãi cho tới cửa trường quân đội thì mới ngừng lại cánh tay mạc phàm hơi tê liếc mắt nhìn hai tay cùng ngực của mình phía trên đều là băng vụn cảm giác trong cốt tủy đều là hàn ý trước đó mời thì không đi lại buộc ta phải dùng tới cách này quân tá đích nói với mạc phàm quân tá đại nhân ngài thực sự để tôi quá bội phục ngày hôm nay nhất định phải cố gắng dằn vặt thằng danh này Bà BTT thấy quân tá phát uy, mừng như điên nói. Trước đó bà nói với Mạc Phàm là sẽ để hắn phải hối hận, bởi vì người mà bà tỉnh có thực lực đứng đầu mấy đảo ở Crete. Công đoàn hắc sức xưa nay không làm trò trẻ con, chính khách, quân tướng, ma pháp thái đầu, bọn họ đều đồng ý đứng ra che chở cho mình. Đây mới là cảnh giới tối cao của công đoàn ngạc lang. Ông làm chuyện gì mà chọc phải một thứ như thế? Quân tá đích hỏi. Tôi, tôi cũng không rõ lắm. Quên đi. Trước tiên giải quyết hắn rồi nói, đừng chờ Pather nan thần miếu tới đây, lúc đó muốn giết cũng khó khăn quân tá đích nói. Đúng, đúng, nhất định phải xử lý mau chóng, lại để giống tôi khi đó. Cầm miệng lại, quân tá đích không phí lời với bà BTT, vênh váo hung hăng tới giữa sân huấn luyện, cũng tới gần Mạc Phàm Mạc Phàm lại chăm chú theo dõi đích, có chú đoán không ra chiêu thức của quân tá đích, ma pháp này tự hồ có hơi khác với mọi người. Nhưng mà nghĩ cẩn thận lại thì hẳn cũng không thể gọi là khác với mọi người, Đến siêu giai thì ai cũng có con đường riêng của mình, cấp bậc dưới lực khống chế thì mỗi người đều phát triển năng lực đặc thù thuộc về mình. Cho nên nói tên quân tá cùng những ma pháp sư bước vào siêu giai mà mình đã gặp lại không có sự tương đồng lớn, rõ ràng là tên quân tá này bước vào siêu giai đã lâu, lĩnh ngộ được thủ đoạn thì pháp cực kỳ quỷ dị. "Làm sao, nghi hoặc sức mạnh của ta à?" Quân tá đích nhách miệng lên. Quân tá đích chắp tay sau lưng, tiếp tục đi tới gần Mạc Phàm, giống như giáo huấn một lính mới vừa vào hàng ngũ đã không nghe lời quân tá đích triển khai năng lực của mình vừa dùng giọng điệu từ trên cao nhìn xuống nói ngay từ lúc ngươi triển khai ma pháp đầu tiên thì ta đã biết siêu giai của ngươi như một đứa nhóc tinh quỹ tinh đồ tinh tọa tinh cung đơn giản là như xem mèo vẽ hổ cứ việc kỹ năng có chút biến hóa nhưng ta vẫn thấy được khung sườn kỹ năng ma pháp ghi trong sách giáo khoa đến các bậc siêu giai như chúng ta thì tất cả kỹ năng hệ ma pháp đều nắm rõ trong lòng bàn tay giả như ngươi dùng những thủ đoạn giáo điều này để thắng ta thì nói ếch ngồi đáy giếng cũng không quá đáng mặc dù quân tá đích dùng ngữ khí trào phúng mặc phàm cũng không mang ý nghĩa cho mặc phàm thở lấy hơi Mặc phàm đã nhận ra chỗ cùi trỏ của đích có lãnh lưu kỳ dị đang xoay tròn Chủ kích vẫn là cách 200 trăm mét quân tá đích trực tiếp động thủ với mặc phàm lần này mặc phàm có chuẩn bị trước tiên hoàn thành tinh tọa màu bạc trực tiếp dịch chuyển tức thời tới chỗ quân tá đích mặt đối mặt mặc phàm muốn biến thủ thành công ngươi cho rằng ta không biết gợn sóng không gian xuất hiện trước mặt ư ngu dốt quân tá đích cười lạnh Mạc Phàm đang muốn ra tay, phát hiện một cánh tay băng đang chủ kích kéo tới mặt của mình. Xen vào uy lực trước đó, băng thiết chủ kích này nếu như đánh trực tiếp vào thân không có phòng ngự, dù như nào cũng sẽ tan xương nát thịt. Có thể nói thân ảnh Mạc Phàm vừa hiện lên, còn chưa kịp ra tay với quân tá đích, lúc này vốn là một cơ hội tốt để đánh hắn ngã sấp, nhưng tiếc là đối phương vẫn nắm được hành động của mình. Dịch chuyển tức thời, băng thiết chủ kích gần trong găng tấc, thậm chí Mạc Phàm còn ngửi thấy hàn ý đáng sợ, may là mạc phàm để lại một tay sớm đã phát lên tinh tọa dịch chuyển tức thời đến cấp thứ ba dịch chuyển tức thời đã dịch chuyển tới phạm vi nhất định không còn là dịch chuyển không gian mạc phàm cảm giác như quân tá đích không phải kẻ đầu đường xó chợ vì thế trước khi tấn công cũng đã tạo sẵn một đường lui giả như nếu không gặp nguy hiểm thì có thể bỏ cái tinh tọa dịch chuyển tức thời này đi vèo hàn thiết chủ kích trong nháy mắt bay đến mạc phàm biến mất tại chỗ lần này mạc phàm đi một khoảng cách hơi xa nếu có thể mang cả quân tá đích cùng dịch chuyển theo vậy thì quá hoàn mỹ có thể đánh một phát trên khuôn mặt đầy lông tanh tưởi của hắn song điệp dịch chuyển trong nháy mắt có chút ý nghĩa quân tá đích xoay người ra sau liếc nhìn mạc phàm đã di chuyển ra sau lưng nhưng mà ngươi đừng hy vọng là tốc độ thi pháp nhanh hơn ta mạc phàm vừa hoàn thành tinh tọa lôi hệ không ngờ quân tá đích lại tát thẳng vào không khí đúng như dự đoạn một cái hàn thiết trưởng thủ xuất hiện sau lưng mạc phàm không chút lưu tình vỗ vào sau lưng mạc phàm bàn tay lớn như nóc nhà vậy, muốn tránh cũng không phải chuyện dễ dàng. ầm um, lần này Mạc Phàm cũng chỉ dựa vào ý niệm mà ngăn cản, kết quả giống như trước đó, Mạc Phàm bị đánh văng đi rất xa. Ha ha, quả thật là khéo, trực tiếp gõ xương hắn nát tan ba bi hô lên cực kỳ phấn khích. Cứ việc không phải ba bi tự mình động thủ, thấy Mạc Phàm bị quân tá đích đánh như vậy, mới xóa bỏ được nỗi khuất nhục phải chịu trước đó. Mạc Phàm đứng lên từ một lớp bụi đất, lau khóe miệng tràn đầy vết máu lúc này xung quanh mạc phàm lại có những quân pháp sư vây quanh rõ ràng bọn họ muốn hạ sát trực tiếp oanh tạc một làn sóng ma pháp với mạc phàm đem chỗ mạc phàm đứng nổ ra mấy trăm lỗ thủng quân tá đích mày để bọn thủ hạ này tìm đường chết hay sao mạc phàm trốn vào không gian hư ám tất cả nguyên tố đều xuyên quan thân thể mạc phàm mạc phàm như hắc ám u linh vẫn bình an vô sự có thể thấy quân tá đích muốn tốc chiến tốc thắng lợi dụng năng lực của mình để không ngừng hạn chế mạc phàm thậm chí còn không cho Mạc Phàm cơ hội phản kích, sau đó cho những quân pháp sư trong trường quân đội liên thủ tấn công, mang tới hiệu quả trực tiếp giết chết. Quân Tá Đích nhìn Mạc Phàm, trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc. Không biết Mạc Phàm làm như nào tách ra khỏi oanh tạc ma pháp của những quân pháp sư. Thời gian trốn vào không gian hư ám có hạn, Mạc Phàm bước ra khỏi làn khói ma pháp. "Ở trước mặt ta, thì ngươi đừng hòng dùng bất kỳ ma pháp hủy diệt gì quân Tá Đích, lại bắt đầu xúc lực một lần nữa." Vậy thì mày quá khinh thường tao rồi." Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng mặc dù không cần dùng tinh đồ, tinh tọa thì Mạc Phàm vẫn dùng được ma pháp mạnh mẽ. Ở trong phạm vi 500m quanh Mạc Phàm đã có vô số đá vụn thiết, như thạch ấn hiện lên, chúng nó bị Mạc Phàm chôn vùi trong đất cát. Không thể không nói, nếu như quân tá đích vẫn còn dùng chiêu thức mạnh mẽ kia tấn công mình, thì trong lúc nhất thời Mạc Phàm cũng chưa có cách nào hay để hóa giải, bị áo chế gắt gao, mà quân tá đích sẽ phối hợp liên thủ tấn công với những quân pháp sư khác. Uy lực của các quân pháp sư liên thủ tấn công mạnh, nhưng mà cũng chỉ là một lần ám mạch phun trào, trốn vào không gian hư ám là tránh được, còn mấy trăm quân pháp sư triển khai ma pháp, lại cung cấp mấy trăm toái thạch ấn toái thạch ấn bằng nham kình. Không cần phát họa tinh quỹ nào, theo chỉ lệnh của Mạc Phàm, có thể thấy được toàn bộ hạt cát ở sân huấn luyện xuất hiện một cơn gợn sóng, sau đó là một con thạch kình to lớn chui lên từ dưới mặt đất, thân thể bay lên toàn bộ trường quân đội. Lần này tốc độ phóng của quân tá đích chậm hơn Mạc Phàm, phụ hiệu toái thạch ấn của Mạc Phàm chính là thuấn phát, bất luận ma pháp nào cũng cần tinh tượng phức tạp chống đỡ trước đó quân tá đích đã không cho mạc phàm dùng bất kỳ tinh tọa tinh cung còn ma pháp sơ dai thì có thể ung dung chống đỡ sau khi toái thạch ấn phát huy nó thu thập những đá vụn to nhỏ khác nhau tạo thành uy lực khá khủng bố nham kình này còn lớn hơn cả nham kình mà mạc phàm gặp ở ai cập khi nham kình lao xuống cảm giác như toàn bộ trường quân đội bị phá hủy oanh bằng nham kình tạo nên mấy tầng thổ sóng tầng ngoài cùng sóng cát tầng dưới là nham thạch sóng vô số vết nứt cực lớn lan ra nhanh chóng ở trường quân đội, trường quân đội nằm giữa sườn núi như muốn sụp đổ. Những quân pháp sư liên thủ đối phó mặc phàm bị những tầng sóng chấn động bay ra ngoài, quân tá đích lại ở trung tâm nham kình va chạm, dù cho toàn thân đã biến thành thân thể như hàn thiết, lực trùng kích cũng đủ lục phủ ngũ tạng quay cuồng. Phụ hiệu tầng hai toái thạch ấn vẫn là bá đạo, nếu như tích lũy nhiều hơn thì thậm chí mặc phàm còn tạo được bàng nham kình với sức phá hoại cao hơn gấp mấy chục lần nhưng đòn đánh này cũng đã đủ hóa cảnh hoàn cảnh khốn khó của mạc phàm chơi cứng với tao à mạc phàm qua lại giữa những nền đất nát tan tập trung đuổi theo quân tá đích đang thoát khỏi hiện tại toàn thân quân tá đích là hàn thiết nhìn qua như là băng thiết nhân nhưng bằng nham kỉnh vẫn đập ra một vết rách trên lớp băng thiết xem dáng vẻ chạy trốn thì biết quân tá đích bị thương toàn thân nghiêm trọng mà babite núp ở phía xa vẫn bị lan tới đang há hốc mồm rõ ràng trước đó mạc phàm còn bị áp chế gắt gao càng bị vô số pháp sư liên thủ oanh kích, làm sao mà phá tan cục diện thành dáng vẻ như hiện tại. Cái tên này đúng là quái vật, nói săn phẳng trường quân đội thì săn phẳng luôn rồi. Đích quân tá bị tổn thương phổi, cũng không muốn bị dư chấn phá tan nội tạng. Đích nghiêng đầu sang chỗ khác, lại phát hiện Mạc Phàm đã đuổi tới. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, rõ ràng đối phương không dùng tinh tọa, tinh cung, làm sao lại tạo, được kỹ năng hủy diệt còn đáng sợ hơn cả ma pháp siêu dai bình thường như vậy mày khua chân múa tay còn không giết được tao, vậy chờ tao dẫm chết đi. Mạc Phàm là một pháp sư ám ảnh hệ, thổ hệ, không gian hệ, bây giờ năng lực di chuyển hay năng lực theo dấu cũng đã coi như tới cực hạn, quân tá đích không cách nào tạo khoảng cách với Mạc Phàm. Người có biết kết cục khi đụng tới một quân tá không? Quân tá đích nói, mày đang khôi hài sao? Trước đó tao nói nhảm nhiều như vậy, bao gồm đánh với mày vài hiệp, cuối cùng mày lại thở ra được mấy câu di ngôn này. Mạc Phàm hỏi, di, di ngôn, Người dám giết ta sao? Quân tá đích có hơi cả kinh nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hai thánh nữ ba thơ nan thần miếu, một người là vợ tao, một người là huynh đệ của tao. Hôm qua tướng quân còn muốn kết giao huynh đệ với tao, tao nói hắn đừng có chiếm tiện nghi. Mày chỉ là quân tá, thằng chuột làm vua sứ mù thì không tính, tao muốn giết mày chẳng lẽ còn cần nhìn sắc mặt của ai, cũng coi như mày là người trong quân đội, làm sao không đi hỏi thăm một chút quân thủ y thân ở Ai Cập cứ nhìn thấy tao lại đái ra quần. Tao nói săn bằng trường quân đội là săn bằng, tao nói giết ba tê tê là nhất định giết, mạng chó của mày tao cũng muốn mặc phàm nói. Dùng ngón chân cũng biết 100% quân tá đích là người của công đoàn Ngạt Lang, mặc dù trên người không để lộ ra biểu tượng hắc sức hội, nhưng một quân tá cấu kết với hắc sức, nội tình có bao nhiêu chuyện buồn nôn không cần tra ra cũng biết. Vạn cân lôi nha. Mạc Phàm đuổi tới trước mặt quân tá đích, trực tiếp dùng bạo quân hoang lôi uy lực gấp 12 lần lôi mới thật sự là hủy diệt quân tá đích cũng coi như một thân mang ma cụ xa xỉ hơn nữa còn băng thiết đặc thù bọc thân ở trước mặt ma pháp lôi hệ thì như một tờ giấy lôi nha xuyên thấu qua tất cả phòng ngự của quân tá đích làm toàn thân hắn co giật đang còn muốn làm một hai hiệp nữa với mặc phàm thì lại một lần nữa bị thương quân tá đích ba Bitté thấy toàn thân quân tá cháy đen cũng coi như bản thân mình bị lôi điện đánh vào tim ô dù ô dù kiên cố nhất của ba Bitté hắn ở đảo Crete cũng không ngăn được ác ma này Vậy không phải là ba tê tê hắn chết chắc rồi sao? Chỗ dựa của mày nhìn được nhưng lại không dùng được, tốt xấu cũng là lão pháp sư siêu dai, ngay cả xuất ra vài động tác võ thuật xong cũng không có hậu chiêu, đại khái là nằm ở vị trí thoải mái quá lâu mặc phàm dẫm đá vụn đầy đất, bước đi không cần di chuyển tới trước mặt ba tê tê. Tên điên này, ngươi chính là một tên điên, giết bọn ta thì ngươi sẽ không có tháng ngày sống yên ổn, chờ ngươi bị công đoàn ngạt lang truy nã, chờ toàn án quân sự quốc tế thẩm phán đi ba vẫn nộ quát mặc phàm phía sau xử lý như nào thì cũng đừng lo lắng cho tao, đúng là quân tá đích chỉ có những di ngôn này thôi sao, lẽ nào sắp chết rồi còn muốn bảo vệ tên hung thủ kia. Mạc Phàm nói với ba Tê Tê. ta không biết gì cả, không biết gì cả, ta không biết hung thủ người nói, đảo chồi xanh không liên quan gì tới ta. Ba Tê Tê tỏ vẻ hốt hoảng, ta không có hỏi đảo chồi xanh, ồ, ta biết rồi Mạc Phàm nở nụ cười. Mặt ba Tê Tê đã trắng bệch, gân xanh cũng có thể thấy rõ từng đường đan sen trên mặt, trên trán. Quân Tá Đích, mày còn lời nào muốn nói không? Mạc Phàm vận cách không, mạnh mẽ kéo Quân Tá Đích cháy đen tới trước mặt mình. Quân Tá Đích bị kéo tới chỗ Mạc Phàm, con mắt đột nhiên lấp lóe như mắt sói, tay phải tạo thành tư thế con dao bổ vào đầu Mạc Phàm. Mày tưởng ta không phát hiện mày đang giả chết hay sao? Mạc Phàm đứng bất động ở đó, hướng về Quân Tá Đích cười gằn. Quân Tá Đích muốn vung xuống thì cái bóng sau lưng trực tiếp cuốn lấy hắn, để tay dao này không bổ tới. Quân tá Đích xoay người, lúc này mới ý thức được phía sau mình không biết, từ khi nào đã diễn sinh ra một ma ảnh. Ma ảnh này một tay cầm búa một tay cầm đinh dài ghim vào tay của Quân tá, sau đó gõ búa xuống tàn nhẫn, đóng đinh dài vào tay của Quân tá Đích. A à, a, Quân tá Đích thống khổ kêu lên ảnh ma thị vệ đóng đinh, vào kỳ thực là linh hồn của Đích, mặc dù chỉ là vị trí cánh tay nhưng cũng tan nát coi lòng. Quân tá Đích, mày có lời gì muốn nói không? Cái trường quân đội này của mày cũng coi như ở một nơi hẻo lánh. Tao đoán mày có gọi trợ giúp thì trong thời gian ngắn cũng chẳng có ai đến cả. quân tá đại nhân đây có biết tới hắc ma pháp dần vặt linh hồn không? đại khái là giống như bây giờ, nói chung là rất thống khổ, sống không bằng chết. mạc phàm nói với quân tá đích. rốt cuộc là ngươi muốn làm gì? âm thanh của quân tá đích khàn. mọi người đều rõ trong lòng, không nên bán gì cả. mạc phàm nói. van cầu ngươi cho bọn ta thêm một cơ hội đột nhiên babitte chen miệng vào. mạc phàm đang thẩm vấn quân tá đích mà cái tên này mở miệng làm mạc phàm có chút bất ngờ một cơ hội làm người lần nữa không thể đời này chúng mày không có cơ hội rồi khi còn sống thì không có gắng làm người trước khi chết thì lại cầu xin trên thế giới này làm gì có chuyện tốt như vậy mạc phàm nói không phải không phải không phải ngài đang muốn truy tìm sao kỳ thực bọn tôi cũng chỉ phụng mệnh mà làm thật sự chỉ là phụng mệnh mà làm giả như ngài cho chúng tôi thêm một cơ hội thả chúng tôi đi để chúng tôi tìm kiếm che chở Tôi có thể dùng linh hồn để cam đoan với ngài, nhất định cấp trên kế tiếp sẽ có đáp án mà ngài muốn, van cầu ngài cho chúng tôi một cơ hội, không phải 24 tiếng, không phải là còn chưa đến sao?" Babitte nói. Rốt cuộc hiện tại Babitte đã ý thức được mình chọc phải một kẻ đáng sợ ra sao, dù trốn tới trường quân đội thì cũng không cách nào để mình sống sót được. Muốn sống thì chỉ có thể tìm người kia, Babitte biết Mạc Phàm đang tìm gì, giả như nếu không nói ra để ác ma này cảm thấy hứng thú vậy thì kết cục của mình sẽ giống với kagara tên xăm đen mặt kia đúng đúng không phải cậu muốn biết sao thả bọn tôi ra thì cậu nhất định sẽ biết quân tá đích đã cảm nhận được mặc phàm như hỗn thế ma vương nói những lời chế độ xã hội lại không có bất kỳ ý nghĩa gì trưởng quân đội đã bị mặc phàm phá hủy dựa vào cái gì mà hắn không dám giết mình ai trong số chúng mày quan hệ với nhà sau gần một điểm thật không tiện ta chỉ để được một tên sống thế nào cũng phải để một tên chết không phải như vậy thì khổ cực của ta bỏ ra lãng phí lắm Mạc Phàm nói. Ba tê, tê cùng Quân Tá Đích nhìn nhau, hai người gần như cùng lúc biểu thị có quan hệ gần với phía sau gần một điểm. Quân Tá Đích, không phải mày không gia nhập vào công đoàn Ngạt Lang sao? Mạc Phàm trào phúng nói, thân ở vị trí như này, mặc dù không gia nhập nhưng chạm tới cao tầng công đoàn Ngạt Lang là điều rất bình thường, bất quá ba tê, tê là một tên phỉ thương trực tiếp liên hệ ở Đảo Crete, kỳ thực cũng không chạm tới chức vị quan trọng nhất Hắc Sức Hội nhưng hội trưởng hắc sức hội xưng huynh gọi đệ với tôi quân tá đích vội vàng nói xạo chó hội trưởng hắc sức hội xưng huynh gọi đệ với cái tên quân phỉ như ông cũng chỉ là thấy ông có một chút thế lực trong quân đội đảo crit ông cho rằng hội trưởng coi ông là thế thật sao bà btt giận dữ hét lên bà btt còn ông tính là thứ gì một hắc thương đầu cơ bộ phận cự nhân titan hắc sức hội thẩm thấu vào phương diện gì ở đảo crit chắc ông biết đấy quân tá đích phản phúng nói mạc phàm thấy người này xé người kia âm thầm buồn cười. Hai người chúng mày đừng coi tao là kẻ ngu, thật sự mà không nói được thông tin nào có ích thì tao thịt cả hai luôn, ngược lại chúng mày tìm được cấp trên cũng mất kha khá thời gian. Giờ nói đảo chồi xanh, xem thằng nào nói chuẩn xác hơn Mạc Phàm nói, trước tiên phong tòa đảo chồi xanh là người của tôi. Quân tá đích nói, là tôi nói hội trưởng, chủ rừng ô lưu ở đảo chồi xanh, không giao nộp phí an ổn cho hắc sức hội chúng tôi. Bà Tê, Tê nói, là tôi khống chế những người còn sống sót, những người được đưa tới cho tướng quân cùng pa thơ nan thần miếu kỳ thực đã tới đảo trồi xanh sau khi mọi chuyện xảy ra quân tá đích nói những thứ chúng mày nói tao đều biết nếu câu tiếp theo bọn mày nói mà làm tao không cảm thấy hứng thú vậy thì những lời kia coi như là di ngôn rồi mạc phàm nói với quân tá đích quân tá đích cùng ba Bittê tê hoảng rồi bọn họ không nghĩ tới là mạc phàm đã sớm tra xét tới đoạn này là tôi là tôi cầu xin hội trưởng xem xét giáo huấn chủ rừng ô lưu cho thương nhân trên đảo crít giống hắn đều ngoan ngoãn nghe lời chúng tôi nói chủ động giao nộp 30%. Xong hội trưởng đi tới rừng ô liu, hô hoán ra ma vật của mình. Ba tê, tê nó. Trên lưng ma vật có tam xoa kiếm ấn, đúng không? Mạc Phàm hỏi. Đúng, đúng ba tê, tê kinh ngạc nói. Không nghĩ tới Mạc Phàm còn biết tam xoa kiếm ấn. Đó là biểu tượng ma của hội trưởng, lúc đó người nhìn thấy hẳn đều đã chết rồi. Quân tá đích thấy ba tê, tê chiếm thế thượng phong, quay đầu nhìn ảnh ma thị vệ lập tức hành hình vội vào cao giọng nói là tôi mở kết giới là tôi mở kết giới thành ra không phải mày mở kết giới ra là điều rất bình thường sao làm còn tốt ấy chứ mạc phàm nói không phải không phải là tôi mở kết giới để cư dân trên đảo trồi xanh không cách nào đào tẩu được quân tá đích nói ra câu này trong thống khổ nói ra xong câu đó thì quân tá đích hối hận rồi quả nhiên nhìn cặp mắt kia của mạc phàm con mắt đã lập lòe ánh sáng khủng bố như một vị ma sứ địa ngục cái này tao có thể đoán được Mạc phàm kìm chế lại nội tâm lửa giận nói với quân tá đích quân tá đích há mồm nếu như cái này Mạc phàm cũng biết thì không phải đã biết rõ toàn bộ sự kiện rồi sao tại sao không tới pa thơ nan thần miếu mà tố giác còn muốn một thân một mình tới nơi này có phải mày đang cảm thấy kỳ quái hay không là tại sao tao lại không dùng thủ đoạn chính thức mạc phàm thấy con mắt của quân tá đích chuyển động ôn hòa giải thích cho hắn tao tới nơi này là muốn giết người nếu như chính thức ra tay lại vướng những vấn đề pháp luật kia không cẩn thận lại bị chúng mày úp cho mấy cái tội danh, khó mà vượt qua được. Đặc biệt là nghĩ để cho những tên cạn bã như chúng mày sống thêm mấy tháng, thì lại cảm thấy không thoải mái phía đông rừng ô liu có một xoáy nước, phía dưới có phần lớn thi thể của người dân đảo trồi xanh. Bà Bì Tê, Tê thấy quân tá đích được mặc phàm ưu ái, dùng hết cách để nói. Ô, tâm mặc phàm xoắn lại nhưng vẫn tỏ ra nhíu mày. Giáo phụ ban du ô giáo hội cũng tham gia vào việc này, tất cả nhân chứng đều bị ô giáo hội tẩy não, bọn mới chắc chắn rằng đó là một hải cự nhân Babitt nói ra bằng chứng. Quân tá đích không thể tỏ ra yếu thế, trước tiên kéo một nhân chứng quan trọng xuống nước. Frank cũng bị chúng tôi mua chuộc, trong tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ, của hắn có tất cả thu nhập từ việc bán bộ phận cự nhân Titan, trong năm nay Babitt nói. Đáng ghét, vậy mà các người chỉ đưa cho tôi thu nhập nửa năm quân tá đích nghe được câu này, của Babitt, thì nổi giận lôi đình. Frank là người báo cáo về toàn bộ Hy Lạp, không chỉ có truyền thông mà còn có cả chính phủ, bao gồm cả thế giới hắn không nói cho tất cả mọi người là hải cự nhân làm sao chúng tôi lại có khả năng bình yên vô sự được huống hồ còn nhiều chứng cứ muốn thiêu hủy ba nói hai người càng nói càng khí thế căn bản không cần mạc phàm động thủ thì cũng sẽ chỉ còn một người sống vừa hay có cuộc gọi vào điện thoại của mạc phàm mạc phàm không ghi âm những lời này không cần thiết phải ghi âm kỳ thực chỉ cần tìm được vòng xoáy kia tìm được những thi thể hoàn chỉnh toàn bộ sự kiện sẽ như cháy nhà mới lòi ra mặt chuột trên thực tế thì những chuyện ba bi cùng quân tá đích nói thì Mạc Phàm đều không biết. Chỉ giả vờ biết, nghe nhiều thêm một câu, Mạc Phàm lại tưởng tượng ra địa ngục giữa trần gian. Hộ thành kết giới không phải để bảo vệ cư dân, mà là nhốt bọn họ ở trong. Mạc Phàm ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao, nghĩ tới hàng ngàn hàng vạn đôi mắt tràn ngập tơ máu, nước mắt của sự tuyệt vọng. Mặc dù toàn bộ đảo Crete bị hắc sức hội xâm nhiễm, quân đội, quan chức, giáo hội, thương hội tất cả mọi người lại như nô lệ cung dưỡng những thế lực này, cũng không có nghĩa là những thế lực đó có thể trà đạp những sinh mệnh như vậy. Hóa ra vẫn chưa kết thúc thời đại cự nhân tàn bạo ở Hy Lạp. Mạc Phàm, bọn tớ tìm được con gái chủ rừng rồi âm thanh triệu mãn duyên, từ đầu dây bên kia chuyển tới. Cô ta nói gì? Mạc Phàm hỏi. Hóa ra chủ rừng cũng không tốt đẹp gì, kỳ thực trồng lượng lớn cây thuốc phiện dưới quân cờ rừng ô liu, sau khi bị hắc sức hội nắm thóp, lại không nghe theo lời dọa dâm của bọn họ, cho nên bị hắc sức hội trả thù triệu mãn duyên nói. Vậy tại sao lại dàn xếp thành toàn bộ đảo trồi xanh gặp xui xẻo? Mạc Phàm hỏi. Ba BTT tưởng Mạc Phàm vẫn đang hỏi mình, vội vàng nói, ma vật của hội trưởng trời sinh đã khát máu thèm giết chóc, đồng thời lại thích cây thuốc phiện, sau khi tập kích rừng ô lưu lại phê pha trong cây thuốc phiện, bắt đầu phát điên có chút không khống chế nổi, cho nên người thấy khí tức người xong rồi lên thành đảo. Nếu chúng mày đã biết trong rừng ô lưu có trồng cây thuốc phiện, thì tại sao lại hô hoán ma vật có thể phát điên vì thứ đó? Chúng mày làm như vậy là vượt quá giới hạn rồi Mạc Phàm chất vấn. Không phải, không phải, ban đầu chúng tôi cùng hội trưởng không biết chủ rừng ô lưu lại trồng cây thuốc phiện, chúng tôi cho rằng hắn là một tên làm ăn chính kinh, xảy ra chuyện như vậy thì chúng tôi mới biết chủ rừng, cũng là một thương nhân trồng cây thuốc phiện mà hắn không dám nói ra chân tướng, cho nên phối hợp với chúng tôi nói dối với chính phủ Hy Lạp. Ai biết cách đây không lâu chủ rừng ô lưu nói, với chúng tôi một người làm việc ở rừng ô lưu còn sống sót, biết được từ chỗ con gái hắn, thế nên chúng tôi mới phái người giám sát hắn, chờ đợi cơ hội thích hợp thì xử lý Babitete nói. Ma vật của hội trưởng chúng mày là một con cự nhân sao? Mạc Phàm hỏi. Lúc đó Harper cũng khẳng định đó là một cự nhân, đến từ Hải Dương, bất quá trên lưng có tam kiếm ma ấn. Là một ma thản cự nhân, cũng rất gần gũi với cự nhân Babitete nói tiếp. Quân tá đích phát hiện Mạc Phàm hỏi Babitete rất nhiều chuyện, mà Babitete nói ra hết sự kiện, hiển nhiên là ba tê tê bị mạc phàm hành hạ cho tinh thần có chút tan vỡ có thể tao nghĩ biết thì cũng đã biết rồi quân tá đích xin lỗi nha giờ tao sẽ trực tiếp xử quyết mày mạc phàm nói quân tá đích trơn to mắt lập tức mở miệng nói van xin cậu đừng giết tôi giao tôi cho tòa án quân sự cũng được tôi sẽ trần thuật tất cả với bọn họ còn có rất nhiều người liên quan tới chuyện này cậu không muốn đào móc toàn bộ bọn họ ra sao đừng giết tôi giao tôi cho tòa án quân sự tôi thể bằng cả linh hồn này sẽ khai ra tất cả bao gồm tất cả chuyện thương thiên hại lý mà công đoàn ngạt lang gây ra. Mạc Phàm lắc đầu, một tay vặn ba bít bên cạnh mềm nhũn như một bãi nước bùn lên. Đi ra khỏi trường quân sự trên núi nát không thể tả, quân tá đích vẫn không dám đứng dậy, chỉ có thể dùng đôi mắt nhìn bóng lưng của Mạc Phàm. Sở dĩ quân tá đích không dám di chuyển, vì hắn nhận ra được có một vật thể tỏa ra lãnh ý, sau lưng. Quân tá đích, nếu như tao giao mày cho tòa án quân sự, đúng là mày sẽ nhận tội, tin tưởng từ hành vi trần thuật vô lại của mày, cùng những chứng cứ được đưa tới thẩm phán hội tìm kiếm nhân chứng không mất tới một hai năm thì không cách nào xử lý mày triệt để được vì để mày phối hợp toàn án quân sự còn tạo hoàn cảnh thoải mái cho mày thậm chí còn cân nhắc những công lao lúc trước để mày nhận án trung thân thoát được tử kiếp mạc phàm rời đi nói với quân tá đích đang quỳ sau lưng cùng lúc đó thì ma ảnh phía sau quân tá đích ngày càng đậm một đôi mắt đỏ chót như thể xé linh hồn người ra một kết quả như vậy làm mày được thỏa mãn nhưng mày cảm thấy những chuyện mày đã làm có tương xứng với cái giá phải trả không? Ta không giao mày cho tòa án quân sự, lại càng không có hứng thú to lớn với những tên có liên quan. Tao muốn mày bị trừng phạt. Tao muốn mày xuống địa ngục. Mạc phàm tao muốn cho những loại người chúng mày xây lên địa ngục. Ma ảnh càng thêm nồng nặc, toàn thân tỏa ra hắc ám ma khí đáng sợ. Quân tá đích chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy rõ ràng một ám ma đang cầm trong tay xiềng xích khóa cổ. Trên người tà khí cường thịnh để quân tá đích không có nửa điểm tâm ý phản kháng. Ảnh Duệ. Ảnh Duệ trưởng lão quân tá đích vẫn tính có tí kiến thức, trong sợ hãi nhận ra được sinh vật có địa vị cao quý trong hắc ám vị diện. Quân tá đích tuyệt đối không nghĩ tới Mạc Phàm có thể gọi ra được Ảnh Duệ trưởng lão. Mày nhận ra được thì tao cũng không cần phải nhiều lời Mạc Phàm quay đầu lại, nhìn Ảnh Duệ trưởng lão khống chế quân tá đích từ xa. Mà ba ít cũng đang run rẩy quay đầu lại xem, cặp mặt đáng sợ kia của ảnh duệ trưởng lão suýt chút nữa là ba tê tê bất tỉnh, càng làm nhiều việc ác thì lại càng sợ tà vật địa ngục, quả thực ảnh duệ trưởng lão như sứ giả giàn vặt của địa ngục, nói cách khác thì tử vong, để bọn họ không cách nào trả lại tội ác đã phạm phải trên thế giới này. Không, không, giết tôi, giết tôi lần này quân tá đích đã hoàn toàn phát điên. Hắc ám vị diện chính là địa ngục, tất cả linh hồn bị lôi, vào hắc ám vị diện đều sẽ chịu thống khổ gấp mấy chục lần tử vong, gấp mấy trăm lần giàn vặt, linh hồn bị banh ra, nghiền ép linh hồn, đào cắt linh hồn, xương gãy linh hồn. Vĩnh viễn, tử vong bất quá là một sự thống khổ trong chớp mắt, nhiều nhất là không cam lòng cùng nhớ nhung thế giới người sống, nhưng chết rồi mà linh hồn bị kéo vào địa ngục hắc ám mà nói, thật sự chỉ kim đâm nhẹ nhàng. Người làm nhiều việc ác sẽ e ngại hắc ám vị diện nhất, bởi vì những người có oán hận cực sâu đều có xác suất lớn tiến vào bên trong, biến thành sinh vật hắc ám, những ngày mới bước vào hắc ám vị diện thì sinh vật nhất định sẽ được chịu đựng tất cả khoản đãi. Đừng ta ta, đừng tha ta. Quân tá đích phát rồ vùng vẫy cánh tay, tiện tay nhặt lên cục đá có góc cạnh, lại ý thức được bản thân sắp bị ảnh duệ trưởng lão kéo vào địa ngục thì lấy đá đập vào thái dương từ không muốn chết biến thành hận không thể kết thúc mạng sống của mình sớm được cuối cùng quân tá đích đã được tiếp thu kiến thức mạc phàm đáng sợ như nào nhưng tiếc là tất cả đều quá muộn ảnh duệ trưởng lão chuyên nghiệp làm sao lại để con mồi tự kết liễu bản thân như vậy được một xích sắt buộc thành thạo cánh tay quân tá đích ngừng lại ở giữa không trung cục đá còn cách thái dương của quân tá đích mấy cm đích vẫn chưa được toại nguyện sau khi ảnh duệ trưởng lão cố định được con mồi thì bắt đầu dùng xích sắt xuyên thủng thân thể quân tá đích. Khách, đột nhiên kéo một cái, linh hồn quân tá đích bị lôi ra hoàn chỉnh, mà cảnh tượng này vừa hay đập vào mắt Jessica cùng những thành viên khác trong trường quân đội, bao gồm cả quan quân thủ vệ kia. Linh hồn, thật sự bị kéo ra ngoài rồi. Ảnh duệ trưởng lão huyết xáo, như một nông dân hài lòng khi bắt được một con lợn lớn, bó lại xiềng xích hắc ám trên vai, vững tin quân tá đích không trốn được, loáng một cái đã đi vào vực sâu địa ngục dây xích dài ảnh duệ trưởng lão kéo linh hồn quân tá đích nhìn thấy linh hồn quân tá đích như tiểu giã lộc bị dọa sợ không có lực phản kháng càng cực kỳ suy nhược chỉ có thể bị bắt va chạm một đường tiếng kêu thống khổ không còn là âm thanh bình thường nữa trăng như sương lạnh lạnh lùng chiếu xuống phế tích trường quân đội này mạc phàm vặn ba bi còn sống nhưng chẳng khác nào đã chết không có tức giận đi tới đảo chùi xanh mà ảnh duệ trưởng lão lại giống mạc phàm như đúc nhưng khác chỗ là được phủ màu đen tiếng kim loại ma sát tạo ra âm thanh chói tai mà một đầu xích khác đang kéo linh hồn quân tá đích tớ vực sâu địa ngục. Một đen một trắng đi ngược nhau, tạo thành hình ảnh tà dị ở nơi bừa bãi này, để Jessica cùng những người khác không có tham gia nhưng lại rét run. Kéo ba bi xuống ngọn núi, các nhân viên quân khu mới chậm chạm, chạm chạy tới. Mạc Phàm cố ý tách những người này ra, đi tới rừng cây ngâm trong nước ở đảo Trồi Xanh. Mục Bạch cùng Triệu Mãn Duyên đã đợi ở đây, nhìn thấy Mạc Phàm tràn đầy sát khí thì hai người cũng không cười như bình thường. Dù sao khi biết được toàn bộ sự kiện, thì trạng thái tinh thần của người ta sẽ chuyển biến cực kỳ tiêu cực mạc phàm trưởng quân đội bị hủy tên hội trưởng kia sẽ tám chín phần sẽ chạy khỏi đảo Crit ngay lập tức nếu muốn bắt hắn thì đặc biệt khó chịu mãn duyên nói tớ biết mạc phàm gật đầu sau đó nói với bà btt biết tại sao tao lại tránh những quân nhân kia không bà btt lắc đầu không phải mày nói với tao là cho thêm một cơ hội nữa à mạc phàm nói bà btt vội vàng gật đầu tao cho mày một cơ hội mày đi tìm hội trưởng của bọn mày nói cho hắn là tao sẽ thu thập chứng cứ ở vùng nước xoáy kia. giả như hắn còn muốn che giấu toàn bộ chân tướng sự kiện, vậy thì trước khi tao đem tất cả bằng chứng tới ba Thơ nan thần miếu cùng thánh tài viện, thì hắn có thể tới giết tao. chỉ cần giết được tao, thì chúng mày có thể tiếp tục cuộc sống tiêu dao ngày qua ngày mạc phàm nói. Babitt cảm giác mình chết chắc rồi, nghe được câu này lại làm Babitt nổi lên ánh sáng lộng lẫy. thật thật chứ. Babitt nói, phong cách hành sự của tao thì mày cũng thấy rồi, hơn nữa tao nói rồi ta không đại diện cho bất kỳ bên nào, chúng mày có bị bắt, bị xử tử, kết quả là điều quá nhân tử với chúng mày, tao muốn dùng phương thức của tao để xử lý chúng mày, thậm chí tao còn không hy vọng chúng mày rơi vào tay chính phủ. Và thơ nan thần miếu, quân đội Mạc Phàm nói với ba BTT, thả gã xăm đen mặt đi, để hắn tìm Kaga che chở, sau đó lại thả Kaga đi để cô ta tìm kiếm che chở từ mình, rồi mình lại rời đi để tìm kiếm bảo vệ từ quân tá đích. Xác thực nếu Mạc Phàm có đại diện cho bên nào thì toàn bộ đảo Crete đã lộn xộn, căn bản sẽ không có một đội xuất hiện ở trường quân đội bọn họ chạy tới đó đơn giản là tìm trợ giúp trường quân đội sự việc cũng không có hoàn toàn bại lộ người biết tất cả những chuyện này chỉ có mặc phàm cút nếu như hội trưởng của mày không tới thì tao sẽ để ảnh duệ thị vệ kéo mày vào địa ngục hắc ám đoán chừng quân tá đích ở dưới đó đợi mày rồi mặc phàm nói với ba bt ba BTT thấy mặc phàm buông lỏng tay lập tức chạy về phía thành thị nếu như là hội trưởng thì tất cả đều còn hy vọng nhìn Babitete chạy về hướng thành thị, Mục Bạch không khỏi nhíu mày. Tên hội trưởng kia hẳn là có chút đầu óc, hẳn là sẽ chọn đào tẩu chứ. Mục Bạch nói, nếu như hắn xác thực lựa chọn đào tẩu, vậy thì chúng ta không còn cách nào, chỉ đành đánh, đánh cược một phen mạc phàm nói. Đảo trồi xanh chìm vào nước biển, trong đó có một phần hài cốt chìm dưới đáy biển không tìm thấy, còn có một phần rừng miễn cưỡng nổi trên mặt nước. Bà nói một vòng xoáy nước ở một đầu khác rừng ô lưu, nơi đó tạo thành hài đầm do nước chảy xiết xung quanh hải vực lại sâu mấy lần, càng do nước biển khuấy lên, khó mà đi xuống phía dưới được, chứ đừng nói là tới đáy của vòng xoáy. Vòng xoáy lớn như một cốc hồ, mỗi vòng xoáy cách nhau 3-4 mét, độ dài gần mấy cây số, mặc dù một con cá voi to lớn cũng chỉ, như một con cá lớn bằng hạt gạo nhỏ như vậy. Rào, bọt nước bắn tung, một thân ảnh ướt nhẹp vọt khỏi mặt nước, trên tay là một bộ thi thể bị ngâm nát. Mẹ nó, suýt chút nữa tờ ói ở trong nước triệu mãn duyên run run nước có mùi người cũng để thi thể có chút biến dạng xuống đất, nói tiếp, tớ tùy ý lấy một bộ, lực cản phía dưới vòng xoáy mạnh quá, tớ không lặn xuống được, nhưng có rất nhiều thi thể đã nát, không biết sau khi chính phủ tới đây chắp vá lại cho bọn họ như thế nào. Mò thêm mấy bộ thi thể nữa đi, nếu như hội trưởng hắc sức hội không tới, thì chúng ta đưa cho tướng quân cùng Voice John làm chứng cứ mạc phàm nói. Được thôi, được thôi. Đến nửa đêm, gió lạnh thổi tới đảo trồi xanh, thổi tới mức làm thân thể muốn đông cứng lại. Triệu mãn duyên vẫn đang ra sức vớt, những người gặp tai nạn phía sau không phải ai cũng hoàn chỉnh. Mục Bạch là một dược sư, là một pháp sư độc hệ, khẳng định có nghiên cứu thân thể người, bắt đầu khám nghiệm với những thi thể này. Mạc Phàm, người này chết do ma pháp, trong bắp thịt còn đọng lại phong nguyên tố Mục Bạch đeo kính nhỏ, nói, cự nhân Titan sẽ không dùng ma pháp phong hệ đó chứ? Mạc Phàm hỏi, chắc chắn là không, có thể làm bằng chứng được không? Mạc Phàm nói, có thể chứng minh được không phải toàn bộ người dân trên đảo chồi xanh chết do cự nhân Titan mục bạch nói. Cự nhân Titan có ma ấn tam kiếm kia chính là kẻ cầm đầu, nhưng cũng xen vào đó phá hủy đảo trồi xanh cũng có rất nhiều nguyên tố ma pháp, hẳn là có một đoàn người có ý định phản kháng công đoàn ngạt lang, hoặc bị quân tá đích xử quyết. Trong đảo trồi xanh có một hội giao lưu đại học, là tất cả những ma pháp sư đã bước vào đại học cùng nhau sáng lập, một mặt là bồi dưỡng ra nhiều ma pháp sư ưu tú đời mới ở đảo trồi xanh, mặt khác cũng xử lý những tình huống khẩn cấp trên đảo gió lạnh thổi đung đưa rừng ô liu, một âm thanh truyền tới rất có lực tương tác. Mạc Phàm cùng Mục Bạch nhìn về hướng đó, phát hiện một gã khoác giáo bào xanh đen chậm rãi đi ra, trên tay còn cầm một quyển thư tịch nho nhỏ, trên cổ đeo ô thạch. Ô giáo hội. Mạc Phàm nhận ra người mang dây chuyền này, thành viên ô giáo hội trải rộng khắp đảo Crete, có dây chuyền này thì quả thực dễ dàng phân biệt. Không muốn nghe tiếp sao? Gã tới từ ô giáo hội hỏi. Nói đi Mạc Phàm nói. Lúc đó phản kháng mạnh nhất là ma pháp đại học hội gì đó, Tôi nhớ lúc đó một sinh viên học phủ tài cao ở châu Âu, thời điểm chúng tôi phải đánh chìm đảo trồi xanh, thì hắn lại ngạo nghễ có thể cứu vớt tất cả mọi người, kết quả bị đồ phong chảm của tôi cắt đứt tứ chi. Ây, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì đó chính là thi thể, mà mấy người đang kiểm tra gã tới từ ô giáo hội nói với vài phần đắc ý. Nói xong chưa được mấy giây thì có một người cũng mặc giáo bào đi ra, thấp giọng nói vài câu bên tai giáo phụ này. Giáo phụ ô giáo hội gật đầu, cười ôn hòa, rất tốt, mấy người giữ đúng lời hứa, không bố trí cạm bẫy nào ở đây, vì thế mà tôi tới đây để tiễn mấy người lên đường. Không biết tại sao Mặc Phàm biết Hội trưởng Hắc Sức Hội nhất định sẽ đến. Đại Khái tiếp xúc lâu với người của Hắc Giáo Đình, hoặc là hiểu rõ nội tâm của lũ biến thái này. Nếu hắn đã có thể làm được những chuyện như này, tuyệt đối sẽ không cam tâm để những người sống sót đi xung quanh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nội tâm của kẻ cầm đầu nhất định là cực kỳ ngông cuồng. Ngông cuồng là bởi vì chỉ một chuyện nhỏ cũng dám làm cho đảo chồi xanh một thảm kịch, nếu đã như vậy thì Mạc Phàm để Babitte chạy, để cho tên hội trưởng kia biết trên thế giới này vẫn còn một người ngông cuồng hơn hắn. Cuộc chơi đánh cược tâm lý, Mạc Phàm thả Babitte đi để nói với hội trưởng rằng, tao ở đây, cho mày một cơ hội để tiêu hủy toàn bộ chứng cứ, nhân chứng, có bản lĩnh thì mày đến giết tao này. Hắn đến rồi, người này thực sự đến rồi. Hiển nhiên đối phương cũng không ngu dốt, trước khi tới thì đã cho thủ hạ kiểm tra nơi này một phen hẳn là còn vận dụng một chút thế lực của mình để thăm dò ý tứ pa thơ nan thần miếu chính phủ quân đội xem là chân tướng của đảo trồi xanh không có truyền đi xung quanh đây không có mai phục nói thật thì lâu rồi tôi không thấy có ai muốn chết như cậu có thể tiết được mấy tên thuộc hạ rác rưởi của tôi thì cũng không có nghĩa là hò hét cùng hội trường hắc sức hội là tôi đây tiểu huynh hệ ngày hôm nay cậu có một quyết định ngu xuẩn nhất nhưng tôi khá là tò mò vì sao cậu lại phải làm như thế giáo phụ ô giáo hội nói Tại sao mày muốn giết tất cả người trên đảo trồi xanh? Mạc Phàm hỏi. Kỳ thực cũng bất ngờ lắm chứ, bà BTT -tê -tê phụ trách thương hội, mà tôi nghe nói có một tên chủ rừng nào đó, không có mắt không chịu tôn kính với hắc sức hội chúng tôi, vừa hay là ma sủng mới của tôi cần mài rũa, vậy là tôi đến rừng ô lưu. Kết quả thứ mà tên chủ rừng kia trồng lại làm ma sủng của tôi nổi cơn điên, tôi cũng có chút không ngăn được, không cẩn thận làm nhiều người bị chết, thêm cả bị nhiều người trên đảo nhìn thấy. Tôi nghĩ đảo Crete là của tôi, cho nên để đích đi phong tỏa, để ma sủng của tôi chơi thêm một hồi, mua chuộc được vài tên làm quan, sự việc giải quyết rất đơn giản. Nói cho hết chuyện thì cũng là do tình cờ, tất cả là do không may như vậy. Ừm, ừm, có thể gọi là hiệu ứng cánh bướm đi giáo phụ ô giáo hội nói. Một con bướm ở lưu vực rừng nhiệt đới Amazon Châu Mỹ tình cờ vỗ cánh mấy lần, nhưng sau hai tuần lại gây ra một hồi lốc xoáy ở bang Texas nước Mỹ, đó là hiệu ứng cánh bướm. Trước đó TT cũng đã trần thuật qua sự kiện lời nói của hắn cùng giáo phụ vô cùng ăn khớp với nhau là một sự việc nhỏ vô cùng chủ rừng tham tiền không phối hợp với hắc sức hội bị hắc sức hội trả thù nguyên nhân đơn giản chỉ có vậy không có gì khác chỉ là trong này có quá nhiều nhân tố trùng hợp để cho hy lạp rơi vào báo động ở đảo crete thì bất kể là một chủ rừng hay là cho một đảo chìm thì đối với tôi chả có gì khác biệt cả bởi vì tôi có năng lực xử lý sạch sẽ mọi chuyện cũng có thể xử lý mấy người sạch sẽ còn nữa cậu vẫn chưa trả lời tôi tại sao lại làm như vậy Tao ở đây vì một người bạn mới quen không lâu đã chết, cậu ta tên Harper." Mạc Phàm nói. "Harper?" Giáo phụ Ô Giáo hội nhìn TT bên cạnh. "Chính là một tên lười làm của chủ rừng, là người may mắn sống sót, tôi phái thủ hạ đi xử lý hắn, ai ngờ chọc phải người này." TT nói. "Chỉ vì một người như vậy?" Ô Giáo hội hơi kinh ngạc. "Có thể mày vì một hắc ân oán mà xóa sổ thành đảo, còn nói dối như cuội, lẽ nào ta không được cảm thấy một người trẻ tuổi không đáng phải chết đã bị giết chết rồi phá hủy hắc sức hội đối với tao mà nói thì việc giết một vài thành viên cùng phá hủy hắc sức hội chúng mày cũng không khác gì nhau bởi vì dù sao tao có thực lực đó để làm điều đó mạc phàm nói giáo phụ ô giáo hội nghe xong câu này thì khuôn mặt giật một thoáng cái tên này còn ngông cuồng hơn cả mình nữa hy vọng sau khi trải qua ma sủng của tôi thì cậu vẫn còn can đảm để nói ra những câu này với tôi hội trưởng ô giáo hội có chút phẫn nộ nói giả vờ ra vẻ không bằng người ta đây thực sự là một nỗi nhục nhã, mình đám chìm đảo, mặc dù là người của hắc giáo đình cũng chưa chắc đã có công lao giống mình, vậy thì tên trước mặt mình dựa vào cái gì mà ngông cuồng như thế? Hai người các ngươi, đi xử lý hai tên kia, riêng tên kia, để tự ta xử lý giáo phụ ô giáo hội nói với hai đồng liêu bên cạnh mình. Hội trưởng, người của Paternan Thần Miếu vẫn còn ở trên đảo Crete, lúc này ngài hô hoán ra ma thản thì liệu có dẫn bọn họ tới đây hay không? Phó hội trưởng hắc sức hội nói, bọn chúng không theo dấu ma thản của ta được, để người phía dưới phao tin giả cho bọn chúng là được giáo phụ ô giáo hội nói được rồi tôi thấy cũng không mất thời gian bao lâu phó hội trưởng bắt đầu cười mạc phàm đứng ở đó không vội tấn công vẫn cần đối phương hô hoán ra ma vật quan trọng tam kiếm ma thản chỉ khi tên này xuất hiện thì mới có sức thuyết phục nhất toàn bộ sự kiện đảo trồi xanh mới có thể công bố cho toàn dân biết giáo phụ ô giáo hội cũng không tự đại tới mức đám người mạc phàm là ma pháp sư bình thường có thể ung dung giết quân tá đích như vậy Tu vi pháp sư trẻ tuổi nhất định là xa phía chân trời. Có thể nói người trước mắt này là pháp sư siêu giai trẻ tuổi nhất mà giáo phụ ô giáo hội từng gặp qua, mà là một thủ lĩnh của giáo hội lẫn công đoàn, hắn rất am hiểu trong việc phân tích tâm tính của một người. Càng là ma pháp khoáng thế kỳ tài thì ngạo khí trong xương càng thịnh, có thể thấy từ đầu đến cuối toàn một mình giết chóc. Như vậy lại càng tốt, sự việc lại trở nên đơn giản. Ai có bản lĩnh mạnh, ai sống tiếp, như vậy phải dựa vào sự kiện mà cả hai bên đều muốn cậu vẫn muốn được tiếp thu ma thản của tôi đúng không? Vậy để tôi cho cậu cẩn thận cảm thụ lực ngự trị giống, như ma thần bỗng nhiên giáo phụ ô giáo hội đi về phía trước một bước, hai tay nâng ô thạch trước ngực. Mạc Phàm tập trung nhìn giáo phụ ô giáo hội, trên người hắn không có truyền ra khí tức ma pháp nào cả. Cả quá trình hắn kêu gọi lại giống như tà thuật nào đó, giống như là có sự thỏa thuận với sinh vật hắc ám. Hoát! Một tiếng gào thét, chấn động tới mức làm cả hải dương rung lên. Một vệt tà nguyệt quang huy chiếu xuống mặt nước biển chảy xiết mãnh liệt, nguyệt quang quỷ dị tách nước biển ra có thể thấy được một cái đầu có ma văn khủng bố lộ ra nước biển tách ra càng rộng giống như là xuất hiện một hẻm núi lớn không thấy phần cuối đâu cả bên trong có một cự nhân lộ ra hàn thiết ý lạnh nó đứng dưới đáy bùn hải dương đầu đã chạm tới mặt biển theo giáo phụ ô giáo hội hô hoán nó bước nhanh chân tới hòn đảo đã chìm được hơn một nửa những mảnh vụ này đều chìm vào trong biển ngâm trong rừng rậm toàn bộ đều là kiệt tác của tam kiếm ma thản này lần thứ hai nó đặt chân tới nơi này toàn bộ mảnh vụn đảo trồi xanh như là còn ký ức, run lên kịch liệt. Hai tay giáo phụ ô giáo hội đã nâng lên cao, nghênh tiếp tam kiếm ma thản. Hắn vẫn còn nhớ cái ngày đảo trồi xanh chìm, ban đầu thành đảo còn rất ngoan cường, cho tới khi tam kiếm ma thản xuất hiện trước mặt bọn chúng, giống như phàm nhân gặp chân thần, sợ tới mức khó khăn cũng không phát ra được. Con người từ khi sinh ra đã là nô lệ cho cự thần, đây là dấu ấn trong huyết mạch, mãi không cách nào thay đổi. Mà tôi lại là người điều động cự nhân Titan, Mấy người có thể gọi tôi là thần chủ giáo phụ ô giáo hội cao giọng nói. Con người, thần, điều động thần giả, trong mắt giáo phụ ô giáo hội thì phàm nhân cách hắn tận hai cấp bậc chủng tộc, cổ thần mang nhân loại nuôi nhốt, đói bụng sẽ thuận tay bốc một nắm để lấp cái bụng, mà hắn như một thần chủ điều động, muốn cho một thành đảo cùng cư dân bên trong chôn thây thì sao chứ? Những ma pháp sư độc thần như mấy người hẳn là bị dẫm đánh mạnh mẽ. Giọng nói của giáo phụ ô giáo hội vang vọng trên bầu trời biển lạnh tam kiếm ma thản đã tới khoảng cách mấy cây số cũng chỉ là một bước chân bước đi của tam kiếm ma thản như là trực tiếp nhảy tới đây nhìn qua thì nó linh hoạt hình thể khổng lồ rất nhiều lúc hoạt động rất vụng về còn tam kiếm ma thản lại nhanh như hổ con người cùng cự nhân không cùng một đẳng cấp với nhau một khi tốc độ cự nhân bằng với nhân loại vậy thì một đấm bình thường của nó cũng đủ làm ngọn núi nhỏ hóa thành bụi một cái nhảy lên nho nhỏ cũng đủ tạo ra địa chấn cao cấp mạc phàm là Ngân Nguyệt Titan, cao 200 mét sắc mặt mục bạch tái nhợt nói. Lúc trước gặp phải Ngân Nguyệt Titan núi lửa dung nham dáng vẻ cũng 100 mét, lần này gặp tam kiếm ma thản cao hơn 100 mét. Chiều cao của nó cùng một cấp bậc với cương sơn cự nhân. Thế nhưng cương sơn cự nhân là lam tinh, Ngân Nguyệt cự nhân Titan cao hơn cương sơn cự nhân một cấp bậc, thực lực tranh lệch tương đối lớn. Mạc Phàm cũng bình tình cảnh trước mắt làm cho chấn động. Một con Ngân Nguyệt Titan cao 200 mét, nhớ lúc đối đầu với cương sơn cự nhân may là, có tiểu viêm cơ xuất hiện đúng lúc hóa giải nguy cơ cho mình, hiện tại đối mặt với kẻ địch mạnh gấp mấy lần thì phải chống lại như nào. Mạc Phàm, chúng ta thật sự gặp phải đại sự rồi lùi trong nước biển tản ra, Triệu Mãn Duyên kêu lên. Nếu như không có trải qua cương sơn cự nhân, bọn họ còn không có khái niệm gì với Titan cao 200 mét, nhưng biết được cấp bậc cự nhân này khủng bố, mới hiểu được ngân nguyệt Titan cao 200 mét là tồn tại như nào. Bọn họ vì muốn đưa giáo phụ ô giáo hội tới, chân thực không có bất kỳ tiếp viện nào, cảm giác như tam kiếm ma thản có thể bón hành cho một đám pháp sư siêu dai. Tớ có một đề nghị khá hợp lý triệu mãn duyên nói tiếp. Chạy. Đương nhiên là chạy rồi. Đoán chừng tam kiếm ma thản còn mạnh hơn cả cương sơn cự nhân gấp 5-6 lần. Mặc dù pa Thơ nan thần miếu có phái 12 người cấp bậc kỵ sĩ, thì may ra mới có thể chống lại. Ba người bọn họ hoàn toàn không đủ nhét kẽ răng, vì thế mà khẳng định chạy ngay bây giờ vẫn còn kịp. Những người khác không có bản lĩnh, kỹ năng bảo mệnh luôn luôn có đầy. Tốt nhất là tách ra mà chạy ba chọn một tình huống như nào thì phải xem mệnh trong số mệnh khuyết ngân vậy thì bù cho đủ đi lão triệu đừng nói nhảm chuẩn bị đại chiến kỹ càng vẻ mặt của mạc phàm nghiêm túc trước tiên tớ phát định vị cho quy gia ra cái đã xem nó có kịp chạy tới hay không triệu mãn duyên nói tam kiếm ma thản đoán chừng không kém gì với hai đại tai tinh làm loạn ở hạ môn lúc trước triệu mãn duyên cảm thấy bá hạ mới giải quyết được vấn đề trước mắt thế nhưng bá hạ không phải sinh vật triệu hoán mở cánh cửa triệu hoán thì sẽ hiện thân ngay lập tức đại khái phối hợp với khế ước linh hồn để gọi triệu mãn duyên nhận lại lời nhắn như điện thoại ngoài vùng phủ sóng đậu xanh lão rùa già ngàn năm chết tiệt rõ ràng nói với tớ sẽ du đãng gần địa trung hải kết quả lại tới phía bắc đại tây dương con mẹ nó đi hẹn hò với gấu bắc cực à triệu mãn duyên mắng to cùng là đồ đằng mà xem đồ đằng huyền xà người ta xem gọi phát là tới lúc trước mặc phàm sông tới ba thơ nan thần miếu làm chuyện vạn kiếp bất phục lông mày đồ đằng huyền xà không hề nhíu vào cái kia gọi là uy phong thô bạo còn bá hạ hiện thân ở hạ môn là vì có ân oán với song tai tinh thời điểm mấu chốt lại tắt máy không nghe không có việc gì cứ lang thang qua năm châu bốn bể điển hình một con rùa cạn bã thỏa thuận phối hợp cái quần ấy không phải đại boss như tam kiếm ma thản thì nó nên đến quét sạch sao mạc phàm lùi vào rừng ô lưu dựa vào bá hạ cách mấy vạn cây số tới cứu viện là không thể huống hồ ngay từ ban đầu mạc phàm đã không có ý định tìm kiếm bất cứ trợ giúp nào từ thần bảo hộ tất cả đều dựa vào bản thân sở dĩ dám khiêu chiến hội trưởng hắc sức hội là do mạc phàm đều đã có chuẩn bị vốn là muốn dùng những ma pháp để đọ sức trước một hai nhưng khẳng định là tình huống hiện tại không xong rồi đối phương hô hoán ra ngân nguyệt titan cao 200 trăm mét bản thân mình không thể bảo lưu thứ gì tiểu viêm cơ mạc phàm mở ra cánh cửa khế ước ánh trăng dài hẹp cùng tà nguyệt lại vừa vận tạo thành một loại hô ứng đặc thù ở trong không gian khế ước tiểu viêm cơ cảm nhận được lực áp bách từ tam kiếm ma thản vì thế mà khi xuất hiện trực tiếp lấy hình thái viêm cơ nữ vương Đừng đơn đà độc đấu với nó, chúng ta cùng lên Mạc Phàm nói với Viêm Cơ Nữ Vương. Viêm Cơ Nữ Vương gật đầu, hỏa diễm toàn thân chập chờn như vấy màu đỏ nhanh chóng bay về phía Mạc Phàm, như hồn ảnh dần hòa vào trên người Mạc Phàm. Mạc Phàm là pháp sư hỏa hệ siêu dai, sau khi lên siêu dai thì khống hỏa vượt xa hơn lúc trước, mở ra lĩnh vực lưu tinh phi hỏa, đợi tới khi tiểu Viêm Cơ truyền tới thiên địa kiếp viêm cùng liệt hà chi diễm, tam hỏa lập tức để hỏa khí trên người Mạc Phàm tăng lên không chỉ gấp 10 lần có thể thấy mấy trăm tấn nước biển xung quanh đang sôi trào, nhiệt khí bay lên chân trời đen kịt. Viêm cơ nữ vương, đây là hình thái viêm cơ trưởng thành. Hơn nữa, tu vi hỏa hệ của mạc phàm là siêu dai. Cường cường hợp thể, trạng thái mạc phàm cùng viêm cơ phụ thể hiện tại e là, có thể so với hình thái mạc phàm hóa ác ma hồn ảnh nữ thần rồi. Mạc phàm nghe được tiếng viêm cơ nữ vương nỉ non bên tai mình, trên mặt lộ ra một nụ cười hỏa diễm. Viêm cơ nữ vương nói với mạc phàm, thiên địa kiếp viêm bây giờ đã không còn là hồn hỏa đơn thuần, viêm cơ hình thái trưởng thành có thứ hiếm nhất trên thế giới này trước nguyên thiên hòa thổ hệ của mạc phàm là á thiên chủng có ba phụ hiệu mạnh mẽ tới cực điểm đồng thời ma pháp thổ hệ chưa tới siêu dai, cũng đã tạo ra được lực phá hoại còn khủng bố hơn cả ma pháp siêu dai. đây chính là sự hung hăng của á thiên chủng mà viêm cơ nắm giữ là chân thiên chủng thuần khiết nhất hỏa hệ thiên chủng trước nguyên thiên hòa mạc phàm thậm chí còn không nhớ rõ ở phía bắc đôn hoàng một hồi thiên hỏa làm cả trước nguyên bắc giác sinh linh đồ thán bao phủ cả một bình nguyên, vạn thú chạy trốn. Mà tiểu viêm cơ cũng được nuôi nấng trong thiên hỏa, ở trên tinh hà cổ thụ kết thành trái cây, lại được ma ma hỏa diễm ma nữ khương phượng liều mạng bảo vệ rồi sinh ra. Hỏa diễm ma nữ khương phượng không phải viêm cơ chân chính, cùng lắm là kế thừa hồn trùng kiếp viêm, tiểu viêm cơ mới đúng là người thừa kế của thiên hỏa, hỏa chi thánh linh. Thiên hỏa, được lắm, thiên hỏa đến quá đúng lúc giờ khắc này mạc phàm mừng rỡ như điên. Lúc cần sức mạnh nhất thì tiểu viêm cơ ban tặng cho thiên hỏa. Á à, Thiên chủng thổ hệ đã để mặc phàm, chấn động không ngớt trong trận chiến với Tổ Hướng Thiên, bây giờ mình nắm giữ thiên cấp chi hỏa chính thống nhất, chẳng trách khi mà Tiểu Viêm cơ phụ thể, Mạc Phàm có cảm giác sức mạnh điên cuồng truyền vào như khi hóa ác ma. Liếc mắt nhìn trước Nguyên Thiên Hỏa Diễm Vũ toàn thân, không hề có tạp chất, không lay động thì quả thực là một bó mã não vũ tiêm, như mảnh giáp lập thể ương ngạnh phụ thể trên người, Phượng Hoàng Hỏa Diễm chi lệ cùng tinh khiết cũng chỉ có như vậy thôi. Giáo phụ Ô giáo hội thấy cảnh này mà ngây người, trong nhận thức của hắn thì chưa từng thấy người nào có thể dung hợp cùng thú khế ước, triệt để đã biến thành một viêm vương. Mặc kệ là cái gì, nghiền nát hắn cho ta giáo phụ ô giáo hội cao rộng ra lệnh. Tam kiếm ma thản vọt tới trước mặt mạc phàm, toàn thân có có ngân nguyệt ma quang như khí thuẫn bảo vệ xung quanh, theo nó vọt tới, ngân nguyệt ma quang sản sinh ra một luồng sóng gợn phá nát tùy góc độ. Sóng gợn phá nát biến rừng ô lưu thành gỗ vụn, từ góc độ mạc phàm nhìn thì như mặt trăng rơi xuống phá tan lực rằng buộc vũ trụ, trực tiếp đánh vào hải đảo này rầm rầm, chỗ đi qua hóa thành bụi, bao gồm cả nước biển vì sức mạnh khổng lồ mà trực tiếp biến mất, một đường quỹ đạo dài theo biển bao la kéo dài tới cuối tầm mắt. Mạc Phàm chịu sức mạnh rơi xuống, nhưng thân thể bị đẩy lùi gần một cây số. Tam kiếm ma thản cao 200m, đánh đối thủ lui lại từng đó khẳng định không thỏa mãn, phần lớn sinh vật không thể nào chịu được một đòn của ngân nguyệt chạy lấy đà, mà vẫn còn hoàn chỉnh. Hoát, tam kiếm ma thản há miệng ra, bay tới chỗ Viêm Vương Mạc Phàm có chút lào đảo phân ra sóng gầm nhìn qua như nguyệt quang. Sóng gầm xuyên qua cực tốc, tầng mây đều có một lỗ thủng, có vẻ như là xảy ra đột nhiên chưa kịp chuẩn bị. Viêm vũ đỏ đậm như hợp kim nhanh chóng hình thành sau lưng mặc phàm, độ dài đều đạt tới 4 mét, khi xòe ra phía trước vừa vặn có thể bảo vệ toàn thân mặc phàm. Trước nguyên thiên hỏa của viêm cơ nữ vương không còn là hình thái nguyên tố thuần túy, khi kết thúc luyện độ tinh khiết hỏa diễm, những trước nguyên thiên hỏa sẽ động lại trong thời gian cực hạn, biến hỏa khải mảnh nhìn qua như hình thái bán hợp kim bán mã não dựa vào viêm vũ thể rắn để tạo ra hỏa khải mảnh gầm sóng xuyên qua của ngân nguyệt bị cản lại biến thành một vòng hào quang không có uy lực viêm khải cố hóa mạc phàm ngạc nhiên trước những hồng vũ khải mảnh trong suốt trước mặt nhất thời cảm giác như mặc ma khải chiến sĩ không gì có thể xuyên thủng được không nghĩ là sau khi tới thiên chủng trước nguyên thiên hỏa của tiêu viêm cơ lại có công hiệu kỳ lạ như vậy lánh viêm cơ nữ vương rất vui vẻ có thể biểu diễn năng lực mới của mình trước mặt Mạc Phàm, quan trọng hơn là sức mạnh này có thể giúp ba ba trừ gian diệt ác. Có thể bay không? Đối phó với đại ma thản như này thì có thể bay lại càng tốt hơn Mạc Phàm, hỏi Tiểu Viêm Cơ. Viêm Cơ nữ vương không trả lời, bắt đầu thôi hóa những chiếc nguyên thiên hỏa trên người Mạc Phàm. Trước đó viêm khải còn cứng như hợp kim sau khi trải qua quang thiểm thì lại nhanh chóng hóa mềm mại, biến thành như chim công, phía trên thốc thiên hỏa nhỏ cũng sẽ chập chờn theo lông chim công. Nhuyễn Khải Dực một lần nữa xòe ra ở phía sau, trở nên dẻo dai linh hoạt, Mạc Phàm thử khống chế những viêm khải mảnh dạng cánh này, rất nhanh đã bay lên trên. Trước đó Mạc Phàm lơ lửng trên không trung là, dựa vào ma pháp không gian hệ cùng hỗn độn hệ, chẳng khác nào Mạc Phàm cần gây nên một trường lực đặc thù, sau khi rời khỏi không gian trường lực này sẽ rơi xuống ngay lập tức, khác xa với bay chân chính. Nhưng viêm cơ nữ vương cho Mạc Phàm viêm khải dực, sau khi dẻo dai hóa chính là một đôi cánh mạnh mẽ, điều này làm cho Mạc Phàm vịt lên cạn rốt cuộc muốn làm gì? thì làm trên không trung chiến đấu với sinh vật to lớn này. Nước biển chiếm đa số xung quanh, không gian để mạc phàm hoạt động rất có hạn, nếu có thể bay thì không cần lo lắng tới vấn đề hoàn cảnh. Nó đến rồi, trước tiên là kéo dài một khoảng cách nhỏ, thăm dò tốc độ chân thực của nó mạc phàm thấy tam kiếm ma thản đánh tới, lập tức nói với viêm cơ nữ vương. Khoảng cách một cây số, tam kiếm ma thản cất bước nỗ lực, còn ở giai đoạn tăng tốc, mạc phàm vung lên viêm khải rực bay về phía xa. Trong quá trình tam kiếm ma thản không ngừng tăng nhanh tốc độ, hoàn toàn là một chớp giật truy đuổi con mồi. Mạc Phàm quay đầu lại thấy khuôn mặt của nó cách rất gần, ngay cả con mắt của nó so với Mạc Phàm còn như một hang động thâm thúy. Mạc Phàm bay duy trì độ cao 500 mét, khuôn mặt tam kiếm ma thản ở phía sau, chiếm gần hết tầm nhìn, đại khái như là cảm giác mũi bay qua trước mặt người, chỉ có điều tốc độ phản ứng linh hoạt của mũi đều nhanh hơn, nhân loại gấp mấy chục lần, nhân loại trong mắt chúng nó cực kỳ chậm chạp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tam kiếm ma thản thì khác hoàn toàn, khi nó truy đuổi thì có thể cuốn lên gió lốc lan tới 4-5 cây số. Tốc độ chớp giật từ chỗ này sang chỗ khác thì sao? Thì là tam kiếm ma thản từ đảo này sang một đầu khác. Mạc phàm trong quá trình bay còn cường hóa bằng không gian hệ, nhưng vẫn không cách nào cắt đuôi được tam kiếm ma thản. Lánh! Viêm cơ nữ vương tự hồ như có chút vẫn nộ. Tại sao thứ lớn như vậy lại linh hoạt như thế? Không tin rằng tốc độ như này vẫn bị tam kiếm ma thản bón hành. Cũng không biết viêm cơ nữ vương triển khai năng lực gì mới. Hỏa Vũ Chim Công phía trên Viêm Khải rực dồn dập dựng thẳng. Bạo Vũ, Mạc Phàm cùng Viêm Cơ nữ vương Tâm Linh tương thông, lập tức biết là Viêm Cơ làm gì. Tất cả Hỏa Vũ Chim Công đều dựa vào Tiểu Thiên Hỏa, Viêm Cơ nữ vương truyền càng nhiều hỏa lực vào Hỏa Vũ Chim Công, hình thành một lần đẩy trợ lực. Ao ao ao. Mạc Phàm cảm giác mình là một tên lửa làm bằng hợp kim, mây trên đỉnh đầu bay nhanh qua, núi dưới chân lại có cảm giác mơ hồ, từng ngọn núi bỏ lại phía sau mình. Lánh thấy Tam kiếm ma thản không cách nào dồn ép được, Viêm cơ nữ vương mới phát ra tiếng kêu hài lòng. "Tiểu Viêm cơ, đây là chạy trốn, không phải thăm dò, con có thể khống chế từng hỏa vũ hay không? Để cho loại tăng tốc như này có thể khống chế như bình thường Mạc Phàm hỏi. Ngày hôm nay là lần đầu tiên phụ thể với tiểu Viêm cơ, Mạc Phàm có chút xa lạ với sức mạnh mới của Viêm cơ nữ vương, trực tiếp cứng đối cứng với Tam kiếm ma thản là vô cùng không sáng suốt, trước tiên là rèn luyện thân thể cùng Viêm cơ nữ vương, sau đó sửa lại hình thái Viêm vương, Lánh cứ việc âm thanh trầm thấp của Viêm Cơ Nữ Vương trở nên cao quý, nhưng khi trả lời Mạc Phàm vẫn là âm thanh tràn đầy sức sống của một tiểu thiếu nữ. "Được, chúng ta cùng lên." Mạc Phàm nói. Hỏa Vũ trên Viêm Khải rực dồn dập về một hướng, chỉnh tề như một, giống như một bộ giáp máy cực kỳ tinh vi. "Ao ao ao." Tiểu Thiên Hỏa bắn ra những lông chim công nổ tung cùng một lúc, căn bản không phải hỏa vũ, mà là từng hỏa diễm khí sắp xếp hoàn mỹ, khi mà hàng trăm lông chim công phát động cùng lúc thì Thiên Hỏa phụ thể toàn thân Mạc Phàm biến thành cực quang mỹ lệ óng ánh, trong nháy mắt xẹt qua mấy cây số biển trời đen thui, nhộn đẫm màn đêm trống rỗng hư vô. Trước tiên lửa cho nó ra tay Mạc Phàm tới trước mặt Tam kiếm Ma Thản, nhưng Mạc Phàm nhận ra được Tam kiếm Ma Thản có phản ứng. Phản ứng của đối phương cực kỳ nhanh, mặc dù Mạc Phàm nắm giữ tốc độ như vậy, Tam kiếm Ma Thản cũng có cách tương ứng. Tựa hồ như cực kỳ tự tin vào phòng ngự của mình, Tam kiếm Ma Thản không phòng ngự gì hết, ánh mắt của nó nhìn chằm chằm Mạc Phàm phá tan hải vụ tới đây, nắm đấm khổng lồ đang tích tụ ngân nguyệt ma quang. Vốn tưởng tam kiếm ma thản sẽ giáng một đòn cự thần quyền nặng nề vào mạc phàm, nhưng một giây sau ma quang biến hóa, nơi tụ lại xuất hiện hào quang cực kỳ nóng, phần lưng có tam kiếm dung nham thiêu đốt cũng tỏa ra trước quang chưa từng thấy. Kiếm của ngân nguyệt titan, trọng kiếm thịnh hành ở châu Âu, mà nguyên hình trùng kiếm chính là kiếm của ngân nguyệt titan, tam kiếm ma thản giờ khắc này gọi ra vũ khí mạnh nhất của chúng nó. Cự nhân titan có vũ khí hay không thì cũng là, sự kinh ngạc lớn với Ngân Nguyệt Titan cùng Lam Tinh Titan, bởi vì vũ khí chính là một trong những thần lực mạnh của chúng. Kiếm Ngân Nguyệt xuất hiện cực kỳ nhanh, Mục Bạch cùng Triệu Mãn Duyên còn đang ở rừng Ô Lưu, cách xa một hải đảo, khi mà Kiếm Ngân Nguyệt Titan xuất hiện thì linh hồn của bọn họ cũng run rẩy lên, người Hy Lạp vẫn luôn gọi cự nhân Titan là cổ thần, hiện tại bọn họ đã hiểu rõ rồi. Kiếm đứng trên núi đảo, núi đảo không khác gì cồn cát cắm thân kiếm, mà khi Tam Kiếm Cự Nhân Titan này cầm chuôi trùng kiếm Ngân Nguyệt này, càng như là thượng cổ cự thần qua lại thời không giáng lâm, trên một hòn đảo nhỏ bé không đỡ nổi một đòn. Ngân Nguyệt trọng kiếm phá hải kiếm. Khi mà giáo phụ ô giáo hội thấy kiếm, cả người hưng phấn như điên, càng là do mình chỉ huy tam kiếm ma thản. Lúc đó cũng dựa vào phá hải kiếm mà chia đảo trồi xanh ra làm hai, để mấy ngàn mẫu rừng ô liu chìm trong nước biển, để nội thành biến thành phế tích. Có ai trên thế giới này ngăn được cự thần phá hải kiếm? Không một ai có thể làm được phá hải kiếm chém ngang, có thể thấy một đạo kiếm thế tách khu vực biển giới hạn, mà chiêu kiếm này cũng đang chém Mạc Phàm vọt tới như cực quang hỏa điểm. Tiểu Viêm Cơ, chuyển vũ. Ban đầu Mạc Phàm còn không có ý định tấn công, trước tiên lửa tam kiếm ma thản xuất chiêu, quan trọng hơn là bây giờ Tiểu Viêm Cơ khống chế vũ hỏa diễm khí chính xác như máy móc. Lúc nhìn tam kiếm ma thản chém, viêm khải rực trên người Mạc Phàm xuất hiện thay đổi, tất cả lông chim đồng loạt hướng về mặt đất. Đẩy mạnh, mấy trăm lông chim cháy bùng, sinh ra lực đẩy để Mạc Phàm ở dưới tình huống cực tốc bay lên trên. Vết kiếm màu bạc cắt lệch xuống, Mạc Phàm bay lên gần như chạm sát với kiếm uy này, dường như là một thiên thạch màu đỏ thay đổi quỹ đạo cắt ngang qua bề mặt của mặt trăng. Ao 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 ao. Lên không, lại bay lên không trung, Mạc Phàm chạm tới tầng mây trong nháy mắt, nhìn xuống dưới thấy Tam kiếm Ma Thản vẫn đang duy trì động tác vung kiếm, nhưng cái tên này nhìn lên trên, có chút thẹn quá hóa giận nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Chiêu kiếm này là một đòn toàn lực của Tam kiếm Ma Thản, ai biết mặc phàm thay đổi tốc độ trong nháy mắt mà tách ra. Khi mà tốc độ trở nên cực hạn thì việc đổi hướng sẽ rất khó khăn, một chiếc xe hơn 100 mã lực khi cua thì sẽ văng ra khỏi đường, chứ đừng nói là mặc phàm bay đi băng núi vượt đèo trong nháy mắt như này. Tam kiếm ma thản nhận định đối phương muốn tranh tài với mình về tốc độ cùng sức mạnh, hung hăng lao tới là không thể dừng lại, ai ngờ được lại hoàn toàn sai rồi. Kiếm khí đã hết, còn bị thương hơn là kiếm đánh trúng, dùng sức mạnh quá liều thì dễ tổn thương xương sờn góc độ phá hải kiếm chảm là không khí cùng nước biển nó phải phát tiết toàn bộ năng lượng cho hết thì mới thu kiếm lại được không phải vậy thì sẽ gãy xương sườn vì thế mà chiến thuật lừa gạt của mạc phàm khá thành công để tốc độ phản ứng cùng tốc độ di chuyển cực nhanh của tam kiếm ma thản lộ ra một sơ hở lớn không phải chỉ mỗi mày có kiếm tiểu viêm cơ kiếm đến mạc phàm giơ cao tay phải không hổ là yêu sủng tâm linh tương thông với mình mạc phàm mới nói được nửa câu thì có vòng xoáy thiên hỏa cực kỳ tinh khiết tụ tập ở cánh tay thiên hỏa hừng hực thiêu trời xanh đen cùng biển đen thui thành màu đỏ chót nhìn qua như là trốn vào một thế giới liệt diễm dung nham nguyên tố hỏa tụ tập bây giờ tiểu viêm cơ khống hỏa còn cố hóa được vũ khí xuất hiện trên tay mạc phàm cũng không còn là hình thái thuần hỏa diễm như trước mà là vũ khí từ từ thành hình từ mã não hợp kim tam kiếm ma thản còn đang trong trạng thái thoát lực nắm bắt cơ hội tốt này mạc phàm lấy cánh tay còn lại nắm lấy thanh thiên hỏa rèn đúc ngay trên đỉnh đầu ồ có phải thanh kiếm này thô to quá mức rồi không tiểu viêm cơ, không phải đã bảo là kiếm rồi sao, con làm sao biến nó thành dạng trùy. Mạc Phàm ngẩng đầu, nhìn thấy không phải mũi kiếm sắc bén, thân kiếm thon dài, mà là một thanh trùy được vân thiên kiếp viêm sâu vào. Mạc Phàm với thân hình này, phối hợp với thiên trùy thô bạo như vậy quả thật có chút không phù hợp, bất quá kiếp viêm thiên trùy nhìn qua hoàn toàn là thực thể, cảm giác mã não hợp kim để nó hoàn toàn phù hợp với thần binh lợi khí. Quên đi, quên đi, cái này cũng được. Nhìn thấy tam kiếm ma thản sắp thu lực, Mạc Phàm cũng không yêu cầu tiểu viêm cơ biến lại thanh kiếm thon dài, cái chùy thì cái chùy, nghĩ cẩn thận thì sinh vật như tam kiếm titan, loại vũ khí thiên hỏa thô bạo sẽ càng hiệu quả. Ăn một chùy của tao đi. Cứ việc nói ra thì khó chịu, nhưng uy lực của kiếp viêm thiên chùy lại bá đạo vô hạn, thêm lực lao xuống, kiếp viêm thiên chùy này nện vào sọ não tam kiếm ma thản, đánh tan hộ thể ánh bạc, còn làm cự nhân titan cao 200m này lún xuống đáy hải dương. Oanh, một chùy dáng thế chạm được hải dương, một hồi diệt thế chi hỏa dâng lên, uy lực gần tiếp cận với trước nguyên thiên hỏa mà tiểu viêm cơ được hình thành, giả như đảo chồi xanh vẫn còn thì nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, sinh linh đổ thán. Tam kiếm ma thản hung hăng tới đâu, chùy sinh ra thiên hỏa không chịu nổi, hộ thể màu bạc tản đi, còn bì cơ ngân nguyệt lại chịu đựng thiêu đốt. Nước biển lại một lần nữa bốc hơi toàn bộ lên, vùng biển trực tiếp biến thành bồn địa tràn ngập hỏa diễm, tam kiếm ma thản ở ngay chỗ ngọn lửa đốt hừng hực nhất tiếp thu dần vặt lên, lên, lên cho ta, ngươi là viễn cổ chi thần mà, tại sao có thể thua những kẻ phàm tục được giáo phụ ô giáo hội gào thét lên. Con ngươi tam kiếm ma thản xuất hiện biến hóa quỷ dị, bắt đầu biến thành màu đen, lộ ra ma quang. Cùng lúc đó thì vầng trăng lạnh lẽo trên bầu trời đêm, cũng không hiểu sao đã biến thành một loại vần đục màu đen. Ánh trăng vần đục màu đen ráng lâm trên người tam kiếm ma thản, nhanh chóng dập tắt tàn dư hỏa diễm. Hắc chọc nguyệt. Mạc phàm vừa ngẩng đầu, thấy hắc nguyệt đáng sợ ở trệ đỉnh đầu, cảm giác như có quái vật vũ trụ đang giám sát. Hắc chọc nguyệt, đây là loại hình cuồng tăng của ngân nguyệt cự nhân titan. Bình thường ngân nguyệt titan sẽ trở nên đói bụng cùng tàn bạo vào thời điểm nguyệt thực. ở trong ghi chép viễn cổ thần thoại hy lạp, nếu như hắc chọc nguyệt xuất hiện, thì mang ý nghĩa viễn cổ cực thần đã triệt để mất hứng thú với nhân loại. nó sẽ vứt đi ước định cung phụ nhân loại mỗi tháng để làm thức ăn, tiến hành giết chóc đáng sợ với nhân loại. giai đoạn hắc chọc nguyệt, thực lực cự nhân titan cũng sẽ tăng lên dữ dội, cũng sẽ mất đi lý trí nhất định, dường như là dã thú. Hắc Chọc Nguyệt cho Tam Kiếm Ma Thản một bộ Hắc Nguyệt Quang Khải, ngay cả chuôi Ngân Nguyệt Trọng Kiếm trên tay cũng đã biến thành Hắc Nguyệt Trọng Kiếm đen toàn thân, từ trên xuống dưới tỏa ra Hắc Nguyệt Ma khí bao phủ biển trời, như một hồi mây bão táp màu đen bất cứ khi nào cũng sẽ bao phủ trên trăm cây số. Hoát, thoáng nhún một cái, nước biển dưới chân Tam Kiếm Ma Thản đột nhiên nổ tung, một giây sau thì cự nhân 200 mét lao lên không trung, Hắc Nguyệt Trọng Kiếm nâng lên để trước mặt. Hắc quang khí lượn lờ quanh thân Tam Kiếm Ma Thản, cùng trọng kiếm tỏa ra kiếm khí ác liệt, cả hai hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Rãnh biển khô héo, mây đen vẩn đục, một thanh hắc chọc nguyệt quang xuyên qua từ thấp tới cao, từng vòng kiếm càng thay thế tà nguyệt chiếu khắp thiên địa. Mạc Phàm không khỏi hít vào một hơi, hiện tại đang ở độ cao khoảng 1000 m tầm mắt quan sát bị những vầng kiếm chiếm giữ, hơn nữa bản thể trọng kiếm của Tam kiếm ma thản đâm tới chỗ mình, hoàn toàn muốn chán cũng không được. Tiểu Viêm Cơ, không cần thiết phải cứng đối cứng Mạc Phàm nói, lông vũ dồn dập hướng xuống đất, một lần nữa lại nổ tung, mạc phàm trong nháy mắt từ 1.000m lên độ cao 2.000m, mây mù hải dương cũng nằm ở nơi này. Mây mù dồn dập đi xuống, nhưng tam kiếm ma thản lại không dễ dàng bỏ qua như vậy, 2.000m có là gì so với mười mấy cây số hải vụ cũng bị cắt ra, tiêu tan trong khoảnh khắc. Lướt ngang, tất cả lông vũ hướng về phía bên trái, liệt diễm phun ra để mạc phàm như sao băng xẹt qua phía chân trời. Lần này tam kiếm ma thản không bị lừa, hắc chọc nguyệt trọng kiếm có thể thay đổi quỹ tích mạc phàm bay về phía hải vực xa xa hắc chọc nguyệt trọng kiếm cũng đuổi tới đến viễn hải tầng mây thấp bé tựa như những ngọn núi trôi nổi trên mặt biển mạc phàm thử bay các loại quỹ tích biến ảo thậm chí còn lợi dụng mây đen dày đặc để tránh tầm mắt tam kiếm ma thản nhưng tam kiếm ma thản biến thành hắc chọc nguyệt trọng kiếm vẫn cứ đuổi ở phía sau phạm vi những vầng kiếm kia lan tới thực sự quá to lớn thời điểm hắc Trọc nguyệt thân kiếm còn cách mặt biển khoảng tám trăm chín trăm mét thì thấy được từng đạo vầng kiếm đánh vào đại dương biển như bùn đất trên mặt đất xuất hiện từng vết cắt dài thâm thúy mây đen cũng bị chém ra chỉ có điều hắc trọc nguyệt ma quang rất nhanh lại tràn ngập mạc phàm không ngừng dùng những ma pháp khác nhau để làm suy yếu khí thế của trọng kiếm tam kiếm ma thản nhưng qua lâu như vậy dùng nhiều năng lực như vậy cũng không thấy trọng kiếm có dấu hiệu suy yếu bớt thử đi vào biển mạc phàm nói với tiểu viêm cơ nước là vật cản tốt nhất nơi này đã là chỗ biển sâu biển sâu hơn 1.000 mét sẽ không thể nào bị tách cùng bốc hơi dễ dàng được. Cứ việc không tiếp xúc với nước, nhưng biện pháp tốt nhất để cản uy lực của tam kiếm ma thản là dùng lực nước. Cấp bậc thiên hỏa, nước biển tạo thành ảnh hưởng cũng cực kỳ nhỏ bé không đáng kể, lại như nước biển không thể nào làm nguội được dung nham. Hỏa vũ nghiêng, mạc phàm bay song song với mặt nước đã bay nghiêng xuống, thân thể như một bó hồng quang vào trong nước biển. Nước biển màu đen có diễm vĩ màu đỏ kéo dài hơn trăm mét, mặc dù mạc phàm đã trốn vào nơi rất sâu, nhưng vẫn có thể thấy được quỹ tích cực kỳ tươi đẹp này. Tam kiếm ma thản vẫn chưa từ bỏ truy đuổi, một chùy thiên hỏa làm ra nó nát, hiện tại vẫn còn đau đớn kịch liệt, tiến vào đại dương thì sao, ngay cả biển cả cũng phải nhún nhường nó. Lạt lạt, tầng kiếm đánh vài đại dương với tần số cao, bọt nước tung tóe, toàn bộ đại dương đen thui bị cắt ra lung tung, tam kiếm ma thản tạo ra một khe nứt. Nước biển chảy vào cũng không nhanh bằng tốc độ chém của Hắc Trọc Nguyệt kiếm xé rách, ngay thân mạc phàm là những kiếm khí ngổn ngang, không còn là dòng nước. Còn mẹ nó, ngay cả nước cũng chém ra, vậy thì mặc phàm chết chắc rồi chứ. Triệu mãn duyên quay đầu nhìn. Biển đen bao la vẫn lặng yên, nhưng hắc chọc nguyệt kiếm này cắt mặt biển, chiều sâu phải đến 40-50 mét, đại dương vô biên không thể bị lay động, như bị chém một vết thương lớn đầm đìa máu tươi. Dần dần chỗ mặc phàm cùng tam kiếm ma thản đều không nhìn thấy được nữa, một ánh hào quang tung khắp đường chân trời cho thấy trận chiến vẫn chưa kết thúc. Tin vào mặc phàm, cậu ấy hẳn là có thể xử lý tốt được mục bạch nói rất chân thành. Đang nói câu này thì Mục Bạch không hiểu sao bắt đầu lui, đứng về phía sau Triệu Mãn Duyên. Cậu nói tới nói lui, đi về phía sau tớ là có ý gì? Triệu Mãn Duyên hỏi. Vừa dứt lời thì có vài con mắt sắc bén nhìn tới, có một luồng phong tức mạnh mẽ đập vào người Triệu Mãn Duyên, để thân thể đứng không vững. Tớ còn yếu, những tên hắc sức hội này giao cho cậu Mục Bạch nói. Đừng có mà giả ngu với tớ nữa, bộ phận cương sơn Titan đã đại bổ cho cậu, coi như để một con gấu cái trước mặt cậu thì cậu cũng chơi tới sáng được tớ đối phó với tên phó hội trưởng không đúng đắn kia còn cậu xử lý mấy cái tạp ngư này triệu mãn duyên nói tạp ngư độc nhãn cười gần nói không chỉ có hội trưởng hắc sức hội mới có năng lực hội trưởng có thực lực cùng địa vị như hôm nay những người trở thành nguyên lão như bọn họ cũng không thể không kể công tới dù sao muốn hàng phục một con ma thản cũng không phải chỉ dựa vào mỗi ma thản sao mày không mang bịt mắt như này không phù hợp với hắc sức hội cạn bã mày đeo bịt mắt màu đen thì người khác vừa nhìn thấy sẽ sợ mày còn mày trưng cái mắt nát kia ra, như thể quả óc chó bị dẫm nát, kỳ thực rất buồn nôn triệu mãn duyên chỉ vào độc nhãn hắc sức hội nói. Quả óc chó bị dẫm nát. Triệu mãn duyên nói câu này để lồng ngực độc nhãn đổ rồi. Trước tiên tao sẽ móc mắt trái mày ra, sau đó dẫm đầu mày nát như trái cà chua độc nhãn hắc sức hội nổi giận chửi. Thật không tiện, vừa nãy quá đen, không thấy rõ mặt của mày. Qua, wow, tướng mạo này của mày, có đeo bịt mắt cũng không có tác dụng, lấy cái khăn trùm đầu rồi che cái mặt giả như khoai lang nướng đi không phải thế thì dọa sợ lũ trẻ con đấy tao đoán mày không có làm tình bao giờ vì cô gái nào mà nhìn thấy mặt mày nằm trên người cô ta trừ khi nhắm mắt lại chơi tư thế đo ghi chứ không thì buồn nôn tới chết mất triệu mãn duyên nói tiếp độc nhãn hắc sức hội nghe xong thì toàn thân muốn nổ tung rồi bận tâm nhất là gần đây hắn bỏ tiền ra để hút phụ nữ có chồng kia mỗi lần làm tình đều bảo mình tắt đèn đi còn nói là tắt đèn thì sẽ kích thích hơn nghĩ kỹ lại thì tiện nhân kia cảm giác mặt mình buồn nôn bị đâm vào chỗ đau, độc nhãn lập tức biến thành một con phong lang, vọt thẳng tới chỗ triệu mãn duyên. Tao nói với mày, lớn lên đẹp trai như tao, rất nhiều lúc không cần ve vãn thì gái nó cũng bu đông như kiến. Còn loại mày có đi Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ lại cái mặt cũng vô dụng, cách duy nhất dành cho mày là đầu thai lại làm người, cho vô lò nấu lại nếu mày đã không tự ra tay được, thì tới đây, tao giúp mày chết triệu mãn duyên tiếp theo mắng. Nhắc tới cũng khá kỳ lạ, triệu mãn duyên vừa là nhảy vừa hết sức tập trung nối liền tinh tử rất nhiều ma pháp sư trong quá trình dùng ma pháp khó mà nói được bởi vì nói chuyện sẽ phân tán sự tập trung triệu mãn duyên xưa nay thì không như thế càng mắng càng chửi thì tốc độ phóng thích ma pháp sẽ càng nhanh độc nhãn bị triệu mãn duyên chửi cho cơ tim thắt lại phóng ra thiên diệp phong nhận càng bị triệu mãn duyên dễ dàng đỡ được hơn nữa còn dùng ma pháp cao dai nhắc tới thì con gái chủ rừng bị trói lại bắt đi tao nghe mấy tên thủ hạ của mày nói là đem cô ta tới phòng của mày để mày từ từ tận hưởng là một người đàn ông, muốn chiếm được gái lại còn dựa vào loại thủ đoạn bạo lực, đê hèn này, rốt cuộc mày có bao nhiêu thất bại khi làm người vậy? Đúng rồi, hỏi mày một chuyện, những người phụ nữ mày từng lên giường làm tình với mày, có ai lên đỉnh không? Triệu mãn duyên hỏi. Lên đỉnh. Độc nhãn bị hỏi câu này làm cho có chút sững sờ. Lên đỉnh không phải là dên to sao? Hẳn là có đi. Mẹ nó, tự nhiên nghĩ tới cái vấn đề này làm gì? Chém cái tên lắm lời này, thực sự chịu không nổi cái âm thanh oa oa như quả đen kia có thể làm người phụ nữ thoải mái thì mới là kiêu ngạo lớn nhất của một người đàn ông, mày có hiểu hay không? Triệu mãn duyên nói tiếp, con mẹ mày câm miệng lại cho lão tử. Mấy cái ma pháp của mày còn không tạo được một vết nứt trên phòng ngự của tao, tao thấy tẻ nhạt tán gẫu vấn đề là một người đàn ông, như thế nào thì có làm sao? Ồ ồ, còn nữa này, phụ nữ thường làm tình với mày có giống như này không? Rõ ràng là mày đã đút vô trong nhưng dáng vẻ cô ấy lại muốn hàn huyên với mày, nếu như vậy thật thì mày nên bỏ vô lò nấu lại đi. Tao cho mày đi chết, mày còn phải cố gắng cảm tạ tao. Giết hắn cho tao, giết hắn cho tao, đừng động vào tiểu bạch kiểm kia, giết cái tên tóc vàng này cho tao. Mục Bạch trốn trong rừng, muốn nhân cơ hội này cầu viện người của Pa Thơ nan thần miếu. Nhưng là Mục Bạch không nghĩ tới là người của Hắc Sức Hội đã bao vây nơi này, lấy danh nghĩa ô giáo hội, không cho bất kỳ ma pháp sư nào tới tham gia nghi thức của bọn họ. Ô giáo hội tổ chức nghi lễ ở đây, dùng danh nghĩa truy điệu cư dân đảo chồi xanh. Ngăn mà pháp sư tới đây, chính phủ Hy Lạp cũng nhân từ thật, để những tên ô giáo hội muốn làm gì thì làm mục bạch thấy cây ruốc xa xa, không khỏi cảm thấy buồn cười. Cắm cơ hiệu nhìn qua trông có vẻ thần thánh này, nhưng lại làm việc đáng hổ thẹn nhất, đây chính là bộ mặt thật của ô giáo hội, cũng khó trách mà người của Hắc Sức Hội càn dỡ làm loại chuyện này. Toàn bộ đảo quýt bị ô giáo hội cùng Hắc Sức Hội thống trị như bệnh trạng xã hội. Mục bạch thoát khỏi tai mắt ô giáo hội, theo rừng ô lưu tới cốc sơn xác thực cự nhân Titan có hứng thú vô cùng với cây thuốc phiện, đồng thời hít nhiều cây thuốc phiện mà điên cũng là chuyện bình thường, chỉ có điều là một dược sư, Mục Bạch luôn cảm thấy một số chỗ không hợp lý cho lắm. Hẳn nơi này là chỗ mà chủ rừng lén lút trồng lượng lớn cây thuốc phiện, một cự nhân Titan cao 200 m phải hít bao nhiêu ký thuốc phiện, thì mới đánh mất lý trí, vừa nãy Mạc Phàm chiến đấu với tam kiếm ma thản, cũng chưa chắc nó đã triệt để cùng hóa, coi như hắc chọc nguyệt xuất hiện thì mục tiêu của nó cũng chỉ khóa chặt mỗi Mạc Phàm không có tấn công mọi người lung tung mục bạch đi tới cốc sơn lẩm bẩm cốc sơn ngâm trong nước biển lạnh lẽo tất cả cây thuốc phiện đều ngâm dưới nước quân đội cùng Paternan thần miếu hiển nhiên cũng không nhận ra vấn đề này hoặc không lục soát qua cũng không đem chuyện cây thuốc phiện liên kết với chuyện đảo trồi xanh mục bạch cởi áo trực tiếp nhảy xuống nước dưới nước tất cả đều là cánh hoa cây thuốc phiện bị ngâm tới mục nát chìm xuống dưới đáy mục bạch cố ý sàng lọc một chút hoa cây thuốc phiện hạt thuốc phiện vẫn coi như là hoàn chỉnh, mang lên bờ. Lên bờ trở lại, đặt hoa thuốc phiện cùng hạt thuốc phiện vào lòng bàn tay, Mục Bạch bắt đầu dùng cảm nhận của bản thân để phân tích thành phần của thứ này. Hoa và hạt của cây thuốc phiện đều bị khí lực của Mục Bạch làm cho tiết ra chất lỏng, những chất lỏng này thẩm thấu vào da của Mục Bạch, lại chậm rãi thẩm thấu vào trong mái. Sau khoảng mấy phút thì khuôn mặt Mục Bạch bắt đầu nóng đỏ lên, gân xanh từ trên xuống dưới phồng lên, một luồng ý nghĩ sát phạt xẹt qua đầu, như một người khô héo muốn được tưới nước. Mục Bạch phát hiện thấy không ổn vội vàng dùng ma pháp độc hệ ép chất lỏng quái lạ này từ trong máu của mình ra bên ngoài, qua khoảng 10 phút thì toàn thân Mục Bạch mới khôi phục lại như trước, nhưng áo lại ướt đẫm mồ hôi. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ tất cả đều không phải là vì cây thuốc phiện ư? Mục Bạch tự nhủ. Sóng khí không ngừng đánh tới từ phía bên kia viễn hải, là năng lượng dư thừa từ chỗ mặc phàm cùng Tam kiếm ma thản đánh tới đây, những tán cây ngâm trong nước đều nghiêng, vẩy ra vô số hơi nước hơi nước bay về phía lục địa, cách mục bạch đại khái khoảng 300 mét, một dáng người như quỷ mị đang đứng sau tán cây, nhìn mục bạch đang chuyên tâm suy nghĩ. Mục bạch tự hồ như nhận ra điều gì đó, nhìn về nơi đó, cũng trong chớp mắt này thì bóng người đó cũng biến mất, phảng phất như là một luồng không khí trùng hợp thoáng qua. Mục bạch thất thần trong chốc lát, lại để hoa cùng hạt cây thuốc viện vào túi nhỏ màu trắng, mang về nghiên cứu cẩn thận. Mà lúc này, bóng người trong suốt vừa nãy lại xuất hiện sau lưng mục bạch, lần này rõ ràng không phải là gió lạ, là một thứ chân thực, rơi lên một thanh lợi khí nhìn qua như là dao phẫu thuật, trực tiếp xẹt một cái sau cổ mục bạch. Khi khi, tiếng cười quái lạ phát sinh, giọng điệu đặc biệt đắc ý, ngay khi quỷ ảnh chờ đợi mục bạch phun máu tươi, chỗ cổ mục bạch đã biến thành bột phấn băng thể, không hề có chút máu đỏ tươi nào trào ra. Quỷ ảnh sừng sốt một chút, tiếp sau đó đột nhiên chém trên người mục bạch. Toàn thân mục bạch hóa thành băng phấn, hoàn toàn là người tuyết tung bay trong hơi nước. Cùng một phương thức, ta không thể trúng chiêu tới hai lần ở ngoài 100 mét, lá ô liu bay tán loạn trên đất trống, mục bạch chậm rãi đi ra từ chỗ tối, đôi mắt lẫm liệt nhìn quỷ ảnh hơi nước trước mắt. Soạt quỷ ảnh hơi nước tức quá hóa giận kêu một tiếng. Một trận sóng khí đánh tới, đột nhiên quỷ ảnh hơi nước biến mất tại chỗ, lá ẩm đầy trời, giống như tên kia đã hóa thân thành một trong số đó, bay về hướng xa trong sắc trời cực kỳ tối tăm. Lần này ngươi đừng mơ mà đào tẩu dễ dàng mục bạch, nhìn thẳng vào vị trí trước đó mà quỷ ảnh hơi nước đứng. Chỉ là phép che mắt mà cũng đòi lừa mình quỷ ảnh nhìn như là theo hơi nước bay đi theo lá nhưng mục bạch lại biết rõ đó chỉ là ảo thuật đối phương không có đi vẫn còn ở tại chỗ lại như đặt một tấm vải trong suốt lên tường màu trắng xốc vải lên giấu một người màu trắng hòa vào làm một với cảnh vật nếu là trước đây thì có thể mục bạch vẫn bị lừa sau đó bị tên kia đánh lén nhưng mục bạch đã trải qua quá nhiều thủ đoạn tà dị xảo quyệt hơn cái này khi ở hắc ám vị diện ảo thuật của quỷ tể nhìn qua như là thủ đoạn của thằng hề lừa mình dối người sao Mục Bạch vẫn nhìn chằm chằm vào nơi đó. Ngón tay đung đưa, từng cây băng màu sắc bén xuất hiện ở vị trí quỷ ảnh hơi nước xuất hiện trước đó, bao gồm cả mặt đất cũng có ba băng màu. Băng màu bao phủ 360 độ đâm tới, tạo thành một băng tiêm hoa hồng 360 độ đâm biện, vị trí nhìn qua chỉ có không khí bỗng nhiên lại có một bóng đen thoát ra, lại như một con chuột tha đồ ăn trong thùng rác, lóe qua trước mặt, lại chui vào một khe mặt đất. Đi ra, mục bạch lạnh lùng quát một tiếng thoáng chốc có những băng mâu đâm chi chít vào khe mặt đất kia, cả khối đất đều bị xiên, thấy cái bóng màu đen thẳng thốt nhảy ra ngoài, trí tử địa mà hậu sinh ra nhằm về phía mục bạch. ầm, um. đòn tấn công này tới đột nhiên, mục bạch chưa kịp khống chế những băng mâu để chống đỡ, bất quá một lần nữa cơ thể mục bạch lại vỡ tan, biến thành một người tuyết bị đánh nát. Không phải chỉ có ngươi mới dùng loại thủ đoạn này. Mục bạch xuất hiện ở một bên khác, nơi người tuyết bị đánh nát lại nổi lên nhiều băng mâu đã sớm chuẩn bị kỹ càng số lượng băng mâu lần này nhiều đến kinh hồn đơn giản như trên mặt đất đã có mấy trăm cái chúng nó như rừng cỏ lau rậm rạp vậy mà cái này mới chỉ là một nhóm trong đó trên đỉnh đầu trái phải trước sau quỷ ảnh hơi nước đều xuất hiện vài trăm băng mâu sắc bén nhưng băng mâu sắp xếp với nhau vô cùng chặt chẽ tạo thành một nhà tù băng hoàn toàn vây lại không hề có khe hở tất cả mũi nhọn đều hướng về quỷ ảnh ở nơi trung tâm thời điểm tất cả băng mâu đều hướng vào một điểm rõ ràng là hình cầu quỷ ảnh hơi nước bị vây chặt gắt gao bên trong mạng của ta đối với ngươi quan trọng lắm sao, quỷ tể. Mục bạch đứng trên lao tù băng mâu do mình tạo ra, lạnh lùng chất vấn. Chí tử địa mà hậu sinh, là thành ngữ, ám chỉ khi nào không còn đường lui thì liều mạng tiến lên để giành lấy thành công. Khi 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 quỷ tể phát ra thanh âm kỳ quái, như là một con chuột phát điên, cũng không biết là ngôn ngữ gì. Hắn không thấy mục bạch, băng mâu lao tù đóng kín 360 độ, sắp xếp chặt chẽ không hề có khe hở. Hắn muốn thoát ra ngoài, nhưng rất nhanh quỷ tể đã ý thức được nếu đánh nát băng màu lao tù này ra thì những băng màu sẽ đâm vào người không tránh được con người quỷ tể chuyển động là một người không thích sự thô bạo yêu thích dùng những cách không tầm thường để hóa giải nguy cơ cùng giết chết mục tiêu trên thế giới này người làm ta lo lắng sớm đã không còn tương tự với người có cừu hận với ta cũng như thế cũng hẳn là không mục bạch vung tay lên tất cả băng màu sắp xếp chặt chẽ bỗng giải tán trong băng màu xuất hiện vô số khe hở khoảng cách ngày càng rộng ngươi đi đi nói với chị ấy, lần trước tình cảm giữa hai ta đã tới phần cuối, lần này bằng hữu của ta đưa ta trở về từ quỷ môn quan, nếu như còn bám dai như đỉa thì mục bạch ta cho dù ngọc đá cùng vỡ, cũng sẽ kéo chị ta biến mất khỏi thế giới này mục bạch lạnh lùng nói với quỷ tể. Quỷ tể tự biết một khi ảo thuật của mình bị nhìn thấu, thì khó mà chống lại mục bạch, thấy mục bạch thả thì không chút do dự mà chạy. Đánh lén không được thì chạy sang ngàn dặm, đây là cách thức ám sát của quỷ tể. Hắn muốn cứng đối cứng cũng không đánh lại được nhiều ma pháp sư siêu dai, huống hồ nhìn bây giờ mục bạch suy yếu cực kỳ cùng trước đó ở hạ môn như hai người khác nhau tại sao lại tỏa ra một cỗ ngự trị uy nghiêm trên nhiều sức mạnh tà ác chẳng lẽ trong thời gian chết giả này thì linh hồn lại vô hình trung thăng hoa cái tên này mạnh hơn nhiều khi ở hạ môn ngươi phải biết ngươi đang nói chuyện với ai ta cũng chỉ là một lính hầu thắng được ta không có nghĩa là ngươi có thể chống lại người đó ta sẽ không rời đi không giết chết ngươi thì chẳng khác nào nhiệm vụ thất bại vậy cũng là một con đường chết lấy ra thực lực chính của ngươi ra đi ta cũng muốn xem một người sống dở chết dở như ngươi lại lột xác, như nào quỷ tể chưa rời đi, nói với mục bạch. Tác thành cho ngươi mục bạch nói. Lúc sống lại, cảm giác đầu tiên của mục bạch không phải là vui mừng, là cảm thấy thất lạc. Người để mục bạch lo lắng trên thế giới này đã không còn mấy người, mà người chấp nhất muốn lấy mạng của mục bạch cũng hẳn là không có mấy ai. Mục bạch không ngu, chỉ là không muốn tin, cho dù là bám lấy một chút hy vọng, thì cũng kỳ vọng người thân duy nhất của mình là một người sạch sẽ. Nhưng chị ấy lại không phải thế, mà mình cũng phải trả cái giá đau đớn thê thảm mà đánh đổi thất lạc thì thất lạc mục bạch cũng không giận bản thân mạc phàm cùng triệu mãn duyên cứu mạng mình như thế mục bạch làm sao mà cô phụ bọn họ được như quỷ tể đã nói hắn chỉ là một lính hầu mà trong lòng mục bạch hiểu rõ người muốn giết mình nhưng chị ấy đại diện cho chức vị gì thì mục bạch không rõ lắm nhưng nếu đối phương đã muốn xuống tay với mình nhiều lần như thế càng lộ ra nhiều thứ chỉ cần mình còn sống thì một ngày nào đó sẽ lôi chị ta lên mặt nước nếu như chị ta vẫn ngây thơ cho rằng mình còn là mục bạch trước đây, vậy thì nhất định là phải rơi xuống hắc đàm. Xoạt xoạt. Quỷ tể khoác một cái áo rách dưới, phía trên còn tỏa ra mùi hôi thối. Lưng lại còn còng, thêm cái đầu cực nhỏ, làm hắn nhìn qua như con chuột cống, mặc dù đôi mắt đều tỏa ra độc quang của chuột. Hắn không trốn nữa, hai tay cầm dao phẫu thuật nổi lên độc ban, đột nhiên ném hai con dao này về phía mục bạch, dao xoay tròn xẹt qua cổ mục bạch, hai dao găm vào đất sau khi mục bạch né được. Mục Bạch nhìn chỗ quỷ tể, chợt phát hiện quỷ tể đã biến mất, lại nghiêng đầu sang chỗ khác, lại phát hiện quỷ tể xuất hiện ở chỗ con dao, đồng thời dao lại nằm trên tay hắn. Như bắn tới, dao mổ như móng vuốt xẹt qua bụng Mục Bạch, e là nếu như cắt chúng thì ruột sẽ rơi ra. Mục Bạch phản ứng rất nhanh, trên lòng bàn tay đã có hạt hàn băng tròn, vẩy một cái xuống dưới chân, một cái băng rác trùng thiên chui lên, đâm nghiêng về phía ngực quỷ tể. Ngươi cắt bụng ta, ta chọc thủng tim của ngươi, xem ai chết thảm hơn. Quả nhiên quỷ tể vẫn trúng, không phải là nỡ lòng bỏ cơ hội đổi mạng cùng mục bạch mà là không đoán được mục bạch có biến thành người tuyết như trước đó hay không hắn tự tin đứng đó trở tay công kích thì đều có chuẩn bị hậu chiêu nhìn thấy quỷ tể lui mục bạch cười vẫy tay áo một cái nhất thời vô số kim sắc độc trùng như bọ cánh vàng bay về phía quỷ tể quỷ tể vội vàng ném dao về phía xa đóng vào một cây ô liu khá lớn thân thể quỷ tể như nước màu đen hạ xuống một giây sau xuất hiện ở cây ô liu kia lấy vật để di chuyển trong chớp mắt lần này mục bạch đã rõ làm sao quỷ tể di chuyển nhớ tới hạ môn cũng là thủ pháp này mà quỷ tể là mục bạch trọng thương hiển nhiên là giao mổ tới chỗ nào thì quỷ tể có thể di chuyển tới chỗ đó mục bạch cũng không thể nào phán đoán được đây là ma pháp hệ nào trên thế giới này vẫn còn nhiều cấm thuật chưa được công bố nhưng đối mặt với đối thủ loại này có thể biết thủ đoạn cùng cách thức lại vô cùng quan trọng không biết gì thì chỉ có thần không biết quỷ không hay giết chết hóa mãng truy cắn tay mục bạch vung lên lần nữa những độc trùng bọ cánh vàng tụ lại tạo thành kim sắc cuồng mãng đuổi theo quỷ tể. Quỷ tế vứt hai dao mổ sang trái phải, rõ ràng muốn có hai đường di chuyển. Mục bạch khống chế độc trùng cuồng mãng ra làm hai, trực tiếp đuổi theo hai dao mổ lượn vòng trên không. Nhưng lúc này quỷ tể không dịch chuyển tới vật thể, trái lại sau khi dụ được độc trùng cuồng mãng thì trực tiếp đánh về phía mục bạch. Thân thể của hắn như ô thủy, tỏa ra mùi thối làm người ta nghẹt thở, lấy nước bùn bao vây lấy mục bạch. Mục bạch lùi về sau một bước, những lá ô liu bay tới nơi này, phiến lá dưới ma năng thực vật hệ trở nên rắn như mảnh thuẫn, tất cả lá ô lưu hình thành khiên to lớn ngăn nước bùn khiến người ta có thể nghẹt thở kia. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Diệp Phược Giáp, Mục Bạch đã biết cách thức hoạt động của quỷ tể, điều khiển những phiến lá hấp thụ nước bùn quái lạ, giống như đan dệt một y giáp, tất cả phiến lá đan xen ở tất cả vị trí quỷ tể ẩn giấu, đồng thời dựa theo thân thể của hắn mà tạo ra diệp nhận y giáp liên kết chặt chẽ. Phiến lá bốn phía như là khai dao, toàn bộ hướng về thân thể, cho nên khi quỷ tể bị mặc vào diệp phương giáp này thì chỉ cần hơi động một chút thì những phiến lá khai dao bên trong sẽ cắt cơ thể. Quỷ tể không dám di chuyển cổ của mình, sợ bị y giáp cắt cổ, nhưng rõ ràng là không cam lòng bị trói buộc gắt gao như này. Một ít máu chảy từ khe hở diệp tử, quỷ tể càng động đậy thân thể thì vết cắt lại càng lớn. Mục Bạch ở đó lạnh lùng nhìn hắn, nếu một người đã tìm đường chết thì cũng không cản được. Mục Bạch đã nói với Quỷ Tể ngay từ ban đầu rằng hắn không phải đối thủ của mình, lại thêm Diệp Phược Giáp hiện tại này hắn càng muốn thoát thì càng tiếp cận với cái chết. Càng nhiều máu sền sệt chảy ra, nhuộm đỏ Diệp Phược Giáp, mà ngay khi Mục Bạch cho rằng Quỷ Tể đang tự sát, thì cặp mắt sắp chết của Quỷ Tể lại phát ra tà quang đáng sợ, mà tà quang này lại giống với ma quang nổi trên người Tam Kiếm Ma Thản, bao gồm cả khí tức, ngay cả khí tức cáo kình đều giống nhau như đúc. Mục Bạch có chút bất ngờ nhìn Quỷ Tể Rõ ràng Tam kiếm ma thản là ma sủng của giáo phụ Ô Giáo hội, vì sao lại có dính líu tới quỷ tể? Rốt cuộc giữa giáo phụ Ô Giáo hội có quan hệ gì với quỷ tể, hay Tam kiếm ma thản có lực lượng cuồng tăng là do tà thuật mà hiện tại quỷ tể dùng? Mục Bạch cũng không vội vã ra tay, chỉ là chăm chú nhìn quỷ tể, thân thể quỷ tể bắt đầu căng phồng lên, mặc dù bên trong bị cắt nhưng lại giống một tử sĩ không có cảm giác gì. Ầm. Um. Rốt cuộc Diệp Phược Giáp không chịu nổi sức mạnh khi hắn phình lên, trực tiếp biến phiến lá thành tàn tạ phiến lá cũng mất đi độ cứng cùng tính dai, mềm tới nỗi không cách nào dùng lại để điều khiển chiến đấu. Mục Bạch biết rõ đối phương dùng tà lực quái lạ nhưng không lui về sau, cặp mắt màu đen dần tỏa ra quỷ dị tà mang, đang dùng tư thái ngạo nghễ của một thẩm phán quan xem kỹ cỗ tà lực để quỷ tể, trở nên mạnh mẽ. Sau khi con mắt tà quang xuất hiện thì Mục Bạch có thể nhìn thấy nhiều thứ, rất nhanh Mục Bạch đã thấy những sợi linh hồn màu đỏ, nhưng sợi linh hồn màu đỏ này vượt qua vài ngọn núi, thắt ở núi phía đông đang có nhiều ngọn đuốc nơi ngọn đuốc cháy thì mục bạch biết là nơi ô giáo hội tụ tập bọn chúng cắm cơ để thương tiếc phong tỏa rừng ô lưu thuận lợi cho đồng bọn tiêu hủy chứng cứ mà thú vị hơn là khởi nguồn để quỷ tể phình lên mục bạch phát hiện giữa trời đen lại có nhiều sợi linh hồn màu đỏ đặc thù kia ở nơi thành trấn khác nhau trên đảo Crete, phần lớn là thắt ở viễn hải mà ở chỗ viễn hải không phải là nơi mạc phàm cùng tam kiếm ma thản chiến đấu sao nhưng sợi linh hồn màu đỏ này thay đổi di chuyển theo tam kiếm ma thản giống như dây điều khiển con rối. Thì ra là như vậy cặp mắt tà quang kia của mục bạch dần biến mất, khóe miệng cũng nổi lên nụ cười. Ánh mắt lại nhìn quỷ tể, giờ khắc này bắp thịt quỷ tể hóa thành màu xanh, nhìn qua như quái vật màu xanh, nào còn hình dáng con người nữa. Tín ngưỡng tà lực, quay đầu lại các ngươi vẫn dùng tới trò hề của hồng y giáo chủ lãnh tước, thật khiến người ta có chút thất vọng, tưởng rằng trên thế giới này lại có thêm một loại tà lực, mới đang được ô giáo hội phát dương quang đại mục bạch, nói với quỷ tể. Quỷ tể đã là quái vật phát điên, căn bản không còn ngôn ngữ gì, mục đích hiện tại chỉ có một, đó là giết vật còn sống ngay trước mắt. Hống, quỷ tể rít gào lên, tà lực trên người tản ra tứ phía. Mục Bạch duỗi cánh tay ra, bàn tay lại như mở ra cánh cửa hư không hút cỗ tà lực này của quỷ tể vào bên trong. Quỷ tể không thể động đậy, vất vả hiến tế mạng sống cùng linh hồn, để đổi lấy tà lực bám thân lại không phát huy được tác dụng, trước mặt Mục Bạch, thậm chí những sợi linh hồn màu đỏ cũng gãy như từng cái cây những sợi linh hồn màu đỏ này đại diện cho tín ngưỡng chi lực của một người tín ngưỡng càng kiên định thì sức mạnh nhận được càng cường đại số lượng tín đồ càng nhiều cũng nhận được sức mạnh cường đại loại tín ngưỡng như này hẳn là không thể phá nổi vì sao lại bị cắt đứt rồi mục bạch là nhân loại chỉ có khả năng thắng được người hoặc tín ngưỡng ma thản hóa thần làm sao lại có khả năng cắt đứt tín ngưỡng chi lực của những người kia đối với thần quỷ tể vừa mới tín ngưỡng hóa thần đứng ngây ra đó máu me be bé bét vì hiến tế sức sống nhìn qua càng thêm gầy gò chỉ là làm cho hắn hồn bay phách tán vẫn là người đứng trước mắt mục bạch. Người ngươi không phải mục bạch, rốt cuộc ngươi là người nào, làm sao ngươi lại bẻ gãy được tín ngưỡng chi lực, tại sao ngươi lại phá vỡ được tín ngưỡng linh hồn quỷ tề sợ hãi vạn phần nói. Mặc dù lãnh tước là người nắm giữ tín đồ toàn thế giới, thì hắn cũng không bẻ gãy được tín ngưỡng chi thần của người khác, lãnh tước ở lĩnh vực tín ngưỡng hóa thần là kẻ xuất sắc nhất, nếu như không thì hải thị thận lâu kim tự tháp cu phu suy tàn, thì làm gì có chuyện tam kiếm ma thản phải loại tín ngưỡng chi lực không chính hiệu này, lại càng không có giáo phụ ô giáo hội làm ra chuyện gì lãnh tước làm không được thì tại sao một phàm nhân như mục bạch lại có thể trừ khi tín ngưỡng thần lực của mục bạch cao hơn ta đưa ngươi tới một chỗ ngươi sẽ hiểu ra ngay mục bạch đi tới trước mặt quỷ tể mở ra bàn tay cánh cửa hư không trước đó lại mở ra lần này thu nạp không phải là năng lượng của quỷ tể mà là thân thể cùng linh hồn của quỷ tể quỷ tể không có chút phản kháng nào như một trang giấy bị thổi tới nhanh chóng bị hút vào cánh cửa hư không xung quanh toàn bộ là tia chớp màu đen, mục bạch xông tới những chớp giật trước khi khép lại cảnh cửa hư không. Đối với cái chết của quỷ tể, mục bạch không có vẻ mặt gì. Vốn quỷ tể chỉ là một lính hầu, mục bạch quan tâm chân chính là người sau lưng tên này, người thân mà muốn hắn chết. Xem như là tìm tới ngọn nguồn, chờ ngăn cách những tín ngưỡng chi lực tới từ toàn bộ tín đồ ô giáo hội, trên đảo Crete này thì hẳn là... Chiến đấu bên mạc phàm rất nhanh sẽ kết thúc mục bạch đi tới đỉnh núi đầy đuốc kia. Tín ngưỡng chi lực tuy là có thể tới từ các nơi trên thế giới, cách nhau hẳn một Thái Bình Dương cũng tắm rửa được trong tà lực. Nếu có một nghi thức chuyển tiếp cỡ lớn, thì có thể cho những tín ngưỡng chi lực đi đường xa mà hao tổn đi một ít. Vì thế mà những giáo độ ô giáo hội ở bên kia núi không đơn thuần là che giấu tai mắt người, ngăn cản chính phủ, quân đội, và thơ nan thần miếu, cung cấp cho giáo phụ ô giáo hội một phần ăn đường dài, làm cho tam kiếm ma thản của giáo phụ bảo được truyền tín ngưỡng chi lực không bị tiêu hao một hội trưởng phân hội trong công đoàn ngạt lang khống chế sức mạnh lớn như vậy làm sao mà không kỳ lạ mục bạch đã suy nghĩ vấn đề này từ ban đầu cũng còn may là quỷ tể nóng lòng muốn giết mình giúp mình tìm được một manh mối quan trọng như thế không phải vậy rất khó mà liên hệ được sức mạnh to lớn của tam kiếm ma thản cùng lãnh tước nhuộm đỏ địa trung hải với nhau đi tới đỉnh núi mục bạch nhìn thấy những cây đuốc mỗi cây đuốc lại đại diện cho một giáo đồ ô giáo hội bọn họ mặc những bộ đồ rất bình thường có một ít mặc váy phòng tình thiếu nữ địa trung hải bởi người thân luân hãm trong cái gọi là tín ngưỡng mà bản thân các thiếu nữ cũng chìm đắm theo không cần học tập làm việc không cần nỗ lực mà vẫn có những thứ mà các cô gái khác không có được nhưng các thiếu nữ này không hiểu rõ toàn bộ thảm án đảo trồi xanh thì chính bọn họ cũng là đồng lõa không chỉ hại một sinh mệnh lại còn nâng con dao sắc bén cho hung thủ thật sự thật sự con người không thể nào ngu được như vậy từ bỏ suy nghĩ từ bỏ tất cả chính là giúp người xấu làm việc ác Mục Bạch nhìn chằm chằm đám đông náo nhiệt như hội chùa này, kích động vui sướng như vậy, nhìn bọn họ còn ra vẻ thành kính thật lòng, lại nhớ những bộ thi thể mục nát mà Triệu Mãn Duyên vất lệ. Lệ khí xông lên đầu, Mục Bạch rất muốn dùng một ma pháp băng hệ siêu dai, để giết chết tất cả đám người này, bọn họ sẽ tới thiên đường hay địa ngục thì chẳng mấy chốc mà rõ ràng. Nhưng sau khi bình tĩnh lại thì Mục Bạch lại không thể làm vậy. Bọn họ chỉ bị lợi dụng mà thôi. Mặc dù bọn họ đều tin tín ngưỡng ô giáo hội sẽ mang tới, cho bọn họ tất cả tôn nghiêm cùng tôn trong thiếu hụt trong cuộc sống vậy đó cũng là lựa chọn của bọn họ lang thang bỏ tù hay sống trong mơ xây dựng từ sự thống khổ của người khác bọn họ đem linh hồn của bản thân hòa vào tay tín ngưỡng trên cao cũng giao luôn cả vận mệnh của bọn họ vào tín ngưỡng trên cao mà không phải là chính bọn họ khuyên bảo ư mục bạch không thể nào mà khuyên bảo được nói cho bọn họ biết chân tướng sao lại càng không có ý nghĩa gì ở trước mặt một đám người kiên quyết không rời đi chân tướng cũng chỉ là yêu ngôn hoặc chúng hóa ra tên kia là đầu mục tổ chức mục bạch nhìn thấy một người trong đám người, là cái tên khạc đờm vào đồ ăn của bọn họ lúc trước. Thực sự thiên đạo có luân hồi. Lần kia chưa chừng trị hắn, lần này hắn lại đụng vào lưỡi thương. Đầu mục tổ chức nghi lễ, giả như hắn mà không biết chân tướng thì cũng là một câu chuyện cười. Xử lý hắn thì những người không hiểu ma pháp, không hiểu nguyên lý trận nghi thức tín ngưỡng, cũng sẽ biến thành một buổi tụ họp đốt lửa trại. Đi đi, bay vào trong lồng ngực, xem trái tim hắn có phải mục nát hợp khẩu vị của ngươi không mục bạch, đưa cánh tay ra, trong tay áo có một con tàm ruồi bay ra. Tàm ruồi rất tinh xảo, như là một mô hình màu vàng nhỏ bé được làm thủ công, mang theo dáng vẻ phim hoạt hình, nó đung đưa thân thể, vung đôi cánh trong suốt, bay tới chỗ đầu mục tổ chức nghi lễ. Tà Nguyệt bị nuốt không rõ vì sao lại một lần nữa phóng ra ánh sáng, lần này mặt trăng đã không còn treo lên không trung, như là muốn chìm vào đại dương, tung ra hào quang sắc thái cũng gần giống với mặt nước biển ban đầu trước nguyên thiên hỏa của mặc phàm bị hắc chọc nguyệt ma quang nuốt toàn bộ đại dương khó mà bắt gặp được ánh lửa tinh khiết soi sáng nhưng không biết từ khi nào mà trước nguyên thiên hỏa lại nhuộm đỏ bầu trời đầy mây đen ngọn lửa chia thành ba tầng ở tầng giữa trời cao như nhuộm đẫm ở giữa như một đoàn hỏa diễm như vân liên độ cao trải rộng hơn một ngàn mét liệt diễm phía dưới lại như diễm lâm lát trên mặt đại dương viêm vương mặc phàm đứng trên hải diễm lâm tam kiếm ma thản nhảy tới chỗ càng cao hơn dáng vẻ muốn tới chỗ ánh trăng để mượn sức mạnh từ hắc chọc nguyệt nhưng toàn bộ không gian đã bị thiên hỏa của mạc phàm thống trị hỏa khung hỏa vân hỏa lâm phân bố trong lĩnh vực thiên hỏa để tam kiếm ma thản có tới đâu cũng như đặt mình vào lò nung thiên địa tiếp nhận thiêu đốt không giống nhau làm sao cái tên này lại đột nhiên tiết ra mạc phàm có chút khó hiểu nói một phút trước khí thế tam kiếm ma thản còn như cầu vồng rất nhiều lúc cảm thấy đại chiến 300 hiệp đều không biết mệt mỏi là gì nhưng đột nhiên hắc chọc nguyệt ma quang biến mất mạc phàm còn tưởng nó thay đổi sức mạnh để chống lại mình ai biết nó lại trở về ngân nguyệt ma quang trước đó, sức chiến đấu không chỉ giảm đi, mà da thịt có chút chịu không nổi thiên hỏa thiêu đốt. Ai dô, làm sao dáng người cũng thu nhỏ lại, Mạc Phàm kinh ngạc nói. Cự nhân ti tan cao 200 mét, thiên hỏa có thiêu một ngày một đêm cũng chưa chắc đã chết, hình thể tuy lớn nhưng không nhất định là mạnh, nhưng khẳng định là sức sống tràn đầy. Mạc Phàm còn đang mừng rỡ vì hắc chọc nguyệt của đối phương biến mất rồi, nào có biết đại lễ tặng kem là tam kiếm ma thản lại đang thu nhỏ lại. Mạc Phàm điều tra tư liệu, thì cự nhân Titan không có thuyết pháp thu nhỏ bản thân lại như này, mặc dù có chết thì vẫn giữ nguyên không đổi. Giờ khắc này tam kiếm ma thản co lại chỉ còn 150 mét, 89 phần lúc trước là do nó rót nước rồi. Hóa ra là phòng má giả làm người béo, còn tưởng rằng thật sự là ngân nguyệt Titan cao 200 mét. Mạc Phàm cười, ngân nguyệt Titan 200 mét đoán chừng có thể chống lại, được một ít kim diệu cự nhân Titan mấy phần, loại sinh vật cấp bậc. Như này làm sao có khả năng dễ dàng bị hội trưởng hắc sức hội điều động, hơn nữa hành vi ngu xuẩn tàn bạo của hắn không xứng với cường giả Titan như vậy. Tới 100 mét, 100 mét mà nói thì trong mắt đại viêm vương Mạc Phàm, mình đây là một người bạn nhỏ rồi Mạc Phàm nheo mắt lại, bắt đầu đánh giá giáo phụ ô giáo hội đang đứng trên vai tam kiếm ma thản. Làm sao lại tách ra, xảy ra chuyện gì? Giáo phụ ô giáo hội kinh ngạc nhìn, cách vùng biển còn mấy sơn đảo, những cây đốt kia đã không còn rõ ràng. Nghi thức hỏng rồi. Tín ngưỡng tà lực lẽ ra phải cuồn cuộn truyền tới sao lại biến mất rồi, Vấn đề là mặc dù không phải do cây đốc cấu thành nghi thức, theo lý thuyết thì giáo đồ của hắn trên đảo Crit này còn nhiều như vậy, làm sao có khả năng trực tiếp cắt đứt ngay lập tức được. Không có nghi thức thì sức mạnh của tam kiếm ma thản nhiều lắm là mất đi một phần, không biến mất trực tiếp như bây giờ, ngay cả độ cao 200 m cũng không giữ được. Trước nguyên thiên hỏa thiêu đốt hoàn toàn ra thịt của tam kiếm ma thản, những bắp thịt nhìn qua như những ống nước cỡ lớn đan sen chặt chẽ cũng bị thiêu hủy, tam kiếm ma thản kêu lên thống khổ, hung hăng chui sâu vào trong đại dương nước biển càng sâu thì nhiệt độ càng thấp tam kiếm ma thản vọng tưởng dùng cách này có thể giảm bớt phần nào thống khổ nhưng thiên hòa là thiên hòa dù cho một ngàn mét dưới nước thì thiên hòa cũng không giảm đi chút nào Nghiệt xúc lại còn biết chạy chối chết mạc phàm nhìn dưới đáy biển thấy cự nhân bốc lửa di chuyển ở dưới đó tiểu viêm cơ đưa nó thiên hòa để quy thiên mạc phàm nói khóa chặt vị trí của tam kiếm titan mạc phàm bay lên bầu trời phía trên nó diễm vĩ dài kéo ra từng quỹ tích đỏ tươi hiện lên trong màn đêm đen một hỏa văn có đường kính lên tới 7800 mét dần hiện lên, nhìn qua như hỏa ô hình thoi. Thiên hỏa tán đồ huyền lập chiếu vào đại dương tạo ra ảnh phản chiếu, đường nét hỏa diễm bên bờ nối liền cùng nhau. Phốc phốc phốc, thoáng chốc thiên địa tôn lên hỏa tán đồ huyền mở ra phun lửa, nhìn thấy cửu cung hỏa diễm mang uy lực hơn trăm lần hun đối nhau, trong nháy mắt lấp kín khu vực thiên hỏa tán đồ. Tam kiếm ma thản phía dưới chịu cột lửa phía dưới thiên hỏa tán đồ phun lên, lập tức nhảy lên 4500m, sau đó thiên hỏa phía trên rội xuống ở vị trí trung tâm gợi ra liệt diễm khủng bố va và chạm vào nhau gột rửa toàn bộ vị trí của tam kiếm ma thản tiểu viêm cơ thêm tí lửa nướng Titan tan chín toàn phần mạc phàm nói với tiểu viêm cơ viêm cơ nữ vương có thể tôi hỏa mà mạc phàm không ngừng dội thiên hỏa tán đồ lên người tam kiếm ma thản viêm cơ nữ vương bên cạnh thêm củi tăng nhiệt độ nhiệt độ càng cao thì thiêu đốt càng sạch sẽ tam kiếm ma thản nào còn bị thiêu đốt bắp thịt như thường nữa trước tiên cháy hỏng là hai cánh tay của nó, tách rời khỏi vai. Bị thiêu xuyên tiếp theo là phần lưng, thiên hỏa thiêu vị trí này mang ý nghĩa ngân nguyệt ti tan này không còn đường sống. Giữ lại nội tạng của nó bán lấy tiền, còn những thứ khác đốt hết mặc phàm nói. Viêm cơ nữ vương càng ra sức, nhiệt độ tôi hỏa phóng ra càng cao, đoán chừng đỉnh cấp tinh thạch cũng bị thiêu hủy. Lưng bị thiêu hủy, đầu bị thiêu hủy, tất cả tứ chi đều không còn. Sức sống của tam kiếm ma thản cũng là khoách đại ngoan cường, dưới tình huống này vẫn còn dãy ruộ được, nhưng bộ phận không hoàn chỉnh trên cơ thể vẫn đấu đá lung tung. Nhưng không thể nào thay đổi được sự thật là bị diệt vong, mặc dù rất nhiều chỗ phun ra thiên hỏa tán đồ, thiên hỏa còn bám vào như u linh, đốt mãi không còn sót lại thứ gì. Giáo phụ ô giáo hội ở trong ngọn lửa hừng hực đã lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn vẫn không hiểu tại sao tam kiếm ma thản của mình, sao lại không bắt được pháp sư nho nhỏ, càng không cách nào lý giải tại sao tín ngưỡng chi lực lại bị cắt đứt. Mày nên nghĩ tới cảm giác ma sủng của mày tao sẽ dùng hỏa diễm khá ổn định để chậm rãi thiêu chết mày. trong quá trình sống không bằng chết này thì mày cứ từ từ mà nghĩ những việc mà mày đã làm còn không bằng súc sinh đi mạc phàm, bay tới trước mặt giáo phụ ô giáo hội. làm sao mà thần lại bại dưới tay lũ phàm tục các ngươi? thần không thể nào bại giáo phụ ô giáo hội phát điên kêu lên. mạc phàm sẽ cho hắn thời gian để hiểu rõ vấn đề nằm ở chỗ nào, nhưng không phải kiểu suy nghĩ thư thái như vậy. mạc phàm, để tớ xử lý người này, âm thanh mục bạch từ xa truyền tới cậu muốn giải phẫu cơ thể sống. Mạc Phàm không hiểu hỏi, trên người tên này có tín ngưỡng tà lực. Ừm, nói ra thì rất dài dòng, đợi sau khi trở về thì tớ chậm rãi giải thích cho, còn người này để tớ xử lý đi Mục Bạch nói. Được, nhưng đừng để hắn thoải mái quá Mạc Phàm nói. Yên tâm, hắn sẽ còn thảm hơn bất cứ tên nào, mỗi một người vận dụng tà lực đều tương đương với việc vay với lãi suất cao, qua thời điểm hưởng thụ, muốn chết cũng không chết được, muốn sống cũng không cách nào sống Mục Bạch nói nãy cậu vừa nói tới tín ngưỡng tà lực ừm ừm cậu đúng là làm tớ thức tỉnh sức mạnh của tên này giống như tên bị bệnh thần kinh nào đó mạc phàm nói sau khi trở về rồi nói tiếp được không biết lão triệu ở bên kia xử lý như nào rồi chịu thôi bên cạnh vòng xoáy bên trong một vòng bảo vệ vuông màu vàng triệu mãn duyên lấy nước suối ăn pơ trong vòng tay không gian rồi uống một ngụ mát lạnh lập tức làm tan biến đi cổ họng khô rát nói tiếp làm đàn ông phải vừa dài vừa cứng như tao chị em phụ nữ không thích những loại nhiệt tình như mãnh hộ giống bọn mày thường xuyên một phần năm xung quanh triệu mãn duyên là người mấy đầu mục công đoàn ngạt lang từng người khó chịu như ăn đá bên trong bể phốt ma năng của bọn họ nhanh chóng khô cạn mà không làm người ta bị thương được tu luyện ma pháp hơn nửa đời người cảm thấy như là đang bắn bi đùa rồi một đám đàn ông nhìn qua thì khá ngon nhưng lại chẳng làm ăn được gì làm sao cùng lão nương chơi khụ khụ triệu mãn duyên phát hiện mình quá nhập vai vội vàng sửa lời cuộc tọa đàm ngày hôm nay chấm dứt ở đây ta cho mỗi đứa chúng mày một cái vừa lớn, cứng, lại còn thô. Giơ một tay lên xúc lực, triệu mãn duyên vỗ ma năng thổ hệ xuống mặt đất. Đại địa rung lên, thoáng chốc từng cây nham trụ thô to cứng rắn vụt lên khỏi mặt đất. Vị trí xuất hiện của chúng nó đều là dưới chân những thành viên đầu mục công đoàn ngạt lang. Những đầu mục này vốn đã triển khai ma pháp tới uệ oải, đột nhiên kình thiên trụ dưới chân đồng loạt phóng lên trời cao. Như nào, triệu ba ba cho mười mấy đứa chúng mày cây rắn này đã phục chưa? Triệu mãn duyên nói, không sảng khoái cũng không sao, xuống dưới còn nữa. Tao ở đỉnh triệu mãn duyên vỗ xuống một phát, chờ mười mấy người công đoàn ngạt lăng sau khi rơi xuống, lại như mãnh long va mười mấy nham thạch cự trụ, đưa bọn họ lên cao lần hai. Sau này cứ gọi là triệu đỉnh thiên, nam nữ giết tất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Triệu mãn duyên vừa giải quyết xong những đối thủ kia thì vừa hay mạc phàm cùng mục bạch, cũng đã trở lại vòng xoáy. Nghe được màn độc thoại về đàn ông không ngớt kia, mạc phàm cùng mục bạch tỏ ra không quen biết cái tên thiểu năng này có lúc mạc phàm thật sự tò mò triệu mãn duyên nhị thái tử tiền tài đế quốc trong nước rốt cuộc trải qua tuổi thơ như nào mà để hiện tại nửa câu cũng không bỏ được cái chủ đề này nếu là ở thời cổ đại triệu mãn duyên sẽ như là một tên dâm tặc bốn bể đều biết những giáo đồ ô giáo hội kia đâu mạc phàm hỏi tản đi rồi tớ lấy ong vỏ vẽ đuổi bọn họ đi cũng phát tín hiệu cho kim diệu kỵ sĩ khương bân để hắn xử lý những chuyện còn lại mục bạch nói thế có phải là đã kết thúc rồi không triệu mãn duyên nói với khuôn mặt mệt mỏi không còn kém bao nhiêu đã tìm thấy hung thủ đảo chồi xanh mạc phàm nói sự việc không có đơn giản như vậy đâu mạc phàm mục bạch nói cậu có phát hiện gì sao mạc phàm hỏi vừa nãy tớ có thử những cây thuốc phiện làm tam kiếm ma thản phát điên bên trong có thứ khiến các cậu khá bất ngờ mục bạch nói bên trong có xuân dược à triệu mãn duyên nói cậu câm mẹ cái miệng lại mục bạch giận run người nói điểm chính đi mạc phàm nghiêm túc nói khả năng con hàng triệu mãn duyên này không biết nhưng mạc phàm với tớ thì lại rất quen thuộc cậu có nhớ tai nạn bắc thành với cố đô hạo kiếp hay không nhớ tát lãng đều lấy thứ gì ra để tạo cảnh yêu thiên ma địa không mục bạch nói cuồng lệ chi tuyền phỏng theo địa thánh tuyền trộn lẫn vào trong nước mưa mạc phàm nói cây thuốc viện trong rừng ô lưu đều chứa cuồng lệ chi tuyền âm thanh mục bạch trầm xuống mạc phàm lộ ra vẻ kinh ngạc cuồng lệ chi tuyền là tác phẩm thành danh của tát lãng ở bắc thành vì sao lại xuất hiện ở đảo Crete này? Nói cách khác thì chủ rừng ô lưu có khả năng cao là người của Hắc giáo đình, hay là thủ hạ của Tát Lãng. Mục Bạch, cậu chắc chắn trong hạt thuốc phiện có chứa cùng lệ chi tuyền. Mạc Phàm hỏi. Tớ chắc chắn, sau khi tai nạn ở Cố Đô thì tớ bắt đầu nghiên cứu dược liệu, thực vật, đại khái là nửa năm từ chỗ thúc thúc của tớ. Mục Hạ tìm được hàng mẫu của cuồng lệ chi tuyền, tớ thử tìm hiểu thành phần thì đúng là, có lợi dụng địa thánh tuyền để tạo ra nước rất mạnh mẽ, cùng khí tức thô bạo Mục Bạch nói. Mạc Phàm rơi vào trầm tư, Tát Lãng có thể làm đương kim tử thần, có lựa ảnh hưởng lớn nhất sau Hồng Y Đại Giáo Chủ, công lao lớn nhất là tạo ra cuồng lệ chi tuyền, có thể hòa tan trong nước mưa, gọi ra được bộ lạc yêu ma, đế quốc yêu ma trong phạm vi trăm cây số tấn công thành thị. Cuồng lệ chi tuyền được xem như biểu tượng của Tát Lãng, đến bây giờ thẩm phán hội cũng không biết cuồng lệ chi tuyền từ đâu mà tới, do ai tạo ra, trên tay Tát Lãng có bao nhiêu loại cuồng lệ chi tuyền như này. Giả như có thể sản xuất vô hạn thì tất cả mọi người đều phải đề phòng trời mưa chỉ cần mưa ở một vài thành thị cùng lúc thôi đã là một quốc gia không chịu, nổi được loại áp lực này. Mục Bạch, cậu cảm thấy như nào? Mạc Phàm hỏi, tớ cảm thấy có hai khả năng, thứ nhất là phe phái của Tát Lãng vẫn luôn có ám tuyến ở đảo Crete, càng đang ẩn núp trong công đoàn Ngạt Lang, bọn chúng biết giáo phụ ô giáo hội muốn giáo huấn chủ rừng, cho nên đã bôi cuồng lệ chi tuyển lên những cây thuốc phiện từ trước, làm cho tam kiếm ma thản phát điên không kiểm soát được, tạo ra tai nạn lớn hơn. Thứ hai, khả năng chủ rừng ô lưu là thành viên của Hắc Giáo Đình, là một tên chuyên trồng thực vật có trong thành phần cuồng lệ chi tuyển của Tát Lãng, căn cứ vào bị công đoàn ngạt lang nhìn chằm chằm, thì bất ngờ gây ra thảm án này Mục Bạch nói. Mạc Phàm thấy Mục Bạch phân tích rất có lý, nhất là giả thuyết thứ hai. Nếu khả năng thứ hai đúng, thì cho thấy chủ rừng là một thành viên cực kỳ quan trọng dưới chứng Tát Lãng, bây giờ bọn họ khống chế hắn, chẳng khác nào tìm một bước dài tới Tát Lãng. Chủ rừng đâu, hiện tại hắn ở đâu? Mạc Phàm ý thức được tầm quan trọng của người này, vội vàng hỏi. Trước đó không phải cậu nói là để kim diệu kỵ sĩ Khương Bân Trông. Mục Bạch nói xong câu đó thì lông mày bỗng cao lên, lập tức lấy ra điện thoại của mình, lấy hiệu suất của đoàn kỵ sĩ pa Thơ Nan. Hẳn là 5 phút trước bọn họ đã tới nơi này rồi chứ mới đúng. Cậu thông báo cho kim diệu kỵ sĩ Khương Bân Ư. Mạc Phàm hỏi. Ừ, trở về xem sao. Để triệu mãn duyên ở lại rừng ô lưu, bảo tồn những chứng cứ quý giá kia, mạc phàm cùng mục bạch vô cùng lo lắng tới chỗ kim diệu kỵ sĩ khương bân ở khương bân ở trong tiểu viện độc lập con gái chủ rừng cùng chủ rừng cũng ở đó mục bạch thấy khương bân là một người làm hết chức trách hơn nữa thực lực kim diệu kỵ sĩ không phải bình thường vì thế mà đưa người giao cho khương bân không thể tốt hơn được nữa chỉ là vừa mới bước vào nhà nhỏ thì mùi máu tanh nhẹ nhàng xuất hiện đáng chết mạc phàm cùng mục bạch gần như mắng cùng lúc quả nhiên vừa bước vào trong phòng thì có một người mặc đồ kỵ sĩ ngồi xuống đất hai mắt chừng lên cực hạn không có con ngươi mục bạch vội tới kiểm tra thân thể mạc phàm hóa thành một đoàn ma ảnh tìm cực tốc ở trong phòng nhưng không thấy chủ rừng đâu ngay cả con gái cũng đã biến thành một thi thể an tường khương bân khương bân hắn không chết nhưng con mắt không cách nào phục hồi như cũ mục bạch nói nhỏ không chết sao cũng còn may mẹ nó tại sao chúng ta không nghĩ sớm hơn một chút vất vả mới kiếm được một tên hát giáo đình quan trọng như vậy lại để hắn trốn thoát trước mặt chúng ta tâm tình mạc phàm cũng rất là phức tạp khương bân không chết cũng coi như là vạn hạnh dựa theo phong cách làm việc của hắc giáo đình thì việc để người sống thực sự không dễ dàng huynh đệ xin lỗi nha tại chúng tôi mà anh bị cuốn vào chuyện phiền toái lớn như vậy mạc phàm vỗ vai khương bân khương bân nghe được âm thanh của hai người bọn họ cả người chấn định hơn người bình thường nói lời xin lỗi phải là tôi mới đúng có việc nhỏ như thế mà còn không làm tốt được khương bân xấu hổ nói chúng tôi không nghĩ tới đối phương là người của hắc giáo đình là bộ hạ quan trọng của tát lãng không phải vậy thì cũng không đến nỗi nào đúng rồi khương bân huynh đệ anh có nhìn rõ người mang chủ rừng đi không? Mạc Phàm hỏi. Tất cả sự tình liên quan tới Tát Lãng thì Mạc Phàm đều muốn biết. Cô ta tự nói là Lam Biên Bức Khương Bân nói. Lam Biên Bức ư Mạc Phàm sửng sốt. Là cô ấy. Cô ta nhờ tôi chuyển lời tới Mạc Phàm các hạ. Cô ta với cậu tán gẫu rất vui vẻ ở thương hội đảo Crete, cho nên tha cho tôi một mạng Khương Bân nói, cảm giác nói ra những câu này, thì sự chấn định của một kim diệu kỵ sĩ đã tan rã, thay vào đó là xấu hổ cùng khuất nhục không trốn dung thân. Nội tâm mạc phàm lại nổi sóng lớn. Chẳng trách mà cô ấy lại bảo vệ chủ rừng. Đảo. Crete, một con ngân nguyệt titan tan 110 mét được trở về. Thuyền của Tuos cố ý đi đầu tiên, chuẩn bị đón lấy sự tán dương của mấy chục ngàn người dân đảo Crete. Thế nhưng khi thuyền hoàn toàn ngừng lại thì Tuos có chút không dám tin. Toàn bộ cảng chỉ có một ít chim bồ câu trắng há miệng, không có cảm nhận được khí tức khải hoàn. Trái lại có vẻ ngu xuẩn lúng túng. Lẽ nào mấy người không có đi thông báo sao? Tuos cố ý hỏi kim diệu kỵ sĩ Lucas bên cạnh. Là như này, Tuos tiên sinh, tôi cũng vừa mới nhận được tin tức, đã tìm được hung thủ đảo chồi xanh, là tam kiếm ma thản cao 200 mét. Lucas nhỏ giọng nói, bị tìm thấy. Làm sao mà có khả năng đó, trên thế giới này làm gì có ai tìm nhanh hơn tôi, cự nhân Titan kia bị hỏng đầu rồi, tự nhiên lại chạy tới quân đội đầu thú. Tuos tỏ rõ vẻ ngạc nhiên, cũng mang theo vài phần tức giận. Hình như là, mạc phàm các hạ cùng hai vị bằng hữu, Hiện tại đã có pháp sư tín ngưỡng điện chạy tới đảo Crete, bao gồm cả đại hiền giả Valentine cũng sẽ đích thân tới đây, Lucas nói. "Bọn chúng ư?" Đám khỉ châu Á kêu không ngớt kia, Tours lại càng khó mà tin được. Mặc kệ là như nào thì chúng ta cũng phải mau tới bộ chỉ huy. Giết một ngân nguyệt cự nhân Titan mà không có ai tới nghênh đón, Lucas cảm thấy không thích hợp lắm, quả nhiên thật sự hung thủ đảo chồi xanh đã bị bắt, tin là toàn bộ người dân đảo Crete cũng khá khiếp sợ. Mạc Phàm các hạ, lúc trước lãnh tước rơi vào tay ngài chúng tôi trước sau còn mang theo hoài nghi nhưng có thể trong thời gian ngắn ngủi làm rõ toàn bộ chuyện phức tạp như vậy so với chúng tôi đi lùng bắt hung phạm ngay cả tôi cũng bắt đầu bội phục ngài rồi đại hiền giả valentine không keo kiệt từ ngữ mà khen ngợi âm thanh hay như tiếng ca không thể nói là phức tạp là mấy người truyền bá thánh âm của mình cho toàn thế giới cũng phải để ý tới dưới chân này xem có phải chút gốc dễ có thối nát hay không mạc phàm nói mạc phàm nói câu này để một đám người nhíu mày làm sao thuận thế giáo huấn cả đại hiền giả, tuy địa vị thánh nữ cao hơn đại hiền giả, nhưng đại hiền giả vẫn luôn là giáo viên, là trưởng bối của thánh nữ, cho mấy người thêm mấy lá gan cũng không dám nói chuyện với đại hiền giả như vậy. Đây cũng là điều bất đắc dĩ trong pa thơ nan thần miếu của chúng tôi, chúng tôi không tham dự vào quân. Đương nhiên nói như vậy cũng là lẩn tránh trách nhiệm, chung quy là chúng tôi xử lý u ác tính công đoàn ngạt lang quá mức thư giãn, mới gây nên sai lầm lớn như hiện tại. Và lên tin tôi có thể đảm bảo với tất cả mọi người, cảnh nội hy lạp sẽ tuyệt đối không xuất hiện bất kỳ một tổ chức ngạt lang nào nữa kính xin mặc phàm các hạ giám sát nếu trong thời gian valentine tôi tại vị còn xảy ra chuyện tương tự xin mặc phàm các hạ tùy ý trách phạt đại hiền giả valentine khí phách phi phàm nói nói những lời như vậy trong bộ chỉ huy rõ ràng là đại hiền giả valentine đang nói những lời thật lòng chỉ là để một người có bối cảnh thấp lại không có chức vị làm người giám sát thực sự là khiến người ta mở rộng tầm mắt này không phải là cho mặc phàm vô thượng quyền lực sao tương đương với điện mẫu chúng tôi hơi mệt một chút, trước hết về ba thơ nan thần miếu, chứng cứ cùng tư liệu đã đưa hết cho mấy người, còn công bố kết quả với công chúng như nào thì mấy người làm mạc phàm nói. Nói xong câu này thì vừa hay tua dẫn đám người tới muộn, mặt tái xanh, dùng tiếng nói kỳ lạ để hỏi Valentine. Sau khi có đáp án, Tuas trực tiếp biến thành phụ nữ đanh đá không nói lý, kiên quyết yêu cầu kiểm chứng một lần nữa, cảm thấy mạc phàm dở trò bịp bợm. Tuas bỗng nhiên âm thanh Valentine trở nên nghiêm lệ, mọi người rất nhiều lúc có thái độ dung túng với Tours. Trước đó Valentine còn dùng ngữ khí nhu hòa như một trưởng bối hiền lành. Nhưng tất cả những thứ này, để Tours có thể phá giải sự kiện đảo trồi xanh gây áp lực lớn cho pa Thơ Nan Thần Miếu. Pa Thơ Nan Thần Miếu cần đó là sự tín nhiệm của người dân, ở ngay bản thổ xảy ra thảm án. Chậm chạp không bàn giao sẽ chỉ làm pa Thơ Nan mất đi uy tín, trên toàn thế giới theo năm tháng. Mạc Phàm tìm ra đáp án để pa Thơ Nan Thần Miếu rất tức giận, đồng thời cũng để pa Thơ Nan Thần Miếu thở phào nhẹ nhõm đối với Paternan thần miếu lên tiếng phê phán, thì rất nhanh công đoàn ngạt lang sẽ bị tập thể thảo phạt. Paternan thần miếu sẽ đi đầu tổ chức một đại đội diệt cướp, kêu gọi tổ chức ma pháp trên toàn thế giới gia nhập. Vì thế mà không còn kết thúc bằng Paternan thần miếu vô năng, mà là Paternan thần miếu anh minh thần võ tiêu diệt rất nhiều phân hội công đoàn ngạt lang, vẽ nên một chấm tròn viên mãn, xem như là mặc phàm giúp Paternan độ một tiểu kiếp. Tuas thì làm cái gì? Giết được mỗi hai con ngân nguyệt titan. Nếu mà cần thì bọn họ phái một trong 12 kỵ sĩ là được rồi. Giết hai cự nhân Titan dù đã không gây ảnh hưởng gì, cũng không cứu vãn được gì. Quan trọng nhất là Mạc Phàm đưa công lao của cho Pather nan thần miếu bọn họ. Cái này cũng thuận thế thu phục cư dân đảo Crete vốn trước đó không tin bọn họ. Thần Quang rốt cuộc chiếu trên đất Hy Lạp không bóng tối cùng góc chết. Tuas, sau này cậu nên nói chuyện khách khí với Mạc Phàm các hạ một chút. Cậu là thành viên cổ lão gia tộc của Pather nan thần miếu chúng tôi, hẳn là nên khiêm tốn càng phải tôn kính với người có công với Pa Thơ Nan thần miếu. Mặt khác, thấy cậu mạo phạm thánh nữ trong nghi thức tuyết tiết, thì bắt đầu từ ngày hôm nay đóng quân ở đảo Crete, cố gắng mài dũa dính nóng nảy của tuổi trẻ đi, cũng dùng hành động thực tế mà giành lấy công lao. Poison Valentine không chút khách khi nói với Tuas, có thuộc hạ Poison, lập tức hành lễ cố gắng quản tốt cháu ngoại hy vọng lần gặp mặt lần sau thấy hắn, sẽ ưu tú, mà lại nội liễm như mặc phàm các hạ ngữ khí của đại hiền giả Valentin tăng thêm. Tuas nghe được câu này thì toàn thân có chút phát điên. Mới đầu bước vào Paternan thần miếu thì ai nấy cũng nhượng bộ ba phần với hắn, hiện tại lại có ý đẩy hắn tới biên cương để lấy công chuộc tội. Oán giận tích tụ trong người Tuas như muốn bạo phát, Poison lập tức nhấn bả vai Tuas xuống, dùng thanh âm mà chỉ có hai người nghe thấy. Nếu như cháu dám mạo phạm đại hiền giả Valentine ở đây, vậy cháu cùng cả gia tộc Tuas hẳn là muốn xóa tên khỏi Paternan thần miếu. Valentine có thể tiếp nhận được chức vị của Meoler, không phải mê lơ phạm phải lỗi lầm mà mê lơ biết rõ khó giữ được chức vị cho nên trong sự kiện kia bí quá hóa liều rốt cuộc thì tua cũng đè nén được nội tâm cáo kỉnh của mình xuống cuối cùng hướng tất cả oán niệm về phía mạc phàm xưa nay tua chưa từng nghĩ là sẽ thất bại trong tranh tài liên quan tới cự nhân titan nhất định là người này đã sử dụng âm mưu quỷ kế gì mạc phàm không thèm để ý tới tên não tàn này đối với lời phán phạt này của valentine cũng đã đủ làm mạc phàm hài lòng đường ven biển Duran vẫn luôn là khu giao chiến, cự nhân Titan sẽ liên tục xuất hiện ở đường chân trời. Tuos là một chuyên gia bị đầy ải biên cương, hắn sẽ có rất nhiều thời gian để mà hối hận vì sự ngang ngược vô lễ cùng nóng tính khi còn trẻ. Về phần mạc phàm đương nhiên là đắc ý trở về Paternan thần miếu, giúp tâm hạ giải quyết một vấn đề lớn như vậy, chẳng lẽ tâm hạ lại không dùng thân thể mềm mại thơm tho để mời mình sơi. Nói chung là mạc phàm đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc ba ngày ba đêm không xuống giường, rồi bay trở về Athens, Mạc Phàm phấn khởi chạy tới thần nữ điện, hiếm thấy toàn bộ thần nữ điện mắt nhắm mắt mở, để Mạc Phàm chuồn êm tới chỗ tâm hạ, không còn là lén lút. Loại cảm giác có thể lăn ga trải giường thoải mái ở thần nữ điện, còn sảng khoái hơn cả tua mời người ta khiêu vũ một bài. Mạc Phàm ngẩng đầu mà bước, chưa thấy tâm hạ đâu mà Mạc Phàm cảm thấy cứng rồi, rất nhiều lần không có cơ hội làm chuyện kia, mấy ngày nay tận hưởng là được rồi. Anh Mạc Phàm, người ta không nghĩ tới anh nhanh như vậy đã từ đảo Crete trở về nếu như nói trước với em mấy ngày trước thì em đã dùng thuốc chậm lại tám hạ tỏ rõ vẻ tiểu oan ức nhìn thấy vẻ mặt mạc phàm ức tới mức muốn nổ tung oan ức muốn chảy nước mắt mạc phàm thương tiếc vội vàng dỗ dành không trách em không trách em chuyện như vậy khó mà đoán trước được mạc phàm nói ừm dạ tâm hạ gật đầu nằm trên ngực mạc phàm đối với tâm hạ thì điều này cũng tính là thoải mái Người mùi hương nhàn nhạt trên người tâm hạ mạc phàm lại nhớ những chuyện kia là như này, tâm hạ, khi thực làm việc đó nửa vời ở chỗ đó, làm sao để nói với em nhỉ? Anh cho em xem video ngắn về đảo quốc, năng lực học tập của em nhanh như vậy, hẳn là rất nhanh sẽ học được Mạc phàm nói thành khẩn với tâm hạ. Tâm hạ không phải sống ở thời cổ đại, tùy tiện search blog cũng biết mặc phàm đang nói cái gì. Gò má trắng nõn là lập tức biến thành màu đỏ, lần đầu ăn trái cấm với Mạc phàm thì tâm hạ cũng không có căng thẳng như bây giờ, dù sao so với cái kia thì cái này càng mất mặt càng khó làm hơn nhưng mà cân nhắc tới anh mặc phản khổ cực ở đảo Crete, cho thơ Nan thần miếu các loại công lao, cơ hội hiếm có như thế làm sao để anh ấy hậm hực ôm hận được. Video chúng mình không cần xem để em thử. Âm thanh của tâm hạ nhỏ dần, cuối cùng chỉ có tâm hạ nghe thấy được. Tự mình tìm hiểu, được, vậy tự chúng ta tìm tỏi mạc phàm vội vàng gật đầu. Em có chút hơi sốt sắng, anh mặc phàm, có thể tắt đèn đi được không? Tâm hạ hỏi, tắt đèn thì còn gì là kích thích nữa, anh thích nhìn em là mạc phàm nói. Cái đó trước tiên cứ tắt đèn một chút, tới quá trình làm lại bật lên. Tâm hạ hỏi. Được. Tắt đèn đi, không gian xung quanh đen kịt, chỉ có ánh sao yếu ớt bên ngoài soi dọi vào bên trong màn che mỏng manh, chậm chậm phát họa ra thứ đó, cùng một người đang cởi váy ra, tóc như thác nước chậm chậm xóa vào thân thể mềm mại của mỹ nhân. Vào lúc này dùng năng lực dạ nhãn của ám ảnh hệ thì không hay, mạc phàm lại không não tàn như thế, vì thế mà quyết định, như người bình thường hưởng thụ phần mông lung cùng kiều diễm sau khi tắt đèn nằm xuống, Mạc Phàm hơi nhắm mắt lại, bình tĩnh tràn ngập chờ mong. Vừa nghĩ tới cặp thỏ mềm mại căng của Tâm Hạ cọ vào chỗ nhạy cảm nhất của mình, Mạc Phàm kích thích muốn khóc. Mình đã nhìn chúng lớn lên qua từng ngày, các loại đu đủ, bò sữa, cũng không có việc gì thì đi xoa bóp, lớn đến hiện tại cũng không thể không kể công của mình gặt gái thành quả, ngày hôm nay gặt hái thành quả. Á, à, Mạc Phàm cảm thấy như điện giật toàn thân, tê dại không ngừng phát ra từ chỗ then chốt, không phải cảm giác bị kẹp từ hai bên trái phải, mà là ướt át mang theo nhiệt lượng lại còn có sức hút ôi trời ơi tâm hạ em hiểu sai ý của anh rồi anh muốn chính là không sao anh muốn cái này chẳng trách cổ nhân lại yêu thích hàm xúc hàm xúc là có thu hoạch ngoài ý muốn thực sự là một buổi sáng sớm không khí trong lành mạc phàm ngừng đầu rời khỏi thần nữ điện giả như mạc phàm có một cuốn sách nhỏ thì thời khắc bước ra khỏi thánh nữ điện thì trọng mục thành tựu nhân sinh lại có thêm một dấu tích trong hạng mục quan trọng không biết tại sao càng nhiều dấu tích thì cứ như một người đàn ông tản mát ra khí, tức toàn thân là một loại tự tin đi không sợ đi khắp thiên hạ. Nhắc tới cũng tình cờ. Thánh nữ điện có ba vị thánh nữ, lúc Mạc Phàm đi ra khỏi chỗ của tâm hạ, vừa hay thấy Asa Korea, mặc trang phục cùng trang điểm như nữ thần hạ Phàm đi tới từ bên trái, mị nhãn bất luận có thu hút, như nào đi nữa thì Mạc Phàm đều biểu hiện phần chắc chắn đã quen mặt. Mà ở bên phải Mạc Phàm là nữ bạch vô thường Isisa đang đi tới hướng này, không tiên thiên như Asa Korea toàn thân lộ ra nghiêm nghị như băng thiết, cao quý hơn như kim cương vậy. Đại khái thời gian thánh nữ làm việc và nghỉ ngơi đều rất chuẩn. Mấy ngày nghỉ thì tâm hạ không làm việc, còn mặc phàm nganh ngang đi ra từ thánh nữ điện của tâm hạ. Ba người gặp mặt nhau ở một điểm, trên con đường này chỉ có mỗi mặc phàm đi một mình. Thế nhưng Isisa cùng Asakorio thì khác, bên cạnh đều là một đám người, rất nhiều người bên hai phe cứ như đèn xanh đèn đỏ đối lập nhau. Đi tới nữ thần đại điện mà nói chỉ có một, chính là mặc phàm ở phía trước đường không rộng, khẳng định chỉ đủ cho một người đi qua. chuyện này khẳng định sẽ có một đội đi sau. đường thần nữ điện cũng chỉ có một. ba thơ nan thần miếu thiết kế ra con đường đi tới thần nữ đại điện là biết ai sẽ là người đi trước. asakorier hay là Isisa? có thể thấy là Isisa không nhường asakorier, mà asakorier cũng không cúi đầu nhường đường. a, à, mấy người thực sự quá khách khí. biết tôi vội vã đi ăn tiểu long bao hàng châu mặc phàm bắt chuyện với hai bên, không hề dừng lại giữa trận chiến của hai thánh nữ bày ra phần khách khí giữa lãnh đạo cùng hai nữ thuộc hạ bên người, không cần tiễn, không cần tiễn. Isisa cùng Asakoria còn bận lườm nhau, nào có biết Mạc Phàm đạp tới trước tiên, hai người căn bản không coi Mạc Phàm là một chuyện. Nhìn bóng lưng cái tên hung hăng này, Isisa cùng Asakoria không chịu được mà mắng nhỏ một câu. Cho nên nói đàn ông trải sự đời rất là quan trọng. Hiện tại Mạc Phàm chính là tự tin như thế. Sự việc liên quan tới đảo Crete, Mạc Phàm chỉ báo lại cho pa Thơ nan về công đoàn Ngạt Lang, còn về thành viên Hắc giáo đình, nói thẳng ra pha thơ nan thần miếu có thể tra ra được thì đó là bản lĩnh của bọn họ. Mạc Phàm không phải rất đồng ý đem manh mối quan trọng nói cho Pa thơ nan thần miếu. Có trời mới biết được trong pha thơ nan thần miếu có người của Hắc giáo đình ẩn núp hay không. Sự việc liên quan tới Hắc giáo đình thì càng ít người biết càng tốt, hành động mới không bị mưu hại. Vì thế mà chuyện của Hắc giáo đình thì chúng ta không có nói với bất kỳ ai. Mục Bạch không hiểu cách làm của Mạc Phàm. Tâm tư của Pa Thơ Nan Thần Miếu không phải là tiêu diệt Hắc Giáo Đình, bọn họ chỉ để ý tới thần quang của mình lan rộng ra bao xa nếu mà nói cho bọn họ thì cũng chưa chắc đã có cách huống hồ bọn họ xuất kích thì thật sự sẽ thành công sao thậm chí bọn họ còn không biết hắc giáo đình nghênh ngang trồng thuốc phiện có chứa cùng lệ trên mảnh đất mà bọn họ quản lý mạc phàm nói nhớ lúc đầu chúng ta đối phó lãnh tước thì ngay cả thỉnh cầu thẩm phán hội cũng không dám chỉ sợ manh mối vất và kiếm được lại bị chặt mất cơ sở ngầm của hắc giáo đình cùng kẻ ẩn núp có thể xuất hiện ở vị trí then chốt mà sự thật đã chứng minh là chúng ta đã làm chính xác một đường truy xét tới hồng y giáo chủ triệu mãn duyên nói đối phó với hắc giáo đình thì triệu mãn duyên cũng có chút kinh nghiệm cái đáng sợ nhất của hắc giáo đình là thẩm thấu muốn động tới bọn chúng thì không được để hở tiếng động chuyện này tớ chỉ có nói qua với tâm hạ một thoáng cũng nói em ấy không cần nói với bất kỳ ai ở pa thơ nan thần miếu mục bạch nếu cậu có thể khẳng định nhan thu là người của hắc giáo đình đồng thời có chức vị cực cao thì lần này chúng ta có hy vọng tìm ra tát lãng mạc phàm nói không thể nào, chúng ta thật sự tìm tát lãng sao. Triệu mãn duyên có chút hoảng nói. Đương nhiên rồi Mục Bạch cùng Mạc Phàm đồng thanh nói, đối với chuyện này thì bọn họ rất kiên định. Lão Triệu, cậu không biết manh mối tìm được cao tầng như tát lãng quan trọng bao nhiêu, hiếm thấy như nào. Cố đô hạo kiếp lúc trước, thì các cao tầng không tiếc chọn đoạn đầu đài cũng phải tiêu diệt triệt để tát lãng. Đáng tiếc là vì để mọt triệu người trong thành có thể sống, thì đã để tát lãng chạy trốn. Đó là một lần duy nhất, trong mười mấy, mấy năm qua thẩm phán hội lại gần được một bộ mặt thật của Tát Lãng, nhưng từ sau vụ kia thì Tát Lãng lại như u linh tiêu tan, căn bản không ai tỉnh được. Tát Lãng chuyên dùng cuồng lệ chi tuyền, loại này sau khi hòa vào nước mưa rơi xuống phạm vi mấy trăm cây số, yêu ma xung quanh như phát điên tấn công thành thị. Tát Lãng có thể tạo ra cố đô hạo kiếp thì cũng có thể tạo ra cái thứ hai, thứ ba. Mà từ suy đoán của chúng ta sở dĩ Tát Lãng không hành động nhiều như vậy cũng không phải là vì nhân từ, à muốn chậu vàng rửa tay rất có khả năng quá trình tạo ra cuồng lệ chi tuyển rất dài Mạc Phàm nói. Mục Bạch gật đầu, nói tiếp với Mạc Phàm, tớ đã tiến hành phân tích những cây thuốc phiện có cuồng lệ chi tuyển, phát hiện chúng nó phát triển chậm hơn những cây thuốc phiện bình thường gấp mấy lần. Những lần hành động sau, thì có thể tát lãng sẽ quyết định phối chế cuồng lệ chi tuyển thế nào cho tốt. Những thi thể mục nát ở đảo Lục Nha thì cậu cũng thấy rồi đó, chất đống ở đáy biển. Nhưng cậu có nghĩ tới không, nếu như lần hành động sau của tát lãng, lại tạo khủng bố to lớn gấp mấy chục lần đảo lục nha. Giáo phụ ô giáo hội trước mặt tát lãng quả thực là đứa trẻ cầm bùn. Được rồi chúng ta vì cứu thế giới mà bôn ba khắp nơi. Thế nhưng hiện tại không phải chúng ta không có manh mối sao, làm biên bức cứu tên kia rồi, chúng ta phải làm sao mới biết được kế hoạch tiếp theo của hắc giáo đình. Triệu mãn duyên cười khổ. Cậu không nhớ tới lúc trước Harper cũng tham gia trồng thuốc phiện, còn bốc phép giúp chúng ta chọn ra mấy vị trí, mà cự nhân Titan có khả năng xuất hiện. Mục Bạch nói. Nhớ, nhưng cậu ta chết rồi không thể nào, Harper cũng là người của Hắc giáo đình. Đột nhiên Triệu Mãn Duyên kêu lên, "Cậu ta không phải, nhưng cậu ta biết chủ rừng trồng thuốc phiện, hơn nữa còn hiểu rõ cây thuốc phiện, hẳn là biết chủ rừng có bí mật không muốn cho ai biết. Thời điểm rời khỏi đảo Crete, tớ có lục qua di vật của Harper thì không thể không nói cậu ta chính là một quý nhân của chúng ta, tuy rằng Harper đã chết nhưng lại giúp chúng ta rất nhiều mục bạch nói." Di vật của Harper, tớ lại cảm thấy 89 phần là một đống đồ liên quan tới tình dục triệu mãn duyên nói. Khi cậu ta nói chuyện phiếm với tớ, cậu ta kỳ thực còn muốn làm tác giả, viết sách làm nông trong sinh hoạt hàng ngày Mạc Phàm nói. Cậu ta ư, làm tác giả, triệu mãn duyên xem thường. Cậu ta là người mới, hẳn là lên internet xem hướng dẫn, cho nên chuyển dần từ viết nhật ký sang viết văn. Mục Bạch lấy hai ba cuốn sách từ trong vòng tay không gian, bên trong có viết rất nhiều chữ. Triệu mãn duyên sửng sốt, không nghĩ tới cái tên bám váy đàn bà còn có loại tình cảm này cậu ta viết chính mình giao du với con gái chủ rừng, bao gồm cả nghi hoặc khi chủ rừng trồng cây thuốc phiện mục bạch nói tiếp. Có viết tới phương diện kia không? Nếu có thì đến phần kích thích thì đưa cho tớ đọc triệu mãn duyên, nâng gờ lên lông mày. Trên mặt mục bạch lộ ra vẻ mấy phần lúng túng. Trải qua phiên dịch, mục bạch cũng coi như là thông thiên, thực tế có ghi là làm sao dụ dỗ con gái chủ rừng tới dụng đồng, cũng ghi lại rất cẩn thận giữa hai người dưới điền nguyệt các giảng đảo ký. Lúc mục bạch xem thì muốn tin là Harper chỉ ghi lại lịch lộ phong lưu của mình, mà không phải là hôn đúc tình cảm. Cũng nhờ những cuốn nhật ký không biết xấu hổ này của Harper, trong đó còn nhắc tới con gái chủ rừng hoài nghi người cha của mình có phụ nữ, ở bên ngoài. Harper biết tới chủ rừng khi trồng cây thuốc phiện, hơn nữa từ góc độ chuyên nghiệp của cậu ta, thì chủ rừng còn có những rừng cây thuốc phiện to hơn. Harper cảm thấy rất buồn cười, bởi vì con gái chủ rừng cũng không biết cha mình không làm bừa bên ngoài, mà đang tính tới chuyện làm ăn to lớn hơn mục bạch nói. Vì thế mà con gái chủ rừng chết. Hắc giáo đình sợ cô con gái này tiết lộ một ít thông tin không nên tiết lộ. Triệu mãn duyên nói. Ừm, kỳ thực Harper còn thông minh hơn những gì chúng ta tưởng tượng. Chủ rừng cũng không ý thức được ngụy trang hoa lệ của hắn bị một công nhân lười biếng nhìn thấu. Nhưng tiếc là Harper không biết chủ rừng phục vụ cho Hắc giáo đình Mạc Phàm nói. Trong nhật ký của Harper, viết ra suy nghĩ cẩn thận của cậu ta với việc chủ rừng trồng cây thuốc phiện. Ở một nơi khác, chủ rừng thường tới đó, ánh mặt trời, độ ẩm, khí hậu, địa chất đều hoàn mỹ để trồng cây thuốc viện. Truy cập halazi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tát lãng chắc chắn sẽ không ngoài danh ẩn tích, à ta sẽ nhất định chờ những cây thuốc viện thu hoạch được, chúng ta tìm tới chỗ mà chủ rừng trồng thuốc viện khác, thì cũng cách tát lãng không xa mặc phàm nói. Đây chính là manh mối khá quan trọng, chúng ta giao cho thánh tài viện hoặc thẩm phán hội, để bọn họ tận diệt thì chúng ta không cần thiết phải làm chứ. Triệu Mãn Duyên nói thánh tài viện cũng ngu đến mức để lãnh tước trốn ra từ ngục giam cậu thật sự tin vào bọn họ đấy à đúng là thẩm phán hội trung quốc của chúng ta có quyết tâm lớn đấy nhưng người của thẩm phán hội khó mà hoạt động được ở nước ngoài những quốc gia khác không đồng ý cho loại tổ chức như thẩm phán hội được hoạt động trên địa bàn của họ mạc phàm nói vậy ý của cậu là tự dựa vào bản thân chúng ta triệu mãn duyên khóc không ra nước mắt nói quá trình truy tra thì buộc chúng ta phải tự mình làm không phải vậy có kiếm được manh mối thì cũng bị người của hắc giáo đình cắt đứt ngay lập tức vì để bảo mật cùng bảo vệ thông tin cao tầng, mà chuyện tàn nhẫn gì bọn chúng cũng làm được, giảng đạo lý thì tớ cũng muốn không liên lụy tới nhiều người mạc phàm nói. Đúng vậy Kim Diệu kỵ sĩ Khương Bân hắn mù hai mắt, nếu như ngay cả người có cấp bậc như vậy, cũng không ngăn nổi độc thủ của hắc giáo đình, chúng ta có thể hy vọng vào cấp bậc nào để bình an vô sự. Mục Bạch thở dài nói, chuyện này Mục Bạch vẫn tự trách bản thân, nếu biết sớm hắc giáo đình, giờ trò bên trong thì cũng không tới nỗi để Kim Diệu kỵ sĩ Khương Bân suýt chút nữa dính phải họa sát thân. Ba người chúng ta cũng không phải là không được, chỉ là cảm giác trong lòng không được chắc chắn lại nói. Chúng ta không thể chuyên tâm cùng Linh Linh, tương thiếu như đi tìm đồ đằng sao. Triệu Mãn Duyên nói, luôn cảm thấy là đi tìm đồ đằng vẫn an toàn hơn. Sự kiện lãnh tức lần trước đã khắc sâu vào trong tâm trí của Triệu Mãn Duyên. Loại kia như đi trên lớp băng mỏng, cảm giác vừa lo lắng vừa phải đề phòng, thật sự không muốn trải qua lần nữa chút nào. Linh Linh cùng tương thiếu như còn đang tìm manh mối, tạm thời cũng không có tin gì chính xác về đồ đằng mới, tiện đây cũng đừng nói gì với hai người bọn họ mặc phàm nói. Đối phó với hắc giáo đình tuyệt đối không phải là, thứ có thể khái quát bằng hai chữ hung hiểm, bất luận linh linh thông minh như nào, Mạc phàm cũng không muốn linh linh bị người của hắc giáo đình nhìn chằm chằm. Trước khi quyết định tranh đấu đến cùng với hắc giáo đình, Mạc phàm lúc nào cũng chuẩn bị tâm lý sẵn sàng biến thành hứa chiêu đình thứ hai. Wow, vì thế cái mạng của triệu mãn duyên tớ khá tiện có đúng không? Các cậu cũng có thể không nói cho tớ, tớ cũng không có quyết tâm muốn tham gia, tớ với Hark Pro một lòng là một tác giả, là một tác giả muốn viết thì viết, không muốn viết là không muốn viết, không phải chó gõ chữ mỗi ngày đều bị hối trương thì mãi mãi, cũng không ghi xong câu chữ triệu mãn duyên nói. Nhổ nước bọt xong, triệu mãn duyên để ý mạc phàm cùng mục bạch nhìn mình, điều này để toàn thân triệu mãn duyên cảm thấy không thoải mái, cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi mắng, được rồi, tớ tham gia tuy rằng tớ với hắc giáo đình không có cái gì gọi là khổ đại thủ thâm, nhưng các cậu không có triệu ba ba tớ đây, thì tớ sợ chưa tới một phần 10 tiếng đã bị hắc giáo đình chặt. Trên đường đi dẫm người tán gái ít đi, làm nền cho hai cậu, khẳng định cũng không mùi không vị. Mạc Phàm còn không hiểu con hàng triệu mãn duyên này sao, rất nhiều lúc như một người phụ nữ, ngoài miệng nói không muốn như cơ thể lại rất thành thật. Vì thế mà dù Mạc Phàm cùng Mục Bạch nói triệu mãn duyên cút ra xa một chút, đừng có cuốn vào trong thị phi này, thì triệu mãn duyên sẽ không đồng ý. Đúng rồi, còn một việc mạc phàm cậu đi tìm nhân tình của mình rồi tìm hiểu một chút lần trước nhờ có lời nhắc nhở cô ấy tớ mới ý thức được quỷ tể trà trộn vào bên trong thành viên ô giáo hội mục bạch nói với mạc phàm nhân tình của tớ đừng có ăn nói tầm bậy tớ với asa Korea là hữu nghị thuần khiết mạc phàm nói mục bạch với triệu mãn duyên làm sao mà tin được asa Korea muốn hoạt động về phương diện kia với mạc phàm người ta là một thánh nữ thì dựa vào cái gì mà giúp đỡ mạc phàm nói dễ nghe thì như kiểu giao địch đôi bên cùng có lợi nhưng mục bạch cùng triệu mãn duyên đều không cảm thấy mạc phàm trợ giúp người ta còn asakoria lại đưa tới những tình báo quan trọng tớ coi hai người là ai mà biết được lại diễn sinh ra tình hữu nghị triệu mãn duyên giả vờ kinh ngạc nói ném cậu ra thái bình dương bây giờ tớ ở chung với hai đứa con gái mà còn không thèm đụng vào một sợi tóc của bọn họ cái quan trọng nhất của đàn ông là biết kiềm chế có hiểu hay không mạc phàm mắng đó là do cậu sợ thôi cái con chó này Trước tiên cậu đi ăn tiểu hồ ly Asa sau đó trở về Thượng Hải hút chim Hoàng Yến nuôi trong phòng trọ. Đàn ông hào hiệp, phụ lòng người khác chính là tội lỗi lớn nhất triệu mãn duyên nói. Hai cái tên ngu ngốc này, đừng có nói lớn, làm tớ quên luôn vừa nãy nói tới chỗ nào rồi. Im đi đồ lục trà nam trai tân mặc phàm cùng triệu mãn duyên đồng thanh. Mục bạch không tự chủ mà co giật. Bình thường mục bạch đã không chịu được hai người này gọi mình là lục trà nam. Cấp 2, cấp 3 xác thực không có điểm lợi hại, nhưng cũng không đến nỗi bị bọn họ nói như hiện tại nhưng lục trà nam là cái quái gì vậy nhiều hơn một chữ làm cho lòng tự ái của mục bạch chịu tổn thương gấp mấy vạn lần không cần liều mạng với hắc giáo đình ngày hôm nay mục bạch phải xé xác hai con tiện nhân này nếu đã muốn truy cha thì ba người bọn họ cần phải đổi thân phận hắc giáo đình xưa nay sẽ không thiết lập đại bản doanh ở ngọn núi xa xôi làm đạo tặc trong hẻm núi bọn chúng ẩn nấp trong từng giai cấp xã hội trước khi thân phận bị bại lộ thì bọn họ không khác gì người bình thường người làm ăn, thành phần có tri thức, chức quan văn ma pháp sư, quan chức, dân chúng bình thường. Nhưng lần này chủ rừng không đặt nơi trồng cây thuốc phiện mà không một ai biết, đặt ở châu Mỹ, nơi có trường đại học rất nổi tiếng. Con gái chủ rừng khóc lóc với Harper là do hoài nghi cha của mình, bao nuôi một nữ sinh viên đại học danh giáo. Ở trong trường học tạo ra cùng lệ chi tuyển, nếu không có cuốn nhật ký của Harper, thì cả thẩm phán hội cùng thẩm phán hội có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Là như này, lấy tình huống làm sinh viên trao đổi cho cả ba đứa tới trường đại học kia, thì cũng không phải là không được, nhưng đột nhiên lại đưa ra đề nghị cho bên phía bọn họ, khó tránh được sẽ có người hoài nghi tiêu viện trưởng nói. Cũng không có cách nào khác để bọn em hòa vào hoàn cảnh kia một cách tự nhiên sao? Mạc Phàm nói, đừng nóng vội, để ta hỏi qua quốc phủ bên kia, đại học châu Âu bên kia có hội giao lưu đạo sư. Nói trắng ra là đạo sư từ đại tuyết sẽ tới đại học chúng ta mấy tháng, chúng ta cũng sẽ phái đạo sư sang bên đó học tập tiêu viện trưởng nói. Làm giáo viên, mạc phàm trợn to hai mắt đúng ta vẫn nhớ cho ở minh châu học phụ có giấy chứng nhận tư cách làm đạo sư lần trước làm không phải là rất tốt sao tiêu viện trưởng nói ây vậy cũng được mạc phàm lúng túng nói giả như ba đứa lấy thân phận học sinh thì phương diện thực lực rất là khắc chế một khi dùng thực lực mạnh sẽ bại lộ nếu như là dùng thân phận đạo sư thì rõ ràng lại tự nhiên hơn nhiều có thể không giấu đi thực lực mà đạo sư cũng có nhiều quyền hạn hơn học sinh lúc này có thể tra được những thứ mà mấy đứa muốn cha tiêu viện trưởng nói mạc phàm gật đầu đi đại học làm giáo viên chỉ tưởng tượng thôi đã thấy kích thích thánh học phụ oro tọa lạc ở một nơi có thể nói là hoang vu nằm cách san diego 150 cây số một mực học phụ có vị trí hẻo lánh như vậy nhưng người vượt núi băng đèo tới đây để học không ngớt mấy năm gần đây có thể chèn ép tự do thần điện học phủ một bậc mơ hồ trở thành đại học ma pháp chứ danh nhất châu mỹ phía tây thánh học phụ oro là thái bình dương minh mông cách nhau cũng chỉ có mười mấy cây số, khoảng cách này cũng không phải là dãy núi khúc khuỷu cùng vách núi hiểm trở, mà là bãi cát trắng tinh. Từ ven biển tới thánh học phụ, Oro, toàn bộ đều là cát trắng, như là một sa mạc thánh linh tinh khiết, hầu như là tất cả người châu Mỹ đều ngóng trông bãi biển thánh linh này, tịnh hóa tâm hồn. Mà ở phía đông chính là núi Andes. Núi Andes khá giống tần lĩnh ở Trung Quốc, dường như là một ranh giới địa thế, ngăn cách khí hậu Thái Bình Dương ở mặt núi bên này. Mặt bên khác thì mưa tuần hoàn tạo nên bốn mùa rõ ràng, chính là loại khí hậu đặc thù, như này có thể để cho cây thuốc phiện cuồng lệ có thể tùy ý sinh trưởng, nhưng dãy núi Andes lại dài hơn tần lĩnh gấp 5-6 lần, là dãy núi dài nhất trên thế giới, khu vực có khí hậu thích hợp chỉ có mấy trăm mét, vấn đề là mấy trăm cây số núi Andes đều phức tạp như nhau, muốn tìm được cây thuốc phiện lại như màu kim đáy bể. Bên trái là biển, là đường ven biển cùng bãi cát trắng. Bên phải là núi, vừa dài vừa có địa thế phức tạp. Thánh học phụ Oros sở một tình cảnh hùng vĩ như vậy, sức ảnh hưởng ở châu Mỹ cũng khá kinh người, ngay cả hiệp hội ma pháp tự do thản điện châu Mỹ trước mặt thánh học phụ Oros cũng phải bày ra tư thái khiêm tốn. Mạc Phàm là một người khá kém về mặt địa lý, Mục Bạch cùng Triệu Mãn Duyên đã sớm nghe qua thánh học phụ Oros, nếu là Mạc Phàm thì lần đầu tiên nghe qua cái tên này thì còn tưởng là đại học gà rừng nào đó. Thánh học phụ Oros này tương đương với học phủ châu Âu, nhưng vì học phủ châu Âu có sức cạnh tranh quá mạnh, Cổ lão học lâm lại nhiều vô kể Học phủ châu quyền uy thì quyền uy Nhưng không cách nào đạt tới có riêng một lá cờ Thánh học phủ Oro Thì khác, nước Mỹ siêu cấp cường quốc như vậy Những ma pháp sư ưu tú nhất hàng đầu Đều lựa chọn thánh học phủ Oro Thứ yếu mới chọn Massachusetts Harvard, California Triệu mãn duyên bắt đầu phổ cập kiến thức địa lý Cho cái tên mạc phàm ngớ ngẩn này Châu bỏ như vậy tại sao lại không tham gia Học phủ chi tranh Mạc phàm kinh ngạc hỏi Học phủ chi tranh đều đại diện cho một quốc gia, Thánh học phủ Oro nhận toàn bộ học sinh ở châu Mỹ, thậm chí còn được coi là một vương quốc độc lập, không thuộc về bất cứ quốc gia nào Triệu Mãn Duyên nói. Ghê gớm như thế lại ở ngoài xem quần hùng tranh đuổi. Mạc Phàm nói, thật sự là có chút mùi vị này, có người nói thẻ học sinh Thánh học phủ Oro còn hơn tất cả thẻ xanh, trở thành công dân Thánh học phủ Oro thì dù có xúc phạm luật pháp quốc gia Luật pháp ma pháp thì đều được Thánh học phụ Oros xử phát theo pháp luật, mà bọn họ tự đặt ra triệu mãn duyên nói. Đúng là có một học sinh Thánh học phụ Oros về nước Mỹ thăm người thân, bởi vì tranh cãi với người khác mà đánh nhau, làm tan nát một đống nhà cửa của người dân, số lượng thương vong không ít. Chính phủ nước Mỹ cùng hiệp hội ma pháp địa phương đem người lùng bắt học sinh này, trực tiếp phán tội mấy trăm năm gì đó, kết quả bộ trưởng bộ giáo dục Thánh học phụ Oros trực tiếp đi đòi người tự do thần điện vốn muốn chèn ép một thoáng nhuệ khí bên thánh học phủ Oros. Nào có biết hội trưởng hiệp hội ma pháp bên kia cùng quan liêu chính phủ địa phương đều là cựu học sinh của vị bộ trưởng giáo dục. Sau khi bị hội trưởng giáo dục biến thành cháu trai, thì ngoan ngoan giao người cho thánh học phủ Oros mục bạch nói. Chuyện này là tin tức từ mấy năm trước nhưng xác thực rất náo động, cùng vào lúc đó thì tất cả người dân châu Mỹ đều coi hộ chiếu của bất kỳ quốc gia nào như cạn bã, thẻ học sinh thánh học phủ Oros mới là thần quyền công dân châu Mỹ cái này không phải là bao che sao? Mạc Phạm nói, nói bao che thì cũng được, nhưng xác thực thánh học phủ Oro được xem là một quốc gia độc lập, học sinh đến học phủ nhất định phải kèm cả hộ chiếu, bọn họ dựa theo điều lệ quốc tế dẫn độ công dân phạm tội trở lại. Đương nhiên là bọn họ không hoàn toàn dung túng cho những việc như vậy, tiến hành trừng phạt học sinh kia, còn trừng phạt gì thì không nói được rồi. Triệu Mãn Duyên nói, nói như thế lại làm tớ muốn trở thành học sinh của bọn họ Mạc Phạm nói thân phận thánh học phụ orox quả thực là kim bài miễn tử pháp luật rất nhiều lúc là để rằng buộc người bình thường dù cho là một người cố ý giết người thì cũng có thể thông qua giấy chứng nhận tâm thần đưa người từ ngục giam tới bệnh viện tâm thần bệnh viện tâm thần lại được chia ra thành nhiều loại có chút đáng sợ hơn cả ngục giam nhưng lại là nơi nghỉ phép xa hoa làm thủ tục chuyển viện đưa tới trung tâm nghỉ phép xa hoa ngay cả tội phạm chỉ cần mất đi chút tự do với bên ngoài thì ngày tháng trôi qua giống như thần tiên Loại dùng tâm thần để trốn tội này đã được mọi người biết đến với phương thức điển hình, sách pháp luật dày như vậy, cũng có vô số giáo điều cứng nhắc, cũng có vô số phụ thuộc vào điều lệ, đến tột cùng có bao nhiêu phương thức trốn tội thì cũng không biết được, đại khái chính là vì nhiều người sẽ toạc đầu cũng phải đi tranh giành quyền lợi. Nhàn vân dã hạc dĩ nhiên là được nhiều người mong đợi, nhưng chỉ cần người sống không được thuận buồm xuôi gió, nhẹ thì nuốt xuống bụng, nặng thì hàm oan chịu đau, lúc đó kêu gọi công đạo không công chính thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Thánh học phủ Oros có thể tóm được tội phạm từ tất cả quốc gia, chỉ cần người đó là học sinh thánh học phủ Oros, không có vi phạm bất kỳ luật pháp quốc tế nào, còn cư dân gặp họa do nhân viên, bọn họ muốn lời giải thích, muốn nợ máu phải trả bằng máu, thì phải xem tâm tư thánh học phủ Oros có nặng hay không. Lặn lội đường xa cuối cùng cũng đã tới thánh học phủ Oros. Đến trước thánh học phủ Oros, xác thực đều là một mảnh hoang vu, quan trọng nhất là không có đường cái, hoàn toàn không có tư thái học viện ma pháp của chúng tôi không cần tới phương tiện giao thông hiện đại, mà tới địa giới thánh học phủ Oro như là đi vào một thế giới khác. Thảm cỏ xanh khắp nói, trong rừng có những kiến trúc mang phong cách của mỗi quốc gia ẩn vào trong, những đài phun nước to lớn khí phách thì có khoảng 4 cái, chứ đừng nói tới là hành lang đi bộ, phòng cà phê, tháp chuông ngắm sao, hiện ra là vẻ đẹp toàn thể xa hoa. Tiên sư nó, Minh Châu học phủ của chúng ta mà so với bọn họ, thì khác gì là ở nông thôn với thành thị thời khắc mà mặc phàm bước vào địa giới thánh học phụ oro thì không khỏi hô lên triệu mãn duyên quen với những thứ xa xỉ nhưng thánh học phụ oro xa xỉ như thế lại mang tới chấn động không nhỏ đây thực sự là một trường học sao đi ra ngoài đi ra ngoài không thấy biển cảnh báo sao đám người da vàng châu á thật phiền phức đến từ một nơi xa lạ thì có thể chấp hành quy củ một thoáng được hay không nơi này không phải núi để mấy người khai hoang làm ruộng từ nông thôn tới thành phố nghĩ chỗ nào cũng được à một nữ sinh vóc dáng thấp cầm chổi quét lá kiêu căng tự mãn rất tức giận xua đuổi ba người mạc phàm mục bạch triệu mãn duyên mạc phàm liếc nhìn bộ đồ mình mặc mặc dù là đổi theo công việc theo lời của mục bạch để bọn họ nhìn qua như một giáo viên 30 tuổi nhưng cũng không tới nỗi bị học sinh đối xử như vậy chứ vị bạn học này chúng tôi tới đây không phải để tham quan mục bạch nói rất chân thành đổi lại bình thường chỉ cần nhìn thấy gái thì triệu mãn duyên sẽ là người mở miệng đầu tiên chỉ có một trường hợp khi triệu mãn duyên không mở lời đó là đối phương nhìn qua trả ra làm sao cả triệu mãn duyên chính là nông cạn tục khí như vậy gái không đẹp đều lưới liếc mắt nhìn quan tâm mấy người làm cái gì thánh học phụ oro không phải điểm du lịch mấy người tới bãi cát làm du khách là tốt rồi đừng vọng tưởng mà đi vào nữ sinh này nói chuyện như súng máy tốc độ kinh người ầy đừng tìm nha đầu xấu đau xấu đớn này nói chuyện tớ sắp chết đói rồi để bọn họ tìm mấy nữ sinh mặc trang phục bãi biển theo chúng ta đi ăn cơm triệu mãn duyên không nhịn được mà nói nói ai là nha đầu xấu đau xấu đớn hả cái tên gây lọ tóc vàng này nữ sinh cầm chổi chĩa vào triệu mãn duyên còn mẹ mày nói ai gây lọ đấy hả không nhìn thấy cái tên đứng bên cạnh mặt trắng như tường à triệu mãn duyên chỉ vào mục bạch triệu mãn duyên cậu muốn tìm cái chết có đúng không mục bạch cũng phục rồi chửi đồng với nữ sinh thì kéo mình vào làm cái gì mạc phàm cũng lời phí lời với nữ học sinh mắt chó coi thường người khác này lấy thân phận tạm thời khi tới thánh học phủ oroza a à, mấy người là học sinh Thật không tiện nha các học trưởng, dù sao phần lớn học sinh cũng sẽ không chọn nơi này mà đi vào thánh học phủ Oros, đều là những du khách kia. Vừa nhìn thấy chứng nhận, nữ sinh cầm chổi trợn to hai mắt. Mù a, à, phiền mở to mắt ra mà xem mặc phòng không nhịn được mà nói. Vẻ ngoài của thẻ học sinh hay giấy chứng nhận giáo viên đều giống nhau, hiện ra màu sắc sặc sỡ lộng lẫy, nhưng bên trong thì lại khác nhau." Nữ cầm chổi to mở ra nhìn, sợ suýt chút nữa làm rơi chổi, tỏ ra vẻ không dám tin nhìn ba người bọn họ. Đạo Đạo sư, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Nữ cầm chuổi bị dọa cho suýt thì khóc. Một người làm việc vặt ở Thánh học phủ Oros, học viên thì không phải. Ai cho cô loại tính khí như này mà phàm bày ra thái độ nghiêm túc? Thực sự chân thành xin lỗi, nữ cầm chuổi thực sự sợ sệt. Đắc tội với các học trưởng thì cùng lắm là bị làm khó dễ một chút. Đắc tội với đạo sư thì trực tiếp. Địa vị của học sinh Thánh học phủ Oros trong mắt toàn thế giới như là vương tử, còn đạo sư thì là hoàng đế dẫn một vòng quanh trường thì chúng tôi tha thứ cho cô mạc phàm nói a à, nhưng học tỷ muốn cho phải cầm cái chổi này quét sạch toàn bộ lá cây nơi này lúc mặt trời lặn thì không thấy chiếc lá nào nữ cầm chổi nói đạo sư quan trọng hay học tỷ quan trọng hơn mạc phàm hỏi ngược lại đạo đạo sư còn đứng ngay ra đó làm gì nữa dẫn đường học viên thánh học phụ oro xác thực sẽ không chọn đường này bởi vì đường này không đi tới ký túc xá cũng không đi về phòng ăn mà đơn giản là học viện tạo ra để cho lữ khách tới tham quan, nhưng không cho phép tiến vào. Thánh học phủ Oros cho phép du khách tham quan, cần phải hẹn trước, hộ chiếu đầy đủ, không có tiền án phạm tội, tài sản đầy đủ. Dù có hẹn trước những cũng phải đợi qua năm thứ hai, vì thế mà tán khách cũng chỉ có thể ở bên ngoài nhìn vào. Đi theo nữ cầm trổi, ba người bọn họ cũng không vội đi tới chỗ phòng đạo sư, lại không phải thật sự tới đây làm giáo viên. Mục tiêu chính là hắc giáo đình, bọn họ trước tiên muốn đi dạo tùy ý một vòng. Hiểu rõ thánh học phủ Oros một chút rồi mới tới phòng đạo sư, miễn cho vừa mới đi đưa tin thì lại tới phương diện xã Giao, thiếu tự do. Hóa ra là mấy vị đạo sư tới từ học phủ Trung Quốc, đến trường chúng tôi giao lưu học thuật, lĩnh vực thực vật ở thánh học phủ Oros chúng tôi chứ danh nhất toàn bộ thế giới. Phòng thí nghiệm thực vật từ nhỏ đến vừa trên toàn bộ núi Andes chỉ có hơn 100, nói là nhỏ nhưng diện tích lên tới 10 sân đá bóng. Nữ cầm trổi nói nhanh như súng, trong thời gian ngắn nói ra những thông tin bọn họ muốn biết. Mục Bạch nghe được câu này thì khóe miệng giật giật. Cái trường này là làm nông trường quy mô lớn đi, số lượng trang viên thực vật có hơn 100, trường mà có mấy chỗ thực tiễn thực vật đã xem như là chuyên nghiệp danh giáo rồi. Mục Bạch bắt đầu hoài nghi người của Hắc giáo đình, lấy danh nghĩa trường học để trồng cây thuốc phiện cùng lệ, vì thế thăm dò xem trường này có bao nhiêu đất dùng để trồng thực vật, ai ngờ kết quả sau khi nghe xong lại là Mục Bạch mộc ép. Nói thật thì mình muốn định cư ở nơi này, loại quy mô núi rừng thực vật như này, không có thứ gì là không nghiên cứu ra mục bạch tự lẩm bẩm. Mục bạch là một dược sư, cũng là pháp sư thực vật hệ, cảm giác như là tới thiên đường. Phường hội học viên ở bên kia có phải là rất đẹp hay không? Nữ cầm trổi chỉ về một hướng rồi nói. Mạc Phàm nhìn tới, phát hiện nhìn qua đồng cỏ này thì xuất hiện một cái chấn nhỏ, mang hướng hơi cổ tích lại mang theo khí tức thời thượng. Tạo hình kiến trúc đều khá đặc biệt, tinh mỹ uốn khúc hoặc sắc thái rực rỡ, phô trên đường phố đều là đá cẩm thạch cao cấp tinh mỹ, Loại này trang trí ở trong nhà mà ở đây lại phủ kín một chấn nhỏ, mà cái chấn nhỏ này lại được gọi là phường hội của học viên. Mạc Phàm, cậu đi theo tiêu viện trưởng một chút, giúp chúng ta xóa bỏ học tịch Minh Châu học phủ. Tớ nghĩ sẽ đi thi một lần nữa ở thánh học phủ, Oros Triệu Mãn Duyên nói. Chăm nghe không bằng một thấy, tuy Triệu Mãn Duyên có biết qua một học phủ khá châu bò, nhưng khi tới nơi mới cảm nhận được tranh lệch rõ ràng. Không nói quá khi đi ra khỏi học phủ này thì có thể gọi những nơi khác là ổ dân chạy nạn được rồi cũng khó trách bồi dưỡng ra được một nữ làm việc vật mang cảm giác hơn người một bậc, đổi lại làm người khác, thì khi bước vào đây cũng sẽ cho rằng những nơi khác là phàm trần. "Lily, cô to gan thật đấy, tôi bảo cô đi quét lá cây, vậy mà cô lại dẫn theo mấy tên đàn ông này, nhàn nhã tản bộ một nữ sinh có mái tóc bồng đi tới, nói với nữ cầm chổi, âm thanh mang mấy phần sắc bén. "Học tỷ, là như này, bọn họ là." Bốp! Không chờ nữ cầm chổi nói hết, nữ học viên này tát cho nữ cầm chổi một cái. Nữ cầm chổi ôm mặt, tóc tai rối bời, dáng vẻ cực kỳ chật vật, không dám lộ ra oán niệm, nỗ lực làm ra dáng vẻ là mình sai rồi. Mạc Phàm đứng bên cạnh nhưng không phản ứng lại, làm sao biết được phong tục dân gian ở đây lại ngang ngược như vậy. Nhìn cái gì, lẽ nào mấy người cũng đồng tình với con này? Nữ sinh tóc xù trừng mắt với Mạc Phàm. "Không, chỉ là hơi kinh ngạc một chút thôi." Mạc Phàm trả lời. Nữ cầm chổi vốn đã rất ngang ngược, thấy thái độ kỳ thị ban đầu là biết nhưng Mạc Phàm biết có dẫn đường cho mình thì cũng không thay đổi được điều này. Nhìn một chút nữ sinh được gọi là học tỷ này, đại khái cũng đoán được những nguyên nhân mà nữ sinh này lại xem thường những du khách kia, ở trong học viện này không có địa vị gì, động tí lại bị bắt nạt, thế nên là chút giận lên đầu những du khách kia. Cái tát kia, nói nặng thì cũng không nặng lắm, nhiều nhất chỉ để lại màu đỏ, Mạc Phàm cũng không có suy nghĩ bất bình khi nữ cầm chổi bị ăn tát, trong ngoài cũng không, Mạc Phàm lười lo chuyện bao đồng. Nữ cầm chổi nuốt cơn giận vào trong bụng. Trong lúc còn cần người dẫn đường, Mạc Phàm gọi nữ sinh tóc xù Diễm Lệ, "Bạn học này, hay là dẫn đường cho chúng tôi đi ủa gì kỳ vậy? Mấy người mù đúng không? Coi như là mù thật thì bổn tiểu thư đây, cũng không có nghĩa vụ phải trợ giúp người tàn tật nữ sinh tóc xù Diễm Lệ nói. Nói xong thì rời đi, nữ sinh tóc xù Diễm Lệ cũng không thèm để ý tới ba người Mạc Phàm. Triệu Mãn Duyên còn định tóm lấy để dạy cho một bài học, Mục Bạch cầm tay áo nói, "Quên đi, đi dạo cũng đủ rồi, chúng ta tới báo tin thôi." Còn nữa, chúng ta đến khá muộn không kịp làm nghi thức hoan nghênh ngày mai lên lớp hai cậu soạn trước giáo án chưa đừng có mà để lộ ra khuyết điểm triệu mãn duyên đẩy kính lên trông có vẻ rất học giả chuẩn bị giáo án trước tiết học mạc phàm tỏ rõ vẻ nghi ngờ hỏi mẹ cậu không chuẩn bị trước thì dạy cái gì hà mạc phàm ơi cậu có thể chuyên nghiệp một tí có được không người của hắc giáo đình có thể thiên biến vạn hóa giống như đặc công có thể hòa vào bất cứ ngành nghề nào trong xã hội khéo khu chưa chờ được người hắc giáo đình lộ diện thì đã bị người của thánh học phủ Oros vạch trần rồi triệu mãn duyên nói. Vì không để bị vạch trần mà mặc phàm cố ý soạn một tiết học, cứ ngỡ được lĩnh hội một thoáng xa xỉ của thánh học phủ Oros, tình cờ gặp những thiên kim tiểu thư của những thế gia, kết quả khổ bức một tối trong phòng của đạo sư để nghiên cứu làm giáo viên như nào. Sáng sớm đã có một nam phụ đạo viên chờ mặc phàm ở bên ngoài phòng, hiển nhiên là sợ mặc phàm lạc đường. Nam phụ đạo viên nhìn qua cũng rất tiêu sái, tuổi tầm 27-28 gì đó, thấy Mạc Phàm đi ra, ăn mặc đơn giản, nhìn khuôn mặt Mạc Phàm, kinh ngạc phát hiện đối phương cũng không lớn hơn mình mấy tuổi. Thực tế vì để thân phận của bọn họ không chút sơ hở, cả ba người đều dùng thuốc biến dung dạng lỏng do Mục Bạch điều chế, tuy rằng không khoách đại tới nỗi là thay đổi mặt, nhưng sẽ làm cho bọn họ trông già đi mấy phần, người bình thường sẽ cảm thấy khoảng 30 tuổi. Mạc Phàm đi ra thấy một nam phụ đạo viên, trong lòng cảm thấy hơi thất vọng. Chào ngài, tôn kính đạo sư Mạc Diệp Phàm, rất lấy làm vinh hạnh khi mời được một đạo sư Trung Quốc, xuất sắc như ngài tới dạy cho những học sinh của chúng tôi, tôi vẫn rất là mong chờ văn hóa Trung Quốc, nam phụ đạo viên bày ra lòng kính ý của mình. Ừm mặc phàm yên lặng giả vờ thâm trầm. Nam phụ đạo viên gãi đầu, không nghĩ tới vị đạo sư này lại cao lạnh như vậy, không gì tốt hơn là nói tiếp, tối hôm qua ngài soạn giáo án sao. Nhắc nhở thiện ý với ngài rằng, đám học viên thánh học phụ Oro oh, đều khiến người ta phải đau đầu, đều sẽ đưa ra một vấn đề mà ngay cả rất nhiều giáo sư không tìm được manh mối, đến khi đó hy vọng ngài không phiền lòng. Bất quá cũng do các học viên một lòng hiếu học. Biết rồi mặc phàm gật đầu lần nữa. À, còn việc này nữa, bởi vì mấy ngày không tham gia nghiên tiếp trước đó, khả năng còn chưa biết rõ lắm. Tổng cộng có 9 giáo viên danh phủ tới Thánh học phủ Oros chúng tôi giảng dạy. Kỳ hạn 2 tháng mà Thánh học phủ Oros khá truyền thừa tinh thần thi đấu. Bởi vậy 2 tháng sau mấy vị đạo sư sẽ đưa học sinh của mình tham dự giải thi đấu do Thánh học phủ Oros tổ chức. Hy vọng các học sinh của ngài có thể ký khai đắc thắng nam phụ đạo viên nói. Ồ, oh, rất thú vị Mạc Phàm nở nụ cười. Học hành mà không đánh nhau thì khác gì hưởng thụ điền viên? Quảng trường múa đều muốn cướp địa bàn, mở rộng điệu múa mới, đấu độ khó nổi tiếng, làm người học ma pháp thì làm sao lại không có chút không khí thi đấu? Điểm đó tốt vô cùng, Mạc Phàm thích thi đấu, tuổi già sức yếu, bầu không khí hài hòa sẽ làm Mạc Phàm phát điên lên mất. Hai vị đạo sư trước đó cũng đã lên xong hai tiết, mặc dù bọn họ chưa thích ứng, nhưng chương trình học thì lại vô cùng đặc sắc nam phụ đạo viên nói. Đi theo Nam phụ đạo viên tới nơi dạy học, Mạc Phàm còn tưởng là sân tập ma pháp rộng bao la, nào có biết ở trong một phòng học treo đầy đồ án tinh trần, đây là phòng học mà hôm nay ngài sẽ dạy, lý luận học về ma pháp cao cấp, vậy thì giao lại cho ngài. Tôi sẽ theo toàn bộ buổi học, có giận dò gì thì cứ nói với tôi được rồi Nam phụ đạo tươi cười nói. Cái gì? Lý luận học ma pháp cao cấp? Mạc Phàm đeo lão kính suýt chút nữa rơi xuống đất. Có vấn đề gì sao? Đạo sư Mạc Diệp Phàm. Đạo sư Triệu Duyên tổ dạy về yêu ma? đạo sư mục hàm dạy về ma đấu lẽ nào là tôi nhớ nhầm để tôi coi lại một chút nam phụ đạo vội vàng mở tư liệu ra thấy không có viết sai đạo sư mục diệp phàm rõ ràng là một đạo sư ma pháp mà trên lý thuyết để mà nói là tiểu thái đầu ở trung quốc nhất định là kinh luân đầy bụng học thức uyên bác lý thuyết ma pháp có thể để cho học sinh mở mang tầm mắt không có gì không có gì tôi am hiểu tương đối nhiều lĩnh vực chỉ là không nghĩ hai vị đồng liêu của tôi lại đoạt lấy đề trước mặc phàm nhắm mắt trả lời thực sự là đồ chó má. Để một một nửa ma pháp mù chữ như Mạc Phàm đi dạy lý luận ma pháp, trên thế giới này không có pháp sư chiến đấu nào chiến đấu như Mạc Phàm, nếu như Mạc Phàm hiểu lý luận ma pháp thì còn cần cha bán nhà cho lão già khốn nạn mục hạ kia sao? Để Mạc Phàm còn chưa tốt nghiệp cấp 2 đi dạy lý luận ma pháp đỉnh cấp ở đại học, cái này không phải nói rõ để người ta vạch trần sao? Ngài có thể bắt đầu dạy học, học sinh đang chờ ngài nam phụ đạo viên nói. Mạc Phàm lộ ra khuôn mặt lễ phép chứ không phải lúng túng chửi thề, mang theo phần tự tin còn sót lại của một thằng đàn ông từ chỗ tâm hạ, nhanh chân tới bục giảng lớp học. Vốn tưởng rằng phòng học nhỏ hơn 20 người, tùy tiện lừa gạt cũng qua được, nào có biết vừa bước vào là mạc phàm suýt hồn bay phách tán. Tại sao như này gọi là lớp học, rõ ràng là giảng đường đại học mà. Chuyện được đọc bởi kênh Halley's Audio. Lớp học thành hình quạt có bậc thang đi lên, có 300 học sinh ngồi lít nha lít nhít, tường khuôn mặt trẻ tuổi tràn đầy hưng phấn, khác quốc gia, khác màu da, khác chủng tộc mặc dù đối mặt với trăm vạn đại quân của kim tự tháp khu phu cũng không là mạc phàm căng thẳng như bây giờ lý luận ma pháp khác với chiến đấu lý luận còn móc nối tới rất nhiều sản phẩm ma pháp khoa học kỹ thuật trong xã hội đương đại nói ví dụ như là xe dùng lôi hệ làm nguồn năng lượng phải làm sao để duy trì ổn định tường phòng hộ thành thị dưới vật liệu cố định thì làm sao thay đổi thổ chất kết cấu đá phải làm sao để càng thêm kiên cố tu luyện ma khỉ nguyên lý tu luyện chỉ đặc thù như nào có thể làm cho tốc độ tu luyện của ma pháp sư tăng lên diện rộng hay không? Những vấn đề này Mạc Phàm hiểu chết liền. Mạc Phàm có lôi hệ, có thổ hệ, cũng nắm giữ ma khí tụ hồn, nhưng nếu mà hỏi như nào thì Mạc Phàm sao mà biết được? Ma pháp sư học không chỉ là làm như nào phóng thích ma pháp, làm sao tạo ra lực phá hoại càng lớn hơn, ma pháp khoa học kỹ thuật cần sự tiến bộ, lý luận ma pháp quan hệ trực tiếp với trình độ văn minh của toàn bộ xã hội. Mạc Phàm truyền thụ chính là lý luận ma pháp khoa học kỹ thuật hiện đại nhất, là cấp bậc đứng đầu. Chào các bạn học, tôi là Mạc Diệp Phàm, là đạo sư dạy lý luận cao cấp Mạc Phàm trước tiên cố gắng chấn định tự giới thiệu. Mà không xa dưới bục giảng, một nữ sinh diễm lệ suýt nữa không nhịn được mà kêu lên. Mà nữ sinh này chính là học tỷ tát nữ cầm trổi một cái, nhớ lại những lời nói hung hăng điêu ngoa kia, nữ học viên đó chỉ muốn chui xuống gầm bàn, chỉ mong đạo sư sẽ không nhìn thấy. Mạc Phàm có nhãn lực sắc bén như nào, lập tức phát hiện được gương mặt quen thuộc trong 300 người. Vừa hay Mạc Phàm cũng không biết dạy học như nào, lấy luôn nữ học viên này để mở đầu. Bạn học nữ. Đúng, bạn học nữ ngồi ở dãy 4 số 3, vừa khéo chúng ta lại gặp mặt nhau, bạn có thể đặt ra một câu hỏi học thuật mà các học viên quan tâm tới như phần mở đầu của bài giảng này mặc phàm, chỉ vào nữ học viên tóc xù diễm lệ. Học viên nữ này cứ như là tới tháng, uốn eo đứng dậy. Địa vị học sinh thánh học phụ Oro rất cao, địa vị của đạo sư lại càng cao hơn, học sinh dù như nào cũng không thể làm càn trước mặt đạo sư mạc đạo sư em cũng không biết hướng ngài muốn giảng dạy nữ học viên diễm lệ bùn ma nhỏ giọng nói không sao tùy ý hỏi mạc phàm tình được điểm nhập môn tâm tình cả người chậm rãi điều chỉnh phương hướng giảng dạy chính mình còn chả biết như nào vậy xin hỏi đạo sư tháp ma pháp là một loại kiến trúc phòng ngự có tính tự tấn công yêu ma mà chúng ta cần nhất hiện nay có thể thay thế được tháp canh có những ma pháp sư phóng ra ma pháp khóa chặt yêu ma vậy tháp ma pháp này Hoạt động như thế nào nữ học viên Bunma nói mà rất không có chút lực nào. Câu hỏi của Bunma làm cho Mạc Phàm cứng người. Kiến thiết tháp ma pháp thì Mạc Phàm có nghe qua, nhưng không có mở rộng, vì chi phí đắt đỏ mà lại không phân biệt triệt để được yêu ma, các nơi trên thế giới đều có thí nghiệm, hoạt động, làm sao mà Mạc Phàm biết được? Vấn đề của em có phải là quá đơn giản rồi không? Hoạt động như nào thì hỏi đạo sư kiến trúc là được, hà tất gì lại lãng phí cơ hội quý giá hỏi tôi câu này Mạc Phàm." Giả vờ giả vịt đẩy gọng kính màu đen của mình xin lỗi vấn đề này xác thực không phù hợp với thân phận của ngài nữ học viên bunma nhất thời đau đầu bắt đầu cảm thấy hối hận khi gọi người ta là dã nam nhân hỏi tiếp đi ngữ khí mặc phàm nặng nề thêm một chút xin hỏi đạo sư nguyên tố xuyên vật cần được loại bỏ tạp chất thì cần thiết bị hòa trùng như nào nên làm theo các bước nào nữ học viên bunma hỏi tiếp loại vật liệu này chủ yếu làm nguyên năng lượng cấm chú em hiểu thì có ý nghĩa gì em có thể trở thành pháp sư cấm chú sao ai ra còn may lúc ở thiên sơn có nghe qua loại vật chất nguyên tố xuyên này nhờ có linh linh cùng tên gây lọ nước mỹ phổ cập kiến thức cho mình mạc phàm tùy tiện nói một câu biểu thị thái độ mặc dù mình biết đáp án cũng lời nói nữ học viên bun lập tức chấn động rồi phần lớn người còn không biết nguyên tố xuyên là gì chứ đừng nói tới loại cấm chú không có trong mục lục này đạo sư lúc này có một nam học viên cực kỳ tuấn tú đứng dậy tựa hồ nhìn ra mạc phàm có chút thái độ làm khó dễ bun ma cho nên hắn phải ra mặt đạo sư bạn học bunma có vẻ hơi sốt sắng trong đầu không nghĩ ra vấn đề nào hay vừa hay học viên vừa đi lịch luyện về gặp một vấn đề nan giải chưa bao giờ gặp không biết đạo sư có thể giải đáp một ít thắc mắc cho em được không nam học viên tóc đỏ nói em mạc phàm vừa định mắng nam học viên ngồi xuống nào có biết cái tên này lại ra mặt nói rõ để bảo vệ tiểu tình nhân nam học viên không chờ mạc phàm mở miệng lập tức nói đoàn đội chúng em đi tới peru gặp phải sinh vật rất cổ lão mà lại rất kỳ lạ chúng nó vô tận như là thủy triều trong đại dương mặc dù là một bộ lạc khổng lồ thì cũng không thể nào dâng lên cuồn cuộn được thậm chí nhiều lúc còn không phát hiện ra khí tức của chúng chuyện này đối với em luôn là một điều bí ẩn hy vọng đạo sư có thể giải đáp thắc mắc bạn học simper đạo sư trước mặt là đạo sư kiệt xuất về lý luận học khoa học kỹ thuật đương đại ngài đang hỏi vấn đề liên quan tới yêu ma xin hãy chú ý một chút vào lúc này nam phụ đạo viên mở miệng nói phụ đạo viên giống như là chủ nhiệm lớp học phụ trách quản giáo hành vi của học sinh nhưng không chịu trách nhiệm giảng dạy phần lớn do một ít học trưởng cao tuổi sau khi tốt nghiệp tiếp tục đảm nhiệm. Phụ đạo viên không thể coi là đạo sư, nhưng địa vị cao hơn một chút. Không sao, phụ đạo viên. Tuy rằng bạn học này hỏi vấn đề trong lĩnh vực mà tôi không am hiểu, nhưng nếu là đạo sư thì nên thụ nghiệp giải thích nghi hoặc. Vấn đề của bạn học kia tôi có thể giải đáp mặc phàm theo bản năng vuốt dâu, nhưng chợt nhận ra là mình không có. Câu hỏi này của nam học viên quả là nhánh cỏ cứu mạng. Hai bạn học cũng đừng ngồi xuống, đứng nghe đi mặc phàm không khách khí với học sinh. Bày ra thái độ lão tử không dễ trêu như vậy, đưa ra vấn đề như vậy thì cho thấy em là một pháp sư chiến đấu, yêu thích rèn luyện. Tôi chưa tới Peru bao giờ, nhưng vấn đề mà em hỏi dù không nói kỹ thì tôi cũng đoán ra được. Có một thứ gọi là biểu tượng sinh vật, đó là ma pháp hỗn độn hệ của người Ấn Độ cổ, thông qua như một chủng loại giống như thủ đoạn phục chế, tiến hành phục chế một loại yêu ma đặc biệt không ngừng. Nam học viên này hiển nhiên gặp phải quái vật Nazca. Quái điểu Nazca, quái viên Nazca. Mạc Phàm hiểu rõ bọn nó hơn là những chuyên gia lý luận chỉ biết nói suông, dù sao lúc đó bọn họ bị bọn quái vật Nazca truy đuổi tới chết đi sống lại, còn bị vướng vào cái nguyền rủa không thôi kia. Quái vật Nazca được phục chế, chỉ cần giết thứ biểu trưng cho chúng nó thì thứ phục chế sẽ biến mất. Sau khi thức tỉnh hỗn độn hệ thì Mạc Phàm mới biết đây là trò siếc hỗn độn. Chuyện này, chuyện này, Simper vốn muốn đưa ra vấn đề nan giải cho đạo sư này, ai bảo dám làm khó dễ Bun Ma, ai biết là nói được. Phải biết lúc đó, toàn đội bọn họ đều thiên tân vạn khổ mới tìm ra thứ phục chế sinh vật Nazca. Vị đạo sư tới từ Trung Quốc này phải bác học, như nào mới biết được bí ẩn Nazet Sequi ở Peru tới vậy? Sở dĩ trả lời vấn đề này là bởi vì hỗn độn, hệ phức tạp vừa hay lại là thứ mà tôi sẽ giảng hôm nay Mạc Phàm, bắt đầu bài giảng của mình. Simper đúng là cho Mạc Phàm một chút nhắc nhở, khi giết ti tượng, Mạc Phàm cảm thấy rất hiếu kỳ với năng lực của hắn, đồng thời bàn luận về dung hợp ma pháp với Phùng Châu Long ở Tháp Quảng Châu dung hợp ma pháp là tuyến đầu tiên, cũng là phương hướng nghiên cứu ma pháp khó khăn nhất. Trình độ học thuật của Phùng Châu Long về phương diện này cực kỳ cao, bằng không cũng không thể nào để năng lực của ti tượng lên người mình. Vì thế mà Mạc Phàm nói một chút huyền bí dung hợp ma pháp, giữa ma pháp hỗn độn cùng ma pháp hắc ám. Ma pháp ám ảnh cùng ma pháp hỗn độn phức tạp khó mà đoán trước được, coi như là Phùng Châu Long đã nghiên cứu sơ bộ được một ít, năm phần giả năm phần thật, vốn là một khái niệm trong học thuật cấp cao, những học sinh này nghe hiểu được cũng chính là từ Phùng Châu Long. Vậy là Mạc Phàm cũng lừa gạt qua được một tiết học. Dung hợp ma pháp đúng là một đề bài thần bí. Đa số học sinh đều hứng thú với năng lực của ti tượng, hết sức ghi chép. Nhìn thấy hai ba trăm học sinh thánh học phụ Oro không có nghi vấn nghiêm trọng. Với lơ mình nói, Mạc Phàm không khỏi bội phục bản thân. Bản lĩnh kéo đàn ca hát càng ngày càng thành thạo. Học sinh vỗ tay, Mạc Phàm mỉm cười rời đi. Tiên sư nó, hai cậu bị ngu sao, không phải đã bảo để tớ dạy đấu pháp, hoặc không thì cũng là yêu ma để tớ đi dạy lý luận để tớ dạy cho hai cậu biết chứng nát người vong là như nào mạc phàm trở lại trung cư chửi hai tên khốn kiếp mục bạch cùng triệu mãn duyên ẩm cả lên tổng cộng có ba chuyên đề bọn họ lấy đi hai cái để lại lý luận loại học bá như mục bạch đi giảng lý luận còn được mạc phàm chả hiểu gì cả nếu không quen tên phùng châu long lắm lời thì ngay từ tiết đầu tiên đã bị vạch trần rồi bọn tớ cũng không biết là ai đã sắp xếp như thế cũng không liên quan những học sinh nơi này làm gì chỉ nhìn mỗi chúng ta dạy thứ gì, cậu lừa được là tốt rồi Mục Bạch nói. Ba vị đạo sư, ba giờ chiều này tất cả các đạo sư nước ngoài đều tụ tập ở phòng ăn, đến lúc đó tôi sẽ phụ trách dẫn đường, cho ba vị nam phụ đạo viên có vẻ rất ân cần nói. Được, dùng bữa xong, Mạc Phàm Minh tu một hồi, chủ yếu là tiến hành khống chế một ít tinh tử hỏa hệ để cùng có. 2.400 linh một tinh tử từ tinh tọa cho tới tinh cung hoàn mỹ, đúng là một quá trình phức tạp quá trình minh tu cũng như xây dựng cung điện, cần từng viên gạch tạo nên. Đương nhiên là có tiểu nê thu hiện tại đen thui xinh đẹp, lúc mạc phàm tạo ra cung điện tinh tử này thì cần có cần cẩu, hiệu suất quá nhiều so với người bình thường. Vì thế mà chỉ là buổi trưa ngắn ngủi thì mạc phàm cũng không nỡ bỏ phí, nhanh chóng hoàn thành tinh cung hỏa hệ, cũng có thể dùng ma pháp hỏa hệ uy lực mạnh gấp 10 lần. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Một tinh tọa không cách nào so được với một tinh cung có thể cung cấp năng lượng Rất nhanh đã tới 3 giờ chiều Qua nhiên nam phụ đạo viên đến rồi Mặc chính trang đẹp đẽ Hiển nhiên là khá thích buổi tụ hội của các đạo sư Không hy vọng như một người thiếu kinh nghiệm không có cảm giác tồn tại Tôi quên hỏi tên của cậu là gì Mạc Phàm hỏi Gọi tôi là Miyamoto Karashi là được nam phụ đạo viên nói Cậu là người Nhật Bản Triệu mãn duyên hỏi Đúng vậy tôi là người Nhật Ồ, oh, nhưng mẹ của tôi là người Peru, xem như tôi là con lai, nhưng tôi vẫn theo họ Miyamoto của cha tôi, nam phụ đạo viên Miyamoto Karashi nói. Theo Miyamoto Karashi tới phòng ăn độc lập gần biển, phòng ăn này vô cùng đặc biệt, được xây bám vào một cây sa. Mạc Phàm phát hiện ra toàn bộ phòng ăn dường như hòa làm một, với cây sa vặn vẹo này, bên cạnh là biển xanh bao la. Buổi chiều, hiển nhiên nơi này được các giáo viên nước ngoài bao trọn, lúc mục bạch, Mạc Phàm Triệu Mãn Duyên bước vào, nhìn thấy một cô gái châu Âu da trắng mạo Mỹ, tóc màu vàng lúa mạch càng đặc biệt cao quý xuất chúng. Mạc, Mạc Phàm, lại là nhân tình của cậu bỗng nhiên Triệu Mãn Duyên nhẹ giọng. Mạc Phàm buồn bực, nói như thể mình hoàn thành được thành tựu gieo rắc toàn thế giới. Tại sao ngay cả thánh học phụ Oros có nhân tình của mình, mình cất bước trong giang hồ đẫm máu nhiều năm như vậy, trước sau cũng chỉ có hai vợ thủ thân như Ngọc. Thực sự là quá vinh hạnh, cô Blan, có thể gặp lại cô là một vinh hạnh với bembo tôi đây một người tóc vàng như triệu mãn duyên nói mạc phàm nhìn suýt cho rằng là cái tên bembo vương tử lúc trước bị mình ném xuống sông venice nhưng mà nhìn cẩn thận thì giữa bọn họ có sự khác biệt người này rõ ràng là phải hơn năm sáu tuổi da rẻ rắn chắc người này không còn là thanh niên hai mươi mấy tuổi người này là đại vương tử bembo anh trai của tên tiểu súc sinh lúc trước chúng ta gặp phải ở venice triệu mãn duyên nói đại vương tử như hắn mà không đi thừa kế ngay vàng nhà hắn chạy tới đây làm cái gì tại sao lại nắm tay người ta không buông thế kia là lưu manh sao mạc phàm nói tớ nhớ hắn ở học phủ hoàng gia làm giáo sư cao cấp đại vương tử này mạnh hơn nhiều tên tiểu súc sinh chỉ biết quay quanh phụ nữ xem ra hắn rất có ý với nhân tình của cậu nha nhiều nữ giáo viên như vậy mà cũng không thèm để ý tới triệu mãn duyên lộ ra nụ cười tiện hẳn là blan vẫn chưa nhận ra chúng ta xem ra mặt nạ tơ tầm này của mục bạch có hiệu quả nha mạc phàm nói cả hai đang nói cô giáo xinh đẹp tuyệt diễm núi anper blan trong hàng ngũ giáo viên nước ngoài thì mục bạch lấy cùi trỏ hích bọn họ cũng ra hiệu bọn họ nhìn ra cửa sổ làm gì triệu mãn duyên không nhịn được mà nói hách ca sa thanh âm mục bạch bình tĩnh nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha